Tất cả vệ sĩ nhà họ Trần đều bị bắn chết trước khi nổ súng, máu me chảy khắp nơi. Còn thấy 40 hay 50 người mặc vest cầm súng lục đứng bên ngoài nhà họ Trần. Trần Thiên Thành lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Kình Hiên, "Diệp Kình Hiên, cậu dám xen vào chuyện của nhà họ Trần?" "Ông già, ông nhìn kỹ đi, người của tôi còn chưa ra tay đâu đấy." Diệp Kình Hiên mỉm cười xấu xa. "Gì cơ?" Trần Thiên Thành bỗng biến sắc. "Đây là người của tôi." Một tiếng cười dịu dàng khác truyền đến, Đồng Yên Nhiên mang cao gót 10 phân tao nhã bước ra. "Cô là?" Trần Lân trợn tròn mắt nhìn Đồng Yên Nhiên. "Giới thiệu bản thân một chút nhé." Đồng Yên Nhiên cười nói, "Tôi là con gái lớn của nhà họ Đồng." Vệ sĩ nhà họ Trần dây trước còn hung hăng, mới chớp mắt một cái đã ngã xuống đất, chỉ còn lại một cao thủ top đầu được nhà họ Trần thuê với số tiền lớn. Ông ta cũng khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, khiếp sợ đến nỗi không nói nên lời. Hiện trường lặng ngắt như tờ, Trần Lân trừng mắt không dám tin, thậm chí còn quên cả chớp mắt, sắc mặt tái nhợt. Trần Thiên Thành ngồi bệch xuống đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Đây đều là những vệ sĩ dùng súng mà ông ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để huấn luyện, không ngờ mới chớp mắt đã chết sạch. Kết quả này đã nằm trong tính toán của Vương Nhất, nhưng anh vẫn kinh ngạc nhìn Đồng Yên Nhiên. Người vốn dĩ nên ra tay là Diệp Kình Hiên, không ngờ lại biến thành Đồng Yên Nhiên. Như thể cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất, Đồng Yên Nhiên mỉm cười quyến rũ, chớp mắt tinh quái với anh, như thể muốn nói rằng, anh nợ cô ta một ân huệ. Không thể, không thể nào. Người nhà họ Trần đỡ Trần Thiên Thành đứng dậy, thân thể già nua vẫn không ngừng run rẩy. Ông ta kinh hãi nhìn Đồng Yên Nhiên rồi lẩm bẩm một mình, theo tôi biết, nhà họ Đồng chỉ có con trai, không có con gái. Rốt cuộc cô là ai? Khuôn mặt xinh đẹp như hồ ly của Đồng Yên Nhiên lộ ra sát khí nồng đậm, cô ta tàn nhẫn nói, ông nói không sai, Đồng Kiệt quả thật không xứng làm ba tôi. Những lời này tràn ngập hận ý sâu sắc, Diệp Kình Hiên thở dài. Vương Nhất khẽ nheo mắt. Anh biết rất nhiều chuyện của Đồng Kiệt, ngoài vô số đứa con riêng ra, ông ta còn có một cô con gái. Nhưng cô con gái này lại không nhận ba mình và cũng không ở nhà họ Đồng nên rất nhiều gia tộc không biết đến sự tồn tại của Đồng Yên Nhiên. Cô chủ, ông già này lại dám phủ nhận cô có muốn tôi? Lúc này, một người đàn ông đầu trọc mang theo khoảng 40, 50 người bước vào trang viên nhà họ Trần và cung kính đứng trước mặt Đồng Yên Nhiên. Chỉ bằng cảnh tượng này thôi cũng đủ nói rõ thân phận của cô ta, giờ Trần Thiên Thành không tin cũng phải tin. Đồng Yên Nhiên xua tay, hờ hững nói, không cần, các người chỉ cần giết mấy tên vệ sĩ kia là đủ rồi. Cô ta rất thông minh, chỉ làm những chuyện nên làm và không nhúng tay vào những chuyện không nên làm. Đây là ân oán giữa nhà họ Trần và nhà họ Vương, nếu cô ta giết Trần Thiên Thành thì sẽ biến thành ân oán giữa nhà họ Đồng và nhà họ Trần. Trương Phong còn không mau hành động. Đột nhiên, Trần Thiên Thành giống lên. Ông ta trợn trừng mắt, cặp mắt đỏ ngầu, nhìn cường giả top đầu đứng cách đó không xa. Hửm. Vương Nhất ra hiệu, định để cho Lãnh Nhan ra tay. Vèo. Một bóng người đã tiến lên rồi lao tới trước mặt Lãnh Nhan. Thứ rác rưởi này không cần anh Vương phải tự mình động thủ, để tôi giải quyết được rồi. Diệp Kình Hiên mỉm cười tàn nhẫn. Bóng dáng thoát ẩn thoát hiện xông tới chỗ cao thủ tên Trương Phong. Trương Phong kinh ngạc không dám tin nhìn Diệp Kình Hiên, ông ta cảm thấy anh ta giống như mãnh hổ xuống núi, bộc phát khí thế như muốn nghiền nát ông ta. Thời điểm đến trước mặt Trương Phong, gân cốt Diệp Kình Hiên kêu răng rắc, anh ta giơ tay ra, trong nháy mắt liền tung ra mấy cú đấm. Bụp bụp bụp, tiếng đánh đấm vang lên bên tai, anh ta đấm đối phương không ngừng nghỉ, còn chen lẫn chiêu thức bôn lôi quyền trong đó. Vương Nhất và Lãnh Nhan đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chiêu thức mà Diệp Kình Hiên sử dụng lúc này chính là bôn lôi quyền do Vương Nhất sáng tạo ra. Trình độ của anh ta đã không còn thấp kém nữa, dù là tinh thần hay khí chất đều đã lột xác hoàn toàn. Bụp! Trương Phong trúng một đấm liền lùi lại một bước, sau đó không tự chủ được lùi lại liên tục. Mãi cho đến khi Diệp Kình Hiên đấm vào khoang ngực Trương Phong, anh ta mới chịu dừng lại. Một giây sau, truyền đến tiếng la hét thảm thiết. A, ông ta đau đớn lăn lộn trên đất, nhưng cơn đau không những không giảm bớt mà càng tăng lên. Nếu chúng phải bôn lôi quyền thì không được nhúc nhích, nếu nhúc nhích, kinh khí đánh vào người sẽ nổ tung, cơn đau sẽ tăng lên. Vương Nhất vui vẻ gật đầu, Diệp Kình Hiên không phụ sự kỳ vọng của anh, sau khi giác ngộ,
anh ta càng chăm chỉ luyện tập hơn. Trần Thiên Thành đã hoàn toàn chết lặng. Đây là cao thủ top đầu ông ta mời đến với cái giá cực lớn, nhưng lại không thể sống sót qua mấy cú đấm của Diệp Kình Hiên. Hiện trường yên ắng, người nhà họ Trần đều tái mặt, linh hồn cũng đang run rẩy. Ông nội, Trần Lân cũng không hiểu mình đang nói gì nữa, anh ta run cầm cập ngồi bệch xuống đất. Lúc này, chỉ có dựa vào ông nội mới có cơ hội sống sót. Nào biết, Trần Thiên Thành lại nhìn chòng chọc Diệp Kình Hiên, vừa sợ vừa tức nói, Diệp Kình Hiên, nhà họ Trần tôi không thù không oán với cậu, tại sao cậu lại đối phó với nhà họ Trần tôi chứ? Diệp Kình Hiên cười khẩy, tôi không có thù oán gì với ông, nhưng ông lại có thù với sư phụ tôi. Ông dám ra tay với sư phụ tôi sao, tôi thấy các người chán sống rồi đấy. Sư phụ, nghe Diệp Kình Hiên nói vậy, tập thể nhà họ Trần cũng hóa đá, sư phụ của Diệp Kình Hiên là ai? Giây tiếp theo, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Vương Nhất. Chỉ có Lãnh Nhan vẫn bình thản, chẳng thấy ngạc nhiên. Vương Nhất mặc bộ vest, cười khẩy đi về phía người nhà họ Trần. Lộc cộc, hiện trường vang lên tiếng bước chân giòn giã của anh. Nhưng đối với nhà họ Trần mà nói, nó chẳng khác gì âm thanh của tử thần, tuyên án tử hình. Đừng, đừng tới đây. Trần Lân hoảng sợ hét lên, không ngừng lui về sau, nhưng vấp phải một hòn đá trên đất nên ngã rầm xuống đất. Nhưng anh ta không cảm thấy đau, vẫn di chuyển mông không ngừng lùi về sau. Vương Nhất quét mắt nhìn anh ta, đôi mắt đen như vực sâu không đáy. Trần Lân bỗng chốc bay mất hồn vía, thậm chí còn chẳng có sức để di chuyển. Nhưng Vương Nhất lại không có hứng thú với anh ta, anh đi thẳng đến trước mặt Trần Thiên Thành, cười nhếch mép, gia chủ Trần, tục ngữ nói gừng càng già càng cay, sao ông già đầu rồi mà càng hồ đồ thế nhỉ? Tôi đã nói, không cần tôi ra tay, nhà họ Trần các người cũng sẽ bị hủy diệt. Đầu gối Trần Thiên Thành mềm nhũn, ông ta ngã nhào xuống đất, sợ đến mức bay mất hồn vía. Cho đến giờ phút này, ông ta mới biết tại sao nhà họ Diệp lại không mời mà đến, không phải đến chúc thọ ông ta. Mà là đến hỗ trợ Vương Nhất. Đáng tiếc, lúc hiểu ra thì đã quá muộn. Ông ta run rẩy liên tục cầu xin anh, cậu Vương, tôi có mắt như mù, xin cậu nể tình nhà họ Trần từng giúp đỡ nhà họ Châu mà bỏ qua cho chúng tôi một lần. Cháu trai Trần Cảnh của ông muốn giết ba tôi, chết cũng đáng đời, ông lại giả vờ không biết, tôi cũng không định làm gì nhà họ Trần. Vương Nhất sửng dưng nói, nhưng ông hùng hổ dọa người, ép tôi phải xuống tay với nhà họ Trần. Ông nói xem, trách ai bây giờ? Đúng đúng, là tôi đáng chết, xin cậu Vương hãy coi chúng tôi như không khí, bỏ qua cho chúng tôi. Trần Thiên Thành tuyệt vọng quỳ xuống, mặc dù Vương Nhất không động thủ, nhưng xét từ thái độ của Diệp Kình Hiên đối với anh chắc hẳn là người tai to mặt lớn. Chỉ có loại người này mới không chút kiêng kỵ xuống tay trong bữa tiệc mừng thọ của mình, thậm chí còn lấy đi giọng nói của đám cậu ấm ăn nói lỗ mãng kia. Lúc này, có một chiếc ô tô dừng lại trước cửa nhà họ Trần, một người đàn ông mặc vest bước xuống. Đó là Chu Bá, phó chủ tịch công ty Ấn Long. Ông ta cũng không bất ngờ trước những chuyện xảy ra với nhà họ Trần, ông ta bước nhanh đến chỗ Vương Nhất rồi kính cẩn báo cáo. Cậu Vương, đây là thông tin cậu cần. Vương Nhất liếc qua một chút rồi ném tới trước mặt Trần Thiên Thành, xem thử đi. Vừa liếc mắt một cái, sắc mặt Trần Thiên Thành bỗng tái nhợt. Những thứ được liệt kê trong đó đều là những việc bất hợp pháp mà các công ty dưới trướng nhà họ Trần đã làm, cái sau nghiêm trọng hơn cái trước, càng xem càng giật mình. Sau khi xem xong, Trần Thiên Thành run lẩy bẩy, cũng không cầm nổi tờ giấy, hoảng sợ nhìn Vương Nhất. Ông ta đã xử lý rất sạch sẽ những chuyện nhà họ Trần đã làm, nhưng vẫn bị Vương Nhất điều tra được. Người như vậy căn bản đã đứng ở đỉnh cao của quyền lực. Gia chủ Trần, nếu tôi gửi tài liệu này đến đồn cảnh sát, ông đoán xem các người sẽ có kết cục gì. Vương Nhất nói năng chậm rãi, mỉm cười hài hước. Trần Thiên Thành dùng cả tay lẫn chân ôm chặt chân Vương Nhất, ông ta nắm lấy ống quần Vương Nhất, lớn tiếng nói, cậu Vương, tôi sẽ rời khỏi Thiên An, tôi bằng lòng giao lại tất cả công ty dưới trướng nhà họ Trần cho cậu Vương để đổi lại cho nhà họ Trần một con đường sống. Ông nội, gia chủ, tuyệt đối không thể. Nói ra câu này, tất cả người nhà họ Trần đều lên tiếng phản đối. Câm miệng hết cho tôi. Trần Thiên Thành gầm lên, trừng mắt nhìn người nhà họ Trần, tai họa của nhà họ Trần là do tôi gây ra, nhất định phải có lời giải thích thỏa đáng. Mất công ty, có thể làm lại từ đầu, nhưng nếu chết thì sẽ không còn gì cả. Còn sống chính là hy vọng lớn nhất.
Trong tiếng gào thét của ông cụ Trần, người nhà họ Trần rơi vào trầm tư. Vương Nhất híp mắt nguy hiểm, mỉm cười lạnh lùng, toàn bộ nhà họ Trần cũng không đủ, phải thêm một điều kiện nữa. Trần Thiên Thành run rẩy, cảm thấy bất an trong lòng, nhưng ông ta vẫn nói, cậu Vương, mời nói. Vương Nhất đột nhiên nhìn sang Trần Lân đang đờ đẫn đứng đó, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Giết anh ta để thể hiện thành ý của nhà họ Trần các người. Nghe Vương Nhất nói vậy, con người Trần Thiên Thành co rút, Trần Lân cũng sợ hãi. Có đánh chết anh ta cũng không ngờ Vương Nhất lại yêu cầu giết mình. Chỉ có Lãnh Nhan vẫn bình thản, không có gì ngạc nhiên khi Vương Nhất đưa ra yêu cầu này. Đối với cậu chủ mà nói, chuyện anh và Lý Khinh Hồng là vợ chồng càng ít người biết càng tốt, nhưng Trần Lân lại nghe được bí mật này từ trong miệng cậu chủ nhà họ Lương, còn coi đây là một đề này nói chuyện phiếm, có những lời lẽ khinh thường Lý Khinh Hồng, anh không giết anh ta mới là lạ. Nhưng loại người thấp kém này không xứng để cậu chủ đích thân ra tay, cho nên việc giết anh ta đương nhiên rơi vào tay Trần Thiên Thành. Trong không khí tản ra một tia sát khí nhàn nhạt, lúc này Trần Thiên Thành mới hoàn hồn, cười gượng nhìn Vương Nhất, cậu Vương, cậu có thể đổi yêu cầu khác được không, chuyện này thật sự. Phải làm chuyện này, nếu không đồng ý, nhà họ Trần các người chuẩn bị diệt vong đi. Vương Nhất tàn nhẫn ngắt ngang lời ông ta, hờ hững nói. Xoẹt. Vừa dứt lời, Trần Thiên Thành và Trần Lân bỗng tái mặt. Cậu Vương, Trần Thiên Thành còn muốn cầu xin, nhưng trong mắt Vương Nhất lập tức bắn ra hai tia lạnh lẽo, tôi chỉ cho ông thời gian một phút, ông tự mình giết anh ta, nếu không làm được, thời hạn đã qua, những người ở đây đừng mong rời khỏi đây. Ông nội, cứu cháu với, cháu không muốn chết. Trần Lân hoảng sợ, vội vàng bò tới bên chân Trần Thiên Thành và nắm lấy ống tay áo ông ta. Nhưng không ngờ Trần Thiên Thành lại không đồng ý với anh ta, sắc mặt u ám. Trần Lân cũng sững sờ, ngơ ngác nhìn Trần Thiên Thành, ông nội. Chỉ còn lại nửa phút. Vương Nhất xem đồng hồ, thản nhiên nhắc nhở. Ông nội, ông đừng nghe anh ta nói, anh ta không dám động vào cháu đâu. Trần Lân kinh hãi, nắm lấy bàn tay Trần Thiên Thành, cơ thể run lẩy bẩy. Lân, cháu bình tĩnh lại đi, nghiêm túc nghe ông nói. Trần Thiên Thành đột nhiên thở dài, bất lực nhìn Trần Lân. Trần Lân nhìn vào mắt ông nội, dường như cũng hiểu ra điều gì đó, bỗng thử người ra. Ông nội luôn nhắc nhở cháu rằng tai họa từ miệng mà ra, im lặng là vàng, nhưng cháu không chịu nghe. Ông ta nhìn Trần Lân, thở dài, cháu nghĩ nhà họ Trần đã đủ mạnh rồi nên mới kiêu ngạo, khoe khoang, coi thường người khác, nhưng chỉ có một mình ông nội mới biết nhà họ Trần còn lâu mới đủ mạnh. Không nói chi đâu xa, chỉ nói ở Thiên An đây thôi cũng đã có rất nhiều người có thể tiêu diệt nhà họ Trần. Ông nội ơi, ông đừng nói nữa, cứu cháu với. Nếu không phải do cháu khiêu khích trước thì có lẽ nhà họ Trần chúng ta đã có thể sống tiếp. Nhưng vì cháu mà nhà họ Trần bị liên lụy. Trần Thiên Thành như thể không nghe thấy Trần Lân nói gì, bình tĩnh nói. Ánh mắt hiền hòa, giống như khi ông nội nhìn anh ta lúc nhỏ. Còn 10 giây, Vương Nhất thả tay xuống, chậm rãi đi về phía Trần Lân. Nếu Trần Thiên Thành không thể xuống tay, anh sẽ đích thân tiêu diệt toàn bộ nhà họ Trần. Lân, ông nội cảm thấy khoảng thời gian hạnh phúc nhất chính là lúc hai anh em cháu chơi đùa cùng nhau hồi còn nhỏ. Cháu nói xem, thằng Cảnh ở một mình trên thiên đường, liệu nó có cô đơn không nhỉ? Nói đến đây, hai mắt Trần Thiên Thành đã đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn ngào. Trong tay ông ta có thêm một khẩu súng lục, từ từ nâng lên nhắm thẳng vào đầu Trần Lân. Ông nội, ông muốn làm gì? Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Trần Lân đột nhiên co rút, không ngừng lui về sau. Gia chủ, ông suy nghĩ kỹ lại đi. Người nhà họ Trần cũng vội vàng chạy tới ngăn cản, Trần Thiên Thành quay đầu lại, trừng mắt, đừng tới đây. Mọi người đều bị dọa sợ, kinh hãi nhìn Trần Thiên Thành, chỉ thấy vẻ mặt của ông ta lúc này trông rất dữ tợn. Nhà họ Trần truyền qua ba đời, tôi không thể để nó hủy hoại tất cả, nếu không 30 năm sau, tôi còn mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông đây. Nhưng cháu là cháu trai của ông mà. Trần Lân không dám tin nhìn Trần Thiên Thành, anh ta không ngờ ông nội mình lại giết mình để bảo vệ gia tộc. 5, 4, 3. Vương Nhất bắt đầu đếm ngược. Trần Thiên Thành nhìn Trần Lân, lần này, vì gia tộc, ông chỉ có thể hy sinh cháu, đừng trách ông nội. Vừa dứt lời, ông ta liền nhắm mắt bóp cò. Trần Lân không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Bằng! Chỉ nghe thấy tiếng đạn bay khỏi nòng,
Trần Lân chỉ chạy được vài bước rồi đứng yên bất động. Cơ thể anh ta cứng ngắc như một cái xác chết, lúc anh ta xoay người lại, mọi người nhìn thấy trên trán anh ta có một lỗ máu. Máu tươi chảy xuống, Trần Lân mềm nhũn ngã xuống đất. Cháu nội của tôi! Trần Thiên Thành ngửa đầu lên trời kêu thảm thiết, súng lục trong tay cũng rơi xuống đất. Người nhà họ Trần cũng chết lặng, khi Trần Thiên Thành tự tay bắn chết cháu trai mình, cũng báo trước nhà họ Trần sẽ không còn người nối dõi. Sau cơn bi thương, Trần Thiên Thành như già đi mười mấy tuổi, hai mắt đục ngầu nhìn Vương Nhất, cậu Vương, tôi đã giết cháu trai tôi như cậu yêu cầu, cậu có thể bỏ qua cho nhà họ Trần chưa? Vương Nhất gật đầu, sau đó liếc mắt ra hiệu cho Chu Bá. Chu Bá bước tới đưa một bản hợp đồng, gia chủ Trần, nếu ông ký tên vào đó, có nghĩa là tất cả tài sản dưới trướng nhà họ Trần sẽ tự động chuyển sang tên của cậu Vương. Tự tay giết chết cháu trai của mình đã làm tan nát cõi lòng ông cụ Trần, ông ta cầm bút ký tên, sau đó quay lại nhìn người nhà họ Trần, thu dọn hết đồ đạc trong nhà, đêm nay rời khỏi Thiên An. Máu chảy ruột mềm, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, cái chết của Trần Lân, sự diệt vong của nhà họ Trần khiến người nhà họ Trần không nén nổi bi thương. Dù họ có không cam lòng cũng chỉ có thể vội vàng quay về nhà họ Trần thu dọn hành lý. Diệp Kình Hiên nhìn thi thể Trần Lân trên đất, hỏi, anh Vương, thi thể của anh ta xử lý thế nào? Vương Nhất cũng không thèm nhìn lấy một cái, dẫn Lãnh Nhan rời đi. Cùng lúc đó, một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Lấy vải trắng lắp lại rồi ném vào nhà họ Châu. Vâng. Diệp Kình Hiên đáp lại, trong mắt thoáng qua sự tàn nhẫn. Đây coi như giết gà dọa khỉ. Diệp Kình Hiên, chờ đã. Khi Diệp Kình Hiên chuẩn bị rời đi, Đồng Yên Nhiên đột nhiên ngăn cản anh ta, anh rất thân với tên nhỏ mọn đó hả? Khóe miệng Diệp Kình Hiên giật giật khi nghe em gái nói anh là tên nhỏ mọn, anh ta trừng mắt nhìn cô ta, phải gọi là anh Vương. Đồng Yên Nhiên đang nhìn chằm chằm bóng lưng Vương Nhất, rất nghiêm túc nói, em nghĩ em có hứng thú với tên nhỏ mọn này rồi. Diệp Kình Hiên giật mình, sợ hãi che miệng Đồng Yên Nhiên, ăn bậy được nhưng không thể nói bậy được đâu nha, anh Vương đã kết hôn rồi. Vậy thì sao? Đồng Yên Nhiên lấy tay Diệp Kình Hiên ra, không hài lòng nhìn anh ta kết hôn thì kệ anh ta chứ, em cũng đâu kết hôn với anh ta đâu. Diệp Kình Hiên lo lắng nhìn em gái mình, lo lắng cô sẽ như thiêu thân đâm đầu vào lửa. Thượng Thành, nhà họ Châu. Đám Châu Chí Kiên, Châu Mỹ Ngọc, Châu Mỹ Hòa, Lý Mộng Đình tập hợp đông đủ, chỉ là bầu không khí vô cùng một ngạt, trên mặt mỗi người đều lo lắng như thể có một trận mưa máu sắp ập đến. Ông cụ Trần đã nói rõ sẽ phái người đưa Vương Nhất về nhà họ Châu, nhưng sao lâu vậy rồi vẫn không có tin tức gì cả. Lý Mộng Đình đột nhiên đứng lên nói, không được rồi, con sẽ đến nhà họ Trần xem tình hình. Châu Mỹ Ngọc kéo cô ta lại, vẻ mặt tàn nhẫn, con nhóc này, sao con không hiểu chuyện một chút cho mẹ nhờ hả, thứ rác rưởi đó đã đắc tội với nhà họ Trần, chúng ta cũng nhân cơ hội này chút bỏ gánh nặng này luôn. Châu Chí Kiên còn hạ lệnh, trước khi nhà họ Trần đem người về, không ai được rời khỏi nhà họ Châu nửa bước, dùng một thằng thứ rác rưởi để đổi lấy lòng tin của nhà họ Trần, không lỗ. Nhưng mà, Lý Mộng Đình muốn nói điều gì đó thì ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ ô tô. Một chiếc xe dừng lại trước cửa nhà họ Châu, mấy người kia vác một bao tải đen ném vào nhà họ Châu, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Bao tải đen nặng trĩu, xem xét bề ngoài thì hình như là con người. Châu Chí Kiên lập tức đứng dậy, mỉm cười đắc ý. Nhắc Tào Tháo tới rồi, chắc cái thằng rác rưởi kia đã bị cao thủ nhà họ Trần đánh gãy tay chân rồi mang tới đây. Lý Mộng Đình hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt lo lắng, đi theo người nhà họ Châu đến chỗ bao tải đen. Để tôi xem thử thằng rác rưởi kia bị đánh thành hình dạng gì rồi. Châu Mỹ Ngọc không thể chờ đợi được nữa, bà ta mở bao tải ra, nhưng thứ bà ta nhìn thấy lại là thi thể của Trần Lân bị bắn xuyên qua đầu, chết không nhắm mắt. Hai mắt trống rỗng nhìn thẳng Châu Mỹ Ngọc, bà ta sợ tái mặt, té ngã xuống đất và hét lên, ma. Đám Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa, Lý Thiên Dương nhìn bao tải xong cũng sợ hết hồn. Người nằm trong bao tải không phải Vương Nhất mà là Trần Lân, cháu trai trưởng của ông cụ Trần. Sao lại như thế được? Châu Chí Kiên kinh hãi, thằng rác rưởi kia đâu? Châu Mỹ Ngọc sợ hãi, run rẩy đứng lên, trốn sau lưng Lý Thiên Dương. Trong những người có mặt tại đây, chỉ có Lý Thiên Dương biết một ít chuyện nhưng lại không nói ra. Ông ta bình tĩnh lại, thậm chí còn cười khinh. Châu Chí Kiên trừng mắt nhìn Lý Thiên Dương,
con cười cái gì, có phải biết chuyện gì không? Lý Thiên Dương lập tức lắc đầu, con cũng không biết, nhưng con tin một câu, muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết phải học cách tôn trọng người khác. Nếu nhà họ Trần làm chuyện xấu, sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo. Có thể nhà họ Trần đã bị tiêu diệt, thi thể của Trần Lân chính là bằng chứng. Không thể nào. Châu Chí Kiên tái mét mặt, cơ thể phát run, lập tức lấy điện thoại ra gọi đến số của nhà họ Trần. Nhưng tổng đài báo thuê bao quý khách không nhấc máy. Gia chủ, chiếc xe vừa rồi hình như là xe của nhà họ Diệp. Lúc này, một tiểu bối nhà họ Châu cảm thấy kỳ quái. Sau khi anh ta nói xong, cả nhà họ Châu đều rơi vào trạng thái yên ắng. Sắc mặt Châu Chí Kiên rất khó coi, Châu Mỹ Ngọc và Châu Mỹ Hòa cũng vô cùng kinh hãi. Mọi người đều nhớ đến cảnh Diệp Kình Hiên kính cẩn xưng hô với Vương nhất là anh Vương. Chẳng lẽ nhà họ Diệp vì bảo vệ thằng rác rưởi kia mà giết Trần Lân và tiêu diệt nhà họ Trần? Nếu có nhà họ Diệp giúp đỡ thì mọi thứ đều thuyết phục, chỉ là họ không thể hiểu nổi Vương nhất có tài cán gì mà được nhà họ Diệp giúp đỡ. Lý Mộng Đình rất ngạc nhiên, cô ta cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ông ngoại, nếu Vương nhất chưa chết, tại sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện với nhau, đừng gây thù với anh ta nữa? Lý Mộng Đình còn chưa nói xong đã ăn ngay một cái tát từ Châu Mỹ Ngọc. Trong mắt bà ta lóe lên tia sáng lạnh lẽo cùng thù hận, con điên rồi sao? Thằng rác rưởi kia hại chúng ta nhiều lần như thế mà con còn nói đỡ cho nó nữa hả? Nó phải chết thì mới có thể xóa bỏ hận thù trong lòng mẹ. Đúng thế. Châu Chí Kiên cũng tự tin nói, người chống lưng cho nhà họ Châu chúng ta là nhà họ Lương, một trong bốn gia tộc lớn sánh ngang với nhà họ Diệp, có gì phải sợ? Còn cháu nữa, lập tức kết hôn với thằng con nhà họ Văn đi. Ông ta lại nhìn Lý Mộng Đình, ắt phải mượn sức nhà họ Văn, ba không tin chúng ta hợp lực lại mà vẫn không thể giết chết Vương nhất. Nghe Châu Chí Kiên nói như vậy, người nhà họ Châu vốn còn đang sợ hãi cũng bình tĩnh lại và nở một nụ cười chiến thắng. Lý Thiên Dương ngồi một góc không nói lời nào, cũng không nói đỡ cho Vương nhất như khi trước. Sau khi biết được một số tin tức về Vương nhất, ông ta đã biết rằng tất cả các gia tộc ở Thiên An cũng không phải là đối thủ của anh. Chưa kể đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vậy mà những người này lại ảo tưởng đối phó được anh, quả thật quá liều lĩnh. Phải rồi, lần trước tôi bảo các người điều tra vợ của thằng nhãi kia, có phát hiện ra được gì không? Châu Chí Kiên hỏi. Tất cả mọi người đều lắc đầu, chỉ có Lý Mộng Đình nhớ đến cái ngày tổng phụ trách thương hội Hồng Ưng đến Tân Giang Hội, tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài. Chỉ để lại Vương Nhất và Phó Chủ tịch Tập đoàn Lệ Tinh. Cô ta nói ra chuyện này, Châu Chí Kiên lập tức vỗ tay, hưng phấn nói, được rồi, xem ra con vợ của thằng rác rưởi kia chính là Phương Tổng của Tập đoàn Lệ Tinh. Nhà họ Diệp nể mặt mũi của Phương Tổng nên mới giúp thằng rác rưởi kia. Cũng có thể là cậu ta xem trọng sắc đẹp của Phương Tổng, cái thằng rác rưởi kia chắc còn chưa biết trên đầu mình mọc thêm hai cái sừng. Châu Mỹ Ngọc cũng suy đoán. Được rồi, Mỹ Ngọc. Nếu con có thời gian thì đến gặp Phương Huệ của Tập đoàn Lệ Tinh, uy hiếp cô ta ly hôn với thằng rác rưởi đó, ba cũng sẽ bớt chút thời gian đến nhà họ Lương, nhờ nhà họ Lương đối phó với Vương nhất. Châu Chí Kiên cười khẩy, không có Phương Huệ, không có thế lực trợ giúp mình, ba sẽ khiến nó chết thảm. Chẳng mấy chốc, cả nhà họ Châu cười phá lên. Chỉ có Lý Mộng Đình là không cười, nét mặt ưu sầu. Cô ta sợ quyết định của ông ngoại không chỉ kéo nhà họ Châu xuống vực sâu mà ngay cả nhà họ Văn cũng khó tránh khỏi. Nhiều ngày trôi qua, mặc dù đã phong tỏa tin tức nhà họ Trần bị tiêu diệt, nhưng vẫn bị một số nhà quyền thế biết được. Vị trí của nhà họ Lương tiếp giáp với sông Thiên An, dãy biệt thự hai bên sông đều là tài sản của nhà họ Lương. Tại một căn biệt thự trong số đó, một người đàn ông đẹp trai mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh da trời, phanh ngực. Cầm một ly rượu vang đỏ đứng trước cửa sổ sát đất. Trước mặt là sông Thiên An, gió gào thét, sóng vỗ vào bờ. Nhìn chăm chú một lúc lâu, người đàn ông đột nhiên bật cười. Vương Nhất, tôi biết ngay mà, người đàn ông có thể trở thành chồng sắp cưới của Kim Thúy Như, chắc chắn sẽ có chút bản lĩnh. Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Người đàn ông mỉm cười, uống cạn ly rượu. Miệng đỏ tươi, như uống máu người. Trên tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế, có người gõ cửa văn phòng. Anh Vương có ở đó không? Có đầu chuyển phát nhanh của anh? Vương Nhất lập tức đứng dậy mở cửa. Nhân viên chuyển phát nhanh giao 999 bông hồng cho anh. Anh Vương,
đây là 999 bông hồng anh mua. Cảm ơn. Sau khi ký tên, Vương Nhất cầm bó hoa hồng trên tay đi về phía văn phòng chủ tịch tập đoàn Lệ Tinh. Hôm nay đối với người khác là một ngày bình thường, nhưng đối với Vương Nhất thì đây là một ngày rất đặc biệt. Thời hạn nửa tháng đã kết thúc, Vương tộc Yến Đô vẫn chưa phái người đến, hôm nay anh có thể chuyển về Tử Viên để đoàn tụ với vợ con. Tiểu biệt thắng tân hôn, một ngày không gặp cứ ngỡ ba thu, huống chi là nửa tháng, Vương Nhất rất nhớ Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam. Thế nhưng Vương Nhất không có kinh nghiệm yêu đương, sau khi suy đi nghĩ lại cũng chỉ biết tặng hoa. Tùng tùng tùng. Vương Nhất gõ cửa văn phòng chủ tịch, nhưng người mở cửa cho anh lại là người khác. Anh rể. Lý Tuyết Nhi thấy Vương Nhất xuất hiện trước cửa thì kinh ngạc kêu lên. Tại sao cô lại ở đây? Vương Nhất sửng sốt, khó hiểu hỏi, không phải cô đi thực tập rồi sao? Hôm nay được nghỉ, hì hì. Lý Tuyết Nhi trợn tròn mắt nhìn bó hoa hồng Vương Nhất cầm trên tay, lại kêu lên, wow, 999 bông hồng, anh tặng cho em sao? Không phải, tặng cho chị cô. Vương Nhất có hơi lúng túng, anh nhìn vào trong nhưng không thấy bóng dáng Lý Khinh Hồng đâu. Cô ấy đi đâu rồi? Vẻ ngạc nhiên mừng rỡ trong mắt liền biến mất, thay vào đó là sự cô đơn, nhưng cô ta vẫn cố nặn ra một nụ cười, chị ấy đang họp, chắc sắp kết thúc rồi. Vậy thì tốt, lát nữa Khinh Hồng họp xong, cô đưa bó hoa này cho cô ấy giúp tôi nhé. Vương Nhất đưa bó hoa cho Lý Tuyết Nhi. Đợi chút đã. Lý Tuyết Nhi muốn nói gì đó, nhưng Vương Nhất đã vào thang máy rồi. Nhìn 999 bông hồng trong tay, Lý Tuyết Nhi như quả bóng xì hơi, mặt như đưa đám. 10 phút sau, Lý Khinh Hồng họp xong trở về văn phòng, vừa đẩy cửa ra, cô ta đã nhìn thấy Lý Tuyết Nhi cầm một bó hoa hồng lớn đứng trong văn phòng. Hoa hồng đẹp thế. Cô ta cười, nói đùa, Tuyết Nhi, em có người mình thích rồi hả? Chị ơi, bó hoa này là... Lý Tuyết Nhi mặt đỏ đến tận mang tai, định nói ra sự thật. Nhưng khi lời nói ra đến miệng, cô ta chợt sững người. Thấy Lý Khinh Hồng tò mò đang chờ cô ta nói tiếp, Lý Tuyết Nhi không biết đang nghĩ gì, lòng trùng xuống, cô ta ôm chặt 999 bông hồng, nặn ra một nụ cười, chị đoán đúng rồi, đây là hoa người em thích tặng cho em. Nói xong những lời này, không hiểu sao tim Lý Tuyết Nhi lại đập rất nhanh, hai má đỏ bừng vì chột dạ. Cô ta biết mình đã làm một việc rất xấu, tuy biết điều đó là không tốt nhưng cô ta không thể kìm được. Lý Khinh Hồng không nhìn ra Lý Tuyết Nhi đang chột dạ, cô ta cười nói, em cũng không còn trẻ nữa, đã tới lúc chuẩn bị cho tương lai rồi, nhưng mà phải có mắt nhìn người, đừng để bị lừa. Ôi giời, em biết rồi mà chị, không cần dạy em đâu. Lý Tuyết Nhi ôm 999 bông hồng trên tay chạy mất dạng, em về nhà trước đây. Lý Khinh Hồng khó hiểu nhìn cô ta một cái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục làm việc. Không lâu sau, cửa phòng làm việc lại mở ra, Vương Nhất bước vào, còn chưa làm việc xong hửm. Lý Khinh Hồng ngẩng đầu nhìn Vương Nhất, trong đôi mắt đẹp có chút phức tạp, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, sắp xong rồi. Đợi em tan sở, chúng ta cùng nhau đi đón Tử Lam. Lý Khinh Hồng gật đầu, được. Sau đó tiếp tục làm việc. Vương Nhất cũng không quấy rầy. Chỉ yên lặng ngồi trên sofa đợi cô ta. Một ngày không gặp cứ ngỡ ba thu, Vương Nhất nhớ Lý Khinh Hồng, Lý Khinh Hồng cũng nhớ Vương Nhất. Nhưng tính cách của cô ta trời sinh không phải là kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc thật của mình, cách hai người sống chung với nhau cũng rất đơn giản. Nhưng Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều hưởng thụ cách sống chung này, có đôi khi im lặng càng tốt hơn cả nói. Phải rồi. Vương Nhất như nhớ ra điều gì đó liền hỏi, hoa hồng anh tặng em đâu? Anh nhìn quanh nhưng không thấy 999 bông hồng đâu cả. Hoa hồng gì? Vẻ mặt Lý Khinh Hồng rất kỳ quái, rõ ràng không hiểu gì cả. Anh bảo Tuyết Nhi đưa hoa hồng cho em. Lý Khinh Hồng nhớ lại những gì Lý Tuyết Nhi đã nói với mình khi nãy, sau đó liền hiểu ra, cô ta rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, cô ta mới hoàn hồn, à, em bảo Tuyết Nhi mang về nhà rồi, đây là văn phòng làm việc. Để nhiều hoa hồng như vậy còn ra thể thống gì nữa. Nói cũng đúng. Vương Nhất mỉm cười, cũng không đi sâu thêm vào chủ đề này. Sau khi hoàn thành công việc, Lý Khinh Hồng tắt máy tính và đến trường mẫu giáo Catherine với Vương Nhất. Ba ơi! Nhìn thấy Vương Nhất, Vương Tử Lam kích động nhào vào lòng anh. Vương Nhất cũng ôm chặt Vương Tử Lam, từ hôm nay trở đi, ba sẽ về nhà,
gia đình chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Lý Khinh Hồng đứng bên cạnh cũng đỏ mắt, cô ta nói với Vương Nhất, nửa tháng qua anh vất vả rồi. Vương Nhất lắc đầu, vì em, anh bằng lòng làm bất cứ chuyện gì. Một nhà ba người trở về Tử Viên. Nghe thấy tiếng tắt máy xe, Lý Tuyết Nhi căng thẳng, tim đập thình thịch, để lấy lại bình tĩnh, cô ta chạy vào phòng vệ sinh vốc nước lạnh rửa mặt. Lý Tuyết Nhi ơi Lý Tuyết Nhi, sao mày có thể làm ra chuyện này hả? Đó là anh rể của mày kia mà. Cô ta nhìn mình trong gương và không ngừng tự trách bản thân, làm như thế đồng nghĩa với việc đang đào góc tường chị mình, đúng là đồ xấu xa. Nhưng mình không thể kiểm soát được bản thân. Lúc này, trên đầu Lý Tuyết Nhi có hai thiên thần và ác quỷ đang cãi nhau, cô ta rất bối rối. Tuyết Nhi, em có ở nhà không? Giọng nói của Lý Khinh Hồng từ bên ngoài truyền đến dọa cô ta run lẩy bẩy. Cô ta nhanh chóng chạy ra ngoài, tới đây. Lúc thấy Vương Nhất và Lý Khinh Hồng dắt Phương Tử Lam vào nhà, Lý Tuyết Nhi lập tức biến thành dáng vẻ hoạt bát dễ thương thường ngày. Cô ta tươi cười chào hỏi, chị, anh rể, anh chị đã về rồi. Vương Nhất vừa vào cửa liền nhìn thấy 999 bông hồng trên sofa, thuận miệng hỏi, Tuyết Nhi, sao cô không về cùng chúng tôi? Vẻ mặt Lý Tuyết Nhi đầy ngưng trệ, sau đó mỉm cười nói, em không được khỏe nên về nhà trước. Nghe vậy, Lý Khinh Hồng đi tới trước mặt Lý Tuyết Nhi, quan tâm hỏi, khó chịu ở đâu? Chẳng lẽ là bị sốt? Không có, em không sao. Lý Tuyết Nhi không ngừng lùi về phía sau, né tránh ánh mắt cô ta, chị, em đi tắm đây. Nói xong cô ta bỏ chạy. Cái con bé này, Lý Khinh Hồng đang chuẩn bị nấu ăn thì đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên. Một thông báo không quan trọng được đẩy lên trên màn hình, đôi mắt xinh đẹp của Lý Khinh Hồng chợt co rút. Đây là điện thoại của Lý Tuyết Nhi, ảnh nền màn hình khóa là ảnh chụp chung. Lý Khinh Hồng cảm thấy phiền muộn, Vương Nhất đi tới, khó hiểu hỏi, Khinh Hồng, em sao vậy? Không có gì, em đi nấu cơm. Lý Khinh Hồng nhanh chóng tắt màn hình khóa điện thoại rồi vội vàng vào bếp. Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Nhất trở về nhà sau nửa tháng xa cách, vì vậy Lý Khinh Hồng đã nấu một bàn đồ ăn, nhưng Lý Tuyết Nhi vẫn không chịu xuống. Vừa nãy anh có hỏi, cô ấy nói không đói. Vương Nhất bất lực nói. Lý Khinh Hồng biết được gì đó, cô ta gật đầu nói, vậy chúng ta ăn cơm thôi. Đây là bữa cơm đầu tiên anh ăn sau khi về nhà, nhưng lại có chút hụt hẫng. Nếu không phải Vương Tử Lam nói luyên thuyên mấy chuyện thú vị ở mẫu giáo thì trên bàn ăn sẽ không có một tiếng động. Mãi đến tận 10 giờ tối, Vương Tử Lam mới cảm thấy buồn ngủ, Lý Khinh Hồng và Vương Nhất đưa cô bé về phòng, không lâu sau đã ngủ say. Tiếp theo mới thật sự là thế giới của hai người. Vương Nhất hoàn toàn không chú trọng tới chuyện này, vì đối với anh mà nói, chỉ cần có thể ở bên cạnh Lý Khinh Hồng là đủ rồi. Hôm nay bận rộn cả ngày rồi, đi ngủ thôi. Anh mỉm cười nói với Lý Khinh Hồng. Chờ đã, em có chuyện muốn nói với anh. Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất, muốn nói lại thôi. Vương Nhất sững sờ, đây là lần đầu tiên Lý Khinh Hồng nói chuyện với anh một cách nghiêm túc như vậy, thế nên anh ngồi dậy, mỉm cười nói, có chuyện gì vậy? Lý Khinh Hồng có hơi do dự, cuối cùng lấy hết can đảm nói, anh thấy con bé Tuyết Nhi thế nào? Cũng được, Vương Nhất thản nhiên đáp. Vậy anh có cảm thấy hôm nay Tuyết Nhi có gì bất thường không? Lý Khinh Hồng hỏi tiếp. Hỏi xong, cô ta ngồi thẳng người, điều này cũng có nghĩa là cô ta rất coi trọng vấn đề này. Vương Nhất gật đầu, có một chút. Anh có từng nghĩ rằng một ngày nào đó con bé sẽ thích anh không? Ánh mắt Lý Khinh Hồng sắc bén, nhìn Vương Nhất chăm chú. Nghe vậy, Vương Nhất thoáng sửng sốt, sau đó thoải mái nói, sao có thể chứ? Anh là anh rể của cô ấy. Sao cô ấy có thể cướp chồng của chị gái mình được? Nhưng bó hoa anh tặng em hôm nay mà con bé lại nói tặng cho nó, hơn nữa nó còn lấy ảnh chụp chung của anh và nó làm hình nền màn hình khóa nữa. Mặc dù em chưa yêu đương bao giờ, nhưng Tuyết Nhi là em gái em, con bé tưởng có thể che giấu suy nghĩ của mình, nhưng thật ra lại có rất nhiều sơ hở. Nghe Lý Khinh Hồng nói xong, Vương Nhất cũng kinh ngạc, tất cả dấu hiệu đều cho thấy Lý Tuyết Nhi thật sự rất thích anh. Trong căn phòng được bật ánh đèn yếu ớt, ngoại trừ tiếng hít thở nho nhỏ của Vương Tử Lam thì không còn âm thanh nào khác. Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất bằng vẻ mặt phức tạp, Vương Nhất cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Lý Tuyết Nhi là em gái của cô, lại thích anh rể của nó, sau này ba người nên cư xử với nhau như thế nào đây? Em ấy là em gái của
em không muốn em ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào. Lý Khinh Hồng bình tĩnh nhìn Vương Nhất, nhẹ giọng nói, cho dù người đó là chồng em. Anh hiểu. Vương Nhất cười khổ, anh nói, anh sẽ tìm thời gian để nói với con bé chuyện này. Cảm ơn anh. Sắc mặt của Lý Khinh Hồng dịu đi một chút, thậm chí còn có chút áy náy. Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ dựa vào người đàn ông này, nhưng mà ở chung với nhau một thời gian dài, cô phát hiện mình đã sai rồi. Cho dù là ở trong nhà hay bên ngoài, Vương Nhất đều là người đứng ra đầu tiên, thói quen là một chuyện rất đáng sợ, nó sẽ làm thay đổi một người mà không có dấu hiệu gì. Đúng vậy. Lý Khinh Hồng cảm thấy mình không còn độc lập như 5 năm trước nữa. Không còn chuyện gì nữa, đi ngủ thôi. Vương Nhất cũng không thèm để ý mà chỉ cười cười, anh biết chuyện này chỉ có thể để anh giải quyết. Nếu như Lý Khinh Hồng chủ động nhắc tới chuyện này với Lý Tuyết Nhi, vậy thì sẽ khiến tình cảm giữa hai chị em xuất hiện vết nứt. Em đi tắm, Lý Khinh Hồng bỗng nhiên lại nói. Vương Nhất sửng sốt, không phải là cô vừa mới tắm à? Sao lại đi tắm nữa? Trôi qua khoảng 40 phút, Lý Khinh Hồng bước ra từ trong phòng tắm. Vương Nhất vô thức ngẩng đầu nhìn lên, nhưng mà chỉ vừa nhìn một chút, ánh mắt của anh liền không thể di chuyển. Trước kia sau khi Lý Khinh Hồng tắm xong chắc chắn sẽ ăn mặc gọn gàng, bao phủ mình thật chặt chẽ, nhưng mà ngày hôm nay cô chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng. Mái tóc dài ướt sũng không ngừng nhỏ nước xuống sàn nhà, sau khi tắm xong, làn da Lý Khinh Hồng trông mịn màng trắng như tuyết, còn tràn ngập hơi nước. Hô hấp của Vương Nhất lập tức trở nên dồn dập. Khinh Hồng, em, làm gì vậy? Chẳng lẽ anh không vui à? Lý Khinh Hồng đi đến nằm xuống bên cạnh anh, cho dù hơi thở của cô khá gấp gáp, gương mặt đỏ bừng, nhưng biểu cảm vẫn lạnh nhạt như trước kia. Vui cái gì? Một làn gió thơm thổi tới, thoang thoảng mùi thơm ngào ngạt, kích thích giác quan Vương Nhất. Lý Khinh Hồng nhìn anh, bình tĩnh nói, 5 năm trước, chuyện mà anh đã làm với em. Lời này vừa mới nói ra, Vương Nhất lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt chỉ trệ nhìn Lý Khinh Hồng. Trong lúc nhất thời, vậy mà lại quên đi cách nói chuyện. Nửa tháng này, em đã suy nghĩ rất nhiều. Lý Khinh Hồng tiếp tục nói, em đã chấp nhận anh chính là chồng của em, là ba của Tử Lam, cho nên chúng ta không chỉ là mối quan hệ trên danh phận, anh vẫn có thể làm những chuyện mà anh muốn làm. Câu nói này khiến Vương Nhất rất cảm động, nhưng anh vẫn nghiêm túc lắc đầu, Khinh Hồng, anh cảm ơn em, nhưng đây không phải là kết quả mà anh muốn. Anh đã nói anh sẽ khiến em thật lòng yêu anh, mà bây giờ em vẫn còn chưa đạt đến mức đó. Sắc mặt Lý Khinh Hồng liền đông cứng, khẽ cắn đôi môi mỏng, rơi vào trầm mặc. Vương Nhất tiếp tục nói thêm, nhưng mà anh có thể làm chuyện khác với em. Nói xong liền không quan tâm đến sự nghi hoặc trong mắt Lý Khinh Hồng, anh xoay người cúi xuống đè Lý Khinh Hồng. Anh muốn làm cái gì? Tình huống lúc nãy đã khiến sự xúc động của Lý Khinh Hồng tiêu tan không còn nữa, đột nhiên nhìn thấy Vương Nhất đè lên người mình, Lý Khinh Hồng hốt hoảng giật mình. Vương Nhất không nói gì, chỉ nhìn Lý Khinh Hồng từ trên cao xuống, chậm rãi cúi người. Rất nhanh, trong căn phòng đen nhánh truyền đến tiếng kêu trầm thấp của Lý Khinh Hồng. Vương Nhất ngồi xổm trước mặt Lý Khinh Hồng, hai tay nắm chặt mắt cá chân của cô ta. Trên MU bàn chân có rất nhiều huyệt đạo, Vương Nhất không ngừng ấn vào hạ tam lý, đại đôn, dũng tuyền tam đại huyệt đạo, giúp Lý Khinh Hồng loại bỏ huyết ứ, đẩy khí qua cung. Hôm nay chỉ đến đây thôi. Vương Nhất thở hổn hển dừng lại động tác. Lý Khinh Hồng được phục vụ thoải mái nhướng nhướng lông mày, giận dỗi nói, không được, tiếp tục đi, mới làm được có 20 phút là lại kêu không được. Thật là vô dụng. Khóe mắt Vương Nhất hung hăng giật giật, kiên nhẫn giải thích, lưu thông máu ứ không thể được làm thường xuyên, nếu không thì huyệt vị sẽ trở nên yếu ớt. Lý Khinh Hồng đành phải thôi, nhưng vẫn lưu luyến không rời mà hỏi, vậy một tháng một lần có được không? Không thành vấn đề, Vương Nhất gật đầu cười nói. Rất nhanh, Lý Khinh Hồng liền mơ mơ màng ngủ thiếp đi, Vương Nhất đắp kín chăn cho cô rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Ở dưới lầu. Một mình Lý Tuyết Nhi nằm trên chiếc giường lớn, bên tai tràn ngập tiếng kêu của chị, biểu cảm thẫn thờ. Người cảm thấy phiền não vì chuyện này không chỉ có Lý Khinh Hồng và Vương Nhất, mà còn có Lý Tuyết Nhi là người trong cuộc cũng rất rối rắm. Có lẽ mình không nên phá hỏng hạnh phúc của chị gái. Nhìn trăng sáng bên ngoài, cô ta rất muốn nhếch môi cười to, nhưng mà lại cười không nổi. Sáng ngày hôm sau,
bởi vì là ngày cuối tuần cộng thêm tối ngày hôm qua nắn bóp cho Lý Khinh Hồng đã tiêu hao không ít nội kình, Vương Nhất thức dậy hơi muộn. Lúc xuống lầu mới phát hiện mình là người thức dậy trễ nhất. Lý Tuyết Nhi không hề có hình tượng chút nào mà ngồi trên ghế sofa cướp đồ ăn vặt với Vương Tử Lam, còn Lý Khinh Hồng thì ngồi ở một bên, trong tay bưng một latte thơm phức, đọc báo tài chính và kinh tế, đó đều là những nội dung mà ngày thường cô hay đọc. Anh rể. Nhìn thấy Vương Nhất bước xuống lầu, Lý Tuyết Nhi lập tức chào đón, trong mắt tràn đầy ý tám chuyện, sao lại thức dậy muộn như thế, có phải tối ngày hôm qua chị gái của em điên cuồng quá, cho nên khiến hai người mệt mỏi. Lời này vừa mới nói ra, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng liền run người, trong nháy mắt ngơ ngác không thôi. Nhất là Lý Khinh Hồng, cô lập tức bỏ tờ báo xuống, đôi mắt như phun ra lửa, Lý Tuyết Nhi, em nói bậy bạ cái gì đó. Em có nói gì đâu, em đã nghe thấy động tĩnh tối hôm qua hết rồi. Lý Tuyết Nhi tuyệt không hoảng sợ, còn làm bộ mà bắt chước vài lần, mạnh lên một chút. Cũng không biết là tối ngày hôm qua ai nói những lời này nữa. Cái này, Lý Khinh Hồng lập tức chột dạ, ánh mắt cũng trở thành né tránh. Vương Nhất lại ho khan vài tiếng, Tuyết Nhi, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Đừng có giải thích là đang che giấu chính là sự thật. Lý Tuyết Nhi không cho Vương Nhất có cơ hội giải thích, sau đó lại nói với Vương Tử Lam, cháu sắp có em trai hay là em gái gì đó rồi. Thật à? Vương Tử Lam nghe xong thì lập tức vui vẻ vỗ tay. Hay quá, cháu muốn có em trai. Lý Tuyết Nhi. Lý Khinh Hồng vô cùng tức giận, vừa thẹn vừa xấu hổ đi đến chỗ Lý Tuyết Nhi. Lý Tuyết Nhi lập tức cười hì hì nhanh nhẹn chạy lên lầu 2 không cho Lý Khinh Hồng đuổi theo. Thấy mình đuổi không kịp, Lý Khinh Hồng dứt khoát không đuổi nữa, cô cần phải chuẩn bị đi ra ngoài. Trên lầu, Lý Tuyết Nhi thò cái đầu nhỏ ra, chị ơi, chị đi đâu vậy? Chị đến công ty. Lý Khinh Hồng mặt không đổi sắc. Không phải chứ chị, hôm nay là cuối tuần mà, chị còn muốn đi làm nữa hả? Lý Tuyết Nhi giật mình mở to hai mắt, không vui nói, đã biết bao lâu rồi hai chị em chúng ta không cùng nhau ăn cơm với đi dạo phố, chị cũng không chịu đi cùng em. Lý Khinh Hồng im lặng không nói, biểu cảm còn buồn vu vơ. 5 năm qua, cô ta đều sống như thế. Giấu hết tất cả những buồn tủi, phẫn nộ, bất mãn trong đáy lòng. Để mình bận rộn một chút mới có thể khiến mình cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mà mình lại không thể từ chối yêu cầu của em gái. Được rồi, để chị đi thay một bộ quần áo khác. Nói xong, Lý Khinh Hồng liền đi lên trên lầu. Tranh thủ lúc Lý Khinh Hồng đi thay quần áo, Lý Tuyết Nhi lập tức nháy nháy mắt ra hiệu với Vương Nhất. Vương Nhất khoác khoác tay, bọn em đi đi, anh ở nhà trông con. Sắc mặt Lý Tuyết Nhi liền thay đổi. Em kêu chị đi dạo phố với em, anh đi cùng luôn đi. Con gái bọn em đi dạo phố, anh đi làm cái gì? Vương Nhất ôm lấy Vương Tử Lam, nắn nắn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Vương Tử Lam, anh thấy đi dạo phố còn không thú vị bằng việc ở nhà trông con. Coi đức hạnh của trai thẳng nhà anh đi kìa, sao có thể theo đuổi chị em được chứ? Lý Tuyết Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói, em đang suy nghĩ cho anh đó. Một lát nữa em ôm Tử Lam rời đi, tạo cơ hội hẹn hò cho hai người. Còn chưa nói xong, trên bậc thang đã truyền đến âm thanh thanh thúy của tiếng giày cao gót chạm vào nền nhà. Vương Nhất quay đầu nhìn sang, vừa nhìn liền không thể rời mắt. Kể từ khi quen biết Lý Khinh Hồng đến bây giờ, Vương Nhất cảm thấy cô chỉ có hai bộ quần áo. Một bộ là đồ công sở một cô thường mặc đi làm, nghiêm túc lạnh lùng, trông vô cùng có khí chất, bộ thứ hai là đồ ngủ kín đáo mặc ở nhà. Ngoại trừ cái đó ra, Vương Nhất chưa từng nhìn thấy Lý Khinh Hồng mặc bộ đồ thứ ba. Cô dồn hết thời gian và tinh lực của mình vào công việc, làm sao có thể bỏ thời gian quan tâm đến cách ăn mặc. Đương nhiên với vóc dáng đó cũng Lý Khinh Hồng có mặc quần áo gì cũng không quan trọng, bởi vì dù sao cũng xinh đẹp. Bây giờ, Lý Khinh Hồng đột nhiên lại mặc quần áo của mình, lập tức làm Vương Nhất có cảm giác xinh đẹp động lòng người. Mái tóc dài thước tha đen nhánh được buộc đơn giản bằng sợi dây chun. Buộc cao thành cái đuôi ngựa lắc lư trái phải, có một vài sợi tóc rũ xuống làm tăng thêm sự hoạt bát cho cô. Màu sắc của quần áo cũng là màu đại diện cho Lý Khinh Hồng. Màu đen trang trọng, chiếc váy đen dài đến đầu gối, thần bí nhưng lại không mất đi vẻ quyến rũ, trong quyến rũ lại còn mang thêm sự duyên dáng trang trọng. Ngoài ra, đôi giày cao gót bằng da cao 5cm làm chiều cao cô vốn dĩ đã là 1m72,
bây giờ lại vọt lên thẳng 1m8. Trên mặt còn được trang điểm nhẹ, trông vô cùng có phong thái quý tộc. Chỉ có 5 phút, nhưng sau khi bước ra một lần nữa, Lý Khinh Hồng lại giống như một thiên kim quý tộc lén lút đi ra ngoài, đủ để thấy phong cách ăn mặc của cô. Đừng nói là Vương Nhất, ngay cả Lý Tuyết Nhi cũng nhìn chị mình với ánh mắt ngây ngốc, một hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần, nhịn không được mà kích động nói, chị à, chị thật là xinh đẹp quá đi. Biểu cảm của Lý Khinh Hồng không có gì thay đổi, cô ta đã nghe mấy lời khen này đến chán ngấy rồi. Đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Vương Nhất vừa mới thức dậy còn mặc bộ đồ ngủ ở trên người, anh định mặc đồ này đi ra ngoài à? Vương Nhất cúi đầu nhìn đồ ngủ trên người mình, lại nhìn Lý Khinh Hồng sáng chói trước mặt, lập tức chạy vào trong phòng. Chỉ một lát sau, anh cũng mặc đồ vest bước ra, tóc còn được vuốt keo, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Đúng thật, sau khi nhìn cách ăn mặc của Lý Khinh Hồng, anh đã bị Lý Tuyết Nhi thuyết phục. Hai người ở bên nhau vốn dĩ là một chuyện ngoài ý muốn, vội vàng kết hôn, bọn họ căn bản còn chưa từng hẹn hò. Nếu đây là lần đầu tiên, làm sao có thể không nghiêm túc được chứ? Lý Tuyết Nhi ôm Vương Tử Lam, dẫn cháu đi công viên trò chơi chơi nha, có được không nào? Hay quá ạ, cháu muốn chơi ở vòng đu quay. Nghe thấy bốn chữ công viên trò chơi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tử Lam lập tức kích động vô cùng. Nhưng mà ngày hôm nay ba và mẹ đều bận, dì út chơi với cháu nha, cháu chịu không? Câu nói này lập tức khiến Vương Tử Lam cảnh giác, bàn chân nhỏ để trần chạy đến bên cạnh Vương Nhất, ôm chặt lấy chân Vương Nhất, con không muốn, con muốn chơi với ba thôi. Lý Tuyết Nhi lập tức giận đến nghiến răng, cái đứa nhỏ không có lương tâm này, thế mà lại không thân thiết với dì út như thế. Thế là liền bày ra biểu cảm đau lòng như sắp khóc đến nơi, hóa ra Tử Lam không thích dì út. Dì út biết rồi. Vương Tử Lam từ từ mềm lòng, nhưng mà lại do dự nhìn thoáng qua Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, trong lúc nhất thời không biết phải quyết định như thế nào. Lý Tuyết Nhi tranh thủ nói, Tử Lam, trong công viên trò chơi không chỉ có chuột Mickey thôi đâu, còn có vịt Donald, còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Vương Tử Lam lập tức bị thuyết phục, hậm hực nói, dì út có mua cho cháu ăn không? Đương nhiên là có rồi. Cháu muốn ăn bao nhiêu thì dì út mua cho cháu bấy nhiêu. Lúc này, Lý Tuyết Nhi trông rất giống với những bọn buôn người dụ dỗ trẻ con. Thôi được rồi. Vương Tử Lam cũng có chút xấu hổ, dường như là giữa ba mẹ và đồ ăn, cô bé đã chọn đồ ăn. Tử Lam thật là ngoan. Lý Tuyết Nhi ôm Vương Tử Lam đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Vương Nhất, còn tỏ vẻ mập mờ mà nói một câu, giải quyết xong. Thế là trong nhà chỉ còn lại hai người là Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Chúng ta cũng đi thôi. Vương Nhất mỉm cười tự nhiên nắm tay Lý Khinh Hồng. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất nắm tay cô ta, lúc này, gương mặt Lý Khinh Hồng đỏ ửng, hơi giãy giãy mấy lần, sau đó để mặc cho Vương Nhất nắm lấy. Thấy Lý Khinh Hồng không phản kháng, trong lòng Vương Nhất trở nên kích động. Vẫn là Lý Khinh Hồng lái xe, Vương Nhất ngồi vị trí bên cạnh ghế lái. Xe chạy về trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Đỗ xe xong, Lý Khinh Hồng và Vương Nhất đi thẳng lên lầu 2. Lầu 2 có ít người, bởi vì những cửa hàng ở đây trên cơ bản đều là cửa hàng sang trọng dành cho những người giàu có. Hai người đi vào trong một cửa hàng Gucci, nhân viên đứng ở cửa lập tức mỉm cười lịch sự chào đón, xin chào quý khách muốn mua cái gì? Cô ta nhìn không được mà nhìn Lý Khinh Hồng thêm vài lần, khuôn mặt xinh đẹp. Khí chất siêu phàm, vừa nhìn thì liền biết là cô chủ trong một gia tộc hiển hách. Còn Vương Nhất thì bị nhân viên nữ phớt lờ. Mặc dù bộ đồ tây trên người được đặt may riêng, nhưng mà khí chất bộc lộ lại quá bình thường. Nhưng mà cũng không giống như mấy đoạn chuyện cẩu huyết, vừa mở miệng liền chào phúng. Thưa cô, tôi cảm thấy chiếc váy này rất phù hợp với khí chất của cô. Nhân viên nữ lấy một chiếc váy ngắn có giá hơn 30 triệu, có hơi nịnh nọt mà nói. Lý Khinh Hồng nhíu mày, quần áo kiểu này không thích hợp với tôi. Nhân viên nữ không hề nhụt chí, lại lấy ra một chiếc váy dài có giá trị 240 triệu, vậy cái này thì sao? Lý Khinh Hồng chỉ nhìn thoáng qua rồi sau đó lắc đầu, kiểu dáng của hai năm trước, cô lại mang ra đây, không cảm thấy qua thời rồi à? Sau đó, nhân viên nữ lại lấy thêm mấy bộ quần áo, đều bị Lý Khinh Hồng từ chối hết, không có một bộ nào lọt vào đôi mắt xanh của cô. Càng khiến cho nhân viên nữ phải giật mình đó chính là mỗi khi nói một bộ quần áo không tốt, Lý Khinh Hồng đều sẽ cho ra lý do phản bác rất đầy đủ.
Chính vì vậy mà có thể thấy được khách hàng nữ này chắc chắn là người có thân phận, hơn nữa còn có sự hiểu biết nhất định về thời trang, nếu không thì cũng sẽ không có chuyện vừa nhìn thì liền nhận ra năm sản phẩm được ra mắt và cả yếu tố thời trang. Cuối cùng, nhân viên nữ uể oải muốn từ bỏ, vậy mời hai người từ từ xem xong rồi thì nói với tôi. Lý Khinh Hồng nhẹ gật đầu, đi quanh cửa hàng với Vương Nhất. Vương Nhất bỗng nhiên là nhìn thấy một chiếc váy dài màu be được đặt trong tủ trưng bày, anh nói, cái này đẹp đó. Lý Khinh Hồng nhìn theo, trong mắt cũng có thêm một tia khát vọng. Thân là phụ nữ, còn là một cô gái xinh đẹp, cô ta cũng rất thích quần áo xinh đẹp, hơn nữa chiếc váy dài màu be trông duyên dáng và thanh lịch như thế này rất phù hợp với tâm lý của cô. Lấy chiếc này. Cô chỉ vào chiếc váy dài màu be, nói với nhân viên nữ. Nhân viên nữ nghe thấy thì chạy đến, lập tức vui mừng, quý khách đúng là có mắt nhìn chiếc váy này được thiết kế bởi Weigo, là nhà thiết kế chính của Gucci, chỉ mới được trưng bày trong tuần lễ thời trang năm nay ở Pháp, là phiên bản giới hạn trên thế giới, trong nước chỉ có cửa hàng chúng tôi sở hữu nó. Nói nhiều như vậy, trên mặt nhân viên nữ đột nhiên lại xuất hiện vẻ áy náy, nói với Lý Khinh Hồng, nhưng mà chúng tôi thành thật xin lỗi, sản phẩm này là hàng trưng bày, cho nên không thể bán được. Vậy à? Nghe vậy, ánh mắt Lý Khinh Hồng liền trở nên thất vọng. Nhân viên nữ thăm dò định nói, nếu không thì xem thử cái khác đi. Không cần đâu. Lý Khinh Hồng hoàn toàn mất đi hứng thú với cửa hàng này, cô quay người rời đi. Vương Nhất nheo nheo mắt nhìn thoáng qua sản phẩm đó rồi sau đó đi theo cô ta ra ngoài. Ha ha ha! Đúng lúc này, phía trước có một người phụ nữ trang điểm đậm, mặc áo khoác lông chồn bước tới, kéo tay của người đàn ông. Nghênh ngang vô cùng. Bốn người chạm mặt nhau ở cửa, Lý Khinh Hồng nghiêng người nhường cho cô ta đi trước, mà người phụ nữ trang điểm đậm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Lý Khinh Hồng một cái nào, trực tiếp đi thẳng vào trong. Sau khi vào cửa, chỉ thẳng vào chiếc váy màu be kia rồi nói, tôi muốn cái này. Vâng thưa quý khách, nhân viên nữ khom người, nhanh chóng lấy chiếc váy dài màu be kia xuống, thái độ vô cùng cung kính. Thái độ cùng với lời nói trước và sau hoàn toàn không giống nhau. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều dừng chân, kinh ngạc nhìn tình huống này. Rất nhanh, ánh mắt Vương Nhất liền run lên, trong mắt xuất hiện một tia lạnh lùng. Lúc nãy nhân viên nữ đã nói rất rõ chiếc váy đó là hàng trưng bày không thể bán, vậy mà vừa đảo mắt liền bán cho người khác. Hơn nữa, đây còn là buổi hẹn hò đầu tiên của anh và Lý Khinh Hồng, làm sao có thể bị sỉ nhục như thế chứ? Đã nhận ra sự lạnh lùng trong mắt Vương Nhất, Lý Khinh Hồng vẫn nhẹ cầm tay anh. Sự lạnh lẽo trong mắt Vương Nhất dần dần tan thành mây khói, quay đầu kinh ngạc nhìn cô ta, Khinh Hồng. Thôi bỏ đi, chỉ là một bộ quần áo mà thôi. Thấy cô thờ ơ như thế, sắc mặt vẫn bình thường, tâm trạng không hề bị phá hỏng bởi vì chuyện này. Trong nháy mắt, Vương Nhất liền cảm thấy khâm phục Lý Khinh Hồng. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết là cái gì? Là tâm tính, là chuẩn mực. Sở dĩ Lý Khinh Hồng không tranh giành là bởi vì sợ người phụ nữ trang điểm đậm đó à? Đương nhiên không phải. Mà bởi vì cô ta là người có chuẩn mực. Cầm lên được, bỏ xuống được. Trên đời này, có bao nhiêu người có thể làm được 6 chữ này chứ? Lý Khinh Hồng đã bày tỏ rõ mình sẽ không tranh giành, nhưng Vương Nhất vẫn cười nói, em nói không sai, nhưng mà anh là một người đàn ông, món đồ mà người phụ nữ mình thích bị cướp đi. Đây không phải là chuyện nhỏ. Nói đến đây, ánh mắt Vương Nhất trở nên thâm thúy, anh đã nói rồi, chỉ cần là thứ em muốn, cho dù là sao trên trời thì anh cũng sẽ hái xuống cho em. Nói xong, anh sải bước đi vào trong cửa hàng. Ánh mắt Lý Khinh Hồng dao động, do dự một chút rồi sau đó đi vào theo. Lúc này, chiếc váy ấy đã được gói lại, đang đến giai đoạn quét thẻ trả tiền. Thấy Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều quay lại. Sắc mặt của nhân viên nữ có hơi xấu hổ, thưa quý khách, sao hai người lại quay lại? Tại sao chúng tôi lại quay trở vào, chẳng lẽ cô không biết à? Vương Nhất nhìn thoáng qua cô ta, thản nhiên nói. Thấy nhân viên nữ không nói lời nào, anh nhìn chiếc váy kia rồi nói, tôi nhớ là cô đã nói chiếc váy này là hàng không bán mà. Sắc mặt của nhân viên nữ lại càng thêm khó coi, cô ta không nói dối, quả thật chiếc váy này là hàng trưng bày không bán. Nhưng mà tình nhân của nhà họ Lương đã coi trọng nó, cô ta có thể làm được gì? Mặc dù chỉ đứng bên rìa nhà họ Lương, nhưng dù sao cũng là người của nhà họ Lương, cô ta nhất định phải cung phụng như một vị khách lớn. Nghĩ đến đây,
Nhân viên nữ cúi đầu mím môi nói, chuyện lúc nãy là do tôi đã lừa gạt hai người, tôi xin lỗi hai người, nhưng mà chiếc váy này không thể bán cho hai người được, hy vọng hai người thông cảm cho. Nếu như tôi không thông cảm thì cô tính sao? Vương Nhất ngắt ngang lời cô ta, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Nhân viên nữ cắn răng, tiếp tục nói, trong cửa hàng vẫn còn rất nhiều sản phẩm mới ra mắt năm nay, một lát nữa tôi có thể giới thiệu cho hai người, giảm giá cho hai người, thật sự ngại quá. Thấy nhân viên nữ ngay cả che giấu cũng không che giấu được nữa, ánh mắt Vương Nhất lóe lên, lạnh nhạt nói, cho chúng tôi một lý do tại sao lại bán cho cô ta mà không bán cho chúng tôi, rõ ràng là chúng tôi tới trước. Như vậy còn chưa rõ nữa à? Người phụ nữ trang điểm đậm cướp lời nhân viên nữ, mỉa mai cười nói, đương nhiên là sợ các người mua không nổi cái váy này rồi, một chiếc váy là biểu tượng cho thân phận, chỉ có người xinh đẹp như tôi mới có thể xứng với nó. Phốc! Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta, Vương Nhất nhịn không được mà cười thành tiếng. Ngay lập tức, người phụ nữ trang điểm đậm như bị giẫm vào đuôi mèo, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận, anh cười cái gì mà cười, có gì đáng cười hả? Vương Nhất như nghe thấy một câu chuyện cười hài hước nhất trên đời này, anh không hề che giấu chút nào mà mỉa mai, có một câu ngạn ngữ như thế này người sang biết mình đứng ở đâu, hiển nhiên cô không hiểu sự tinh túy trong câu nói này. Anh có ý gì? Người phụ nữ lại càng thêm tức giận. Vương Nhất nhìn cô ta từ trên xuống dưới, đánh giá vài lần, thản nhiên nói, trên mặt cô toàn là hóa chất, làm sao có thể bì với vợ tôi được. Sau khi nói xong câu này, Vương Nhất nhẹ nhàng ôm lấy Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng cũng bị chữ vợ cuối cùng làm cho rung động, sắc mặt đỏ bừng. Câu nói này giống như đổ thêm dầu vào lửa, trong nháy mắt khơi dậy lửa giận trong lòng cô ta, anh nói mặt mũi ai toàn là hóa chất hả? Cô ta tức giận vô cùng, hận không thể cào nát mặt Vương Nhất. Cô ta phẫu thuật thẩm mỹ, còn phẫu thuật rất nhiều, nhưng mà người khác không thể nói. Cái này vừa là đánh vào mặt, vừa là khoét vào lòng. Ông xã à, anh nhìn anh ta đi. Anh ta chê bai nhan sắc của em, còn sỉ nhục em. Đấu khẩu thì không phải là đối thủ của Vương Nhất, cô ta chỉ có thể cầu xin sự trợ giúp của người đàn ông ở bên cạnh. Không ngờ tới người đàn ông ở bên cạnh không hề có phản ứng gì, từ đầu đến cuối ánh mắt đều nhìn Lý Khinh Hồng. Thấy như vậy, cô ta tức gần chết đi được, hay cho anh còn dám nhìn chằm chằm vào người ta, cảm thấy con nhỏ kia đẹp hơn em có đúng không hả? Lương Kiện lấy lại tinh thần. Lập tức nhíu chặt mày. So sánh với Lý Khinh Hồng, người phụ nữ trong ngực anh ta quả thật chính là một đôi giày rách, còn được chắp vá nhiều lần. Người ta không cảm thấy mất mặt, nhưng mà mình đây cảm thấy mất mặt. Ở đây là bên ngoài, cô la to như thế làm cái gì, ngậm miệng lại cho tôi. Lương Kiện quát lớn. Nói xong, lại nhìn Lý Khinh Hồng, nho nhã lễ độ mỉm cười, chào cô, tính tình của cô ta sốc nổi như thế, cô đừng tức giận nha. Cửa hàng trưởng ở đây là bạn tôi, quả thật là nhân viên cửa hàng làm việc không đúng, nhưng mà cô có thể để nó cho chúng tôi không? Quần áo khác tùy hai người chọn, tôi sẽ tặng cho hai người, coi như là kết bạn. Thấy người đàn ông của mình không chỉ không nói chuyện giúp mình, thế mà còn mua quần áo cho người phụ nữ kia, Bạch Ý nhất thời ngẩn người. Rất nhanh, cô ta liền lấy lại tinh thần, vẻ mặt âm trầm nhìn Lý Khinh Hồng, sau đó lại nói với Vương Nhất. Làm phiền anh có đi ra ngoài thì quản tốt vợ của mình một chút, đừng có ghẹo hoa bắt bướm, quyến rũ người khác, nếu không thì sau này trên đầu anh mọc nhiều sừng mà cũng không biết. Đột nhiên lại bị mắng, Lý Khinh Hồng hơi bất ngờ, nhưng mà rất nhanh, đôi mắt lạnh nhạt liền trở nên lạnh lùng, ghẹo hoa mắt bướm, cô đang nói tôi à? Chỗ này còn có người phụ nữ thứ ba nữa à? Bạch Ý vênh vang đắc ý nói, nếu như không phải cô quyến rũ chồng tôi thì làm sao chồng tôi có thể nói chuyện giúp cô chứ? Nhưng mà không sao hết, chồng tôi là người nhà họ Lương, có thể được anh ấy coi trọng là do cô may mắn, chỉ là sau này cô biết phân rõ ai lớn ai nhỏ là được. Bạch Ý càng nói càng quá đáng, dường như đang phát tiết lửa giận mà trước đó Vương Nhất mang đến cho mình. Ánh mắt Lý Khinh Hồng trở nên vô cùng lạnh lẽo, đúng là cô có thể không so đo với phụ nữ, nhưng không có nghĩa là cô có thể để người khác sỉ nhục mình. Vương Nhất lạnh mặt bước nhanh đi đến gần Bạch Ý. Bỗng nhiên lại có một cái tay bắt lấy tay anh. Vương Nhất quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lý Khinh Hồng. Chỉ nhìn thấy cô lắc đầu, mỉm cười nói, đàn ông đánh phụ nữ là không tốt. Vương Nhất bất ngờ, do dự một chút, vẫn là kiềm nén nửa giận trong lòng. Bạch Ý thấy thế, cho rằng đối phương không dám đánh mình,
lập tức lại càng mỉa mai ác hơn nữa. Như vậy là đúng rồi, chồng tôi là người nhà họ Lương, ngoan ngoãn nhường chiếc váy này cho tôi, nói không chừng là chồng tôi tốt tính có thể dẫn cô đến quán rượu, nhờ vào nhan sắc của cô, miễn cưỡng một chút thì vẫn có thể xứng với chồng tôi. Chát! Nhưng mà lời còn chưa nói hết, mặt Bạch Ý liền bị đánh một cái. Trên mặt của cô ta in 5 dấu tay vô cùng rõ ràng, bản thân hoàn toàn không kịp phòng bị tát đến nỗi ngã xuống đất. Cả cửa hàng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lý Khinh Hồng đột ngột ra tay. Ngay cả Vương Nhất cũng rất kinh ngạc, cô nói là đàn ông đánh phụ nữ là không tốt, sao mình lại ra tay trước rồi. Chỉ thấy Lý Khinh Hồng đứng từ trên cao nhìn Bạch Ý, vẻ mặt châm chọc tiếp tục nói. Cho nên, chuyện đánh phụ nữ vẫn nên để tự phụ nữ bọn em ra tay thì tương đối tốt hơn. Vương Nhất không biết hình tượng chủ tịch của Lý Khinh Hồng ở công ty là như thế nào, nhưng mà anh biết Lý Khinh Hồng tuyệt đối không phải là kiểu phụ nữ dễ dàng bị người khác bắt nạt. Cô ta cũng không hở tí là so đo với người khác, càng sẽ không tùy tiện tức giận, nhưng mà một khi tức giận rồi thì không có ai ngăn cản được. Giống như những gì lúc nãy cô ta đã nói với Vương Nhất. Đánh phụ nữ là không được. Vương Nhất là đàn ông, cho dù Bạch Ý có quá đáng đến cỡ nào đi nữa thì đàn ông đánh phụ nữ chắc chắn ảnh hưởng sẽ không tốt. Nhưng mà phụ nữ đánh phụ nữ là chuyện thường tình. Cho nên, cô sắn tay lên, tự thân ra trận, hung hăng đánh Bạch Ý một bàn tay. Đây chính là Lý Khinh Hồng, là một người phụ nữ cho dù có đánh người thì cũng sẽ lấy đại cục làm trọng. Trong lòng Vương Nhất cảm thấy ấm áp, hôm nay anh đã nhìn thấy một Lý Khinh Hồng khác biệt. Một cái tát này khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Bạch Ý bò dậy từ dưới đất, tóc tai bù xù như con nhím xù lông, ánh mắt hằn học, cô. Cô dám đánh tôi? Một người phụ nữ với cái miệng hôi thối, không nên đánh à? Lý Khinh Hồng cười lạnh, hoàn toàn không sợ sệt, là kẻ thứ ba thì nên có nhận thức của một kẻ thứ ba. Nếu như cô còn dám nhiều lời, tôi sẽ khiến cô không thể tiếp tục sống ở thành phố Thiên An. Cô! Bạch Ý như bị nói trúng tim đen. Ánh mắt co lại, có chút hoảng sợ nhìn Lý Khinh Hồng. Mà Lương Kiện cũng nheo mắt lại, đã phát hiện điểm đặc biệt của cô gái này. Nhưng dù sao thì Bạch Ý cũng là người phụ nữ của anh ta, người phụ nữ của mình bị người ta đánh, nếu như mình không làm chút gì đó thì làm sao sau này còn có thể ngẩng đầu lên được. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh ta dần dần âm trầm nhìn chằm chằm vào Lý Khinh Hồng, đang muốn có hành động. Nhưng mà giây tiếp theo, toàn thân anh ta cứng đờ. Cảm nhận được một ánh mắt âm u lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Tôi khuyên anh vẫn nên yên phận chút đi. Vương Nhất thờ ơ nói, tuy là nhà họ Lương có mạnh, nhưng có thể tiêu diệt nhà họ Lương thì vẫn có rất nhiều người. Trong lòng Lương Kiện run lên, một cảm giác sợ hãi đột ngột xuất hiện, ngay cả anh ta cũng không biết mình đang sợ hãi cái gì, nói tóm lại là sự run rẩy phát ra từ tận đáy lòng. Sau đó, Vương Nhất không tiếp tục đoái hoài tới bọn họ nữa. Trực tiếp đi đến trước mặt nhân viên nữ đó, vừa cười vừa nói, bây giờ có thể gói cái váy kia lại được chưa? Nhân viên nữ đã bị dọa đến nỗi không biết mình là ai, liên tục cúi đầu xin lỗi. Lương Kiện đều đã nói mình là người nhà họ Lương, nhưng mà hai vợ chồng trẻ tuổi này vẫn không hề quan tâm chút nào, chỉ có hai nguyên nhân. Hoặc là thân phận tầm thường chưa từng nghe thấy thanh danh của nhà họ Lương, hoặc là người có thân phận cao hơn, nhà họ Lương không đáng để lọt vào trong mắt bọn họ. Trên lầu 2 là khu hàng sang trọng, về cơ bản không có giai cấp công nhân, cho nên khả năng phía trước là không lớn, vậy thì chỉ còn lại khả năng thứ hai. Vâng vâng. Nhân viên nữ luống cuống tay chân, cẩn thận cất cái váy dài màu be vào trong túi. Lý Khinh Hồng bước lên một bước, đang muốn trả tiền, Vương Nhất lại mỉm cười với cô, đây là lần đầu tiên hẹn hò của chúng ta, sao có thể để em trả tiền được. Nói xong. Anh tùy ý móc ra một cái thẻ ngân hàng với màu vàng rực rỡ, cười nói, quẹt cái thẻ này đi. Thẻ vàng Thụy Sĩ. Nhìn tấm thẻ này, Lương Kiện kinh ngạc kêu lên. Nhân viên nữ lại như rơi vào trong sương mù, cô ta còn tưởng là Vương Nhất chỉ là kẻ ăn bám vợ, không ngờ cuối cùng người trả tiền lại là anh. Cái thẻ này chính là thẻ vàng Thụy Sĩ của Thương Si đưa cho anh còn có một cái thẻ màu đen hiếm hơn nữa, sợ mọi người bị sốc, cho nên mới không lấy ra. Xoẹt. Vừa quét qua máy quét thẻ, trong màn hình lập tức hiển thị số dư bằng 0. Bạch Ý sững sờ, lập tức cười lên ha hả, số dư còn lại là 0, chết cười mất, giả vờ hay quá nhỉ, tôi cũng muốn xem anh trả tiền bằng cách nào.
nhưng mà trong cả cửa hàng chỉ có một mình Bạch Ý là đang cười to, còn Lương Kiện thì trán nổi đầy gân xanh, cơ mặt run rẩy kịch liệt. Không thể nhịn được nữa, anh ta đánh một bạt tai vào mặt Bạch Ý rồi hét to, Đồ Thiển Cận, cái gì cũng không biết, ngậm miệng lại cho tôi. Thẻ vàng Thụy Sĩ không phải là dùng để tiết kiệm tiền, mà là dùng để tiêu tiền. Lúc này, anh ta cảm thấy thể diện của mình đã bị người phụ nữ này quét sạch. Mà Bạch Ý lại choáng váng, trong ý thức của cô ta, thẻ là dùng để tiết kiệm tiền chứ chưa từng nói thẻ là dùng để tiêu tiền. Vương Nhất lặng lẽ nhìn cô ta, tiếp tục nói với nhân viên nữ, không cần phải quan tâm tới cô ta. Vâng vâng. Nhân viên nữ quẹt thẻ xong, ngay lập tức thông báo trừ 1 tỷ 500 triệu được hiển thị. Nhìn thấy giá cả, Bạch Ý không thể tin nổi mà mở to hai mắt, cái váy này có giá trị 1 tỷ 500 triệu. Lương Kiện không nhịn được mà lau mồ hôi lạnh trên trán, hoảng sợ tột độ, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Ý. Đều là con tiện nữ này ghê gớm, một cái váy 1 tỷ 500 triệu, sao không dành nữa đi. Anh ta đúng là người nhà họ Lương, nhưng mà không phải thành viên nòng cốt, hàng năm được chia hoa hồng cũng chỉ vài tỷ đồng, một phát tiêu hao 1 tỷ 500 triệu để mua cái váy này, làm như vậy là đang cắt thịt trong lòng anh ta. Chiếc váy được Vương Nhất mua đi, Lương Kiện có một loại cảm giác như được sống sót sau tai nạn. Vương Nhất lạnh nhạt quét mắt nhìn Lương Kiện và Bạch Ý, cười mỉa, cái gì cũng không biết mà lại dám đến mua chiếc váy này. Bạch Ý bị câu nói này làm cho nghẹn họng nói không nên lời, cả nửa ngày mới mặt đỏ tía tai phản bác lại một câu, ai nói là tôi không biết. Vậy à? Vương Nhất cười khẽ, sau đó từ tốn nói, cô có biết triết lý thiết kế của Gucci là gì không? Tại sao chiếc váy này lại tỏa sáng cả tuần lễ thời trang Paris năm nay? Cô có biết tại sao nhà thiết kế Weigo chỉ tạo ra phiên bản giới hạn toàn cầu, linh cảm thiết kế nó đến từ đâu? Với những câu hỏi liên tục của Vương Nhất, Bạch Ý nghẹn họng không trả lời được. Đừng nói là cô ta không biết, ngay cả Lương Kiện và nhân viên nữ cũng không biết, đôi mắt xinh đẹp của Lý Khinh Hồng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Vương Nhất có nhiều hơn một vòng bất ngờ. Ngơ ngác thật lâu, Bạch Ý kịp phản ứng lại, biểu cảm trở nên giận dữ, cô ta mua hàng sang trọng cần phải để ý đến những thứ đó à? Cô ta cùng với những người phụ nữ đào mỏ khác đều giống nhau, dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi cuộc sống, quen biết với một người đàn ông giàu có, khoảng thời gian này đi theo Lương Kiện xuất hiện ở nhiều nơi, cũng có thể bổ sung thêm kiến thức. Nhưng mỗi một câu hỏi mà Vương Nhất nói ra đều trúng vào điểm mù kiến thức của cô ta. Cho nên mới nói cô không xứng để mặc chiếc váy này. Vương Nhất vô cảm nói, chiếc váy này có một cái tên rất yêu mỹ, kỳ tích, là nhà thiết kế Weigo đã thiết kế trong lúc vợ của ông ấy hấp hối, cực kỳ bi thương, đó cũng là kiệt tác của ông ấy. Size váy được thiết kế dựa theo tỷ lệ dáng người của vợ ông ấy lúc còn trẻ, sở dĩ được gọi là kỳ tích là bởi vì hy vọng ông trời có thể cảm động bởi thành ý của ông ấy, để người vợ bị bệnh nặng của ông ấy có thể tỉnh lại. Đương nhiên là kỳ tích không xảy ra. Vương Nhất tiếp tục bình thản nói. Vợ của ông ấy vẫn không qua khỏi, nhưng chiếc váy này chính là tâm huyết cả đời này của ông ấy. Chiều dài vai, eo, chiều dài tổng thể, chiều dài váy, được may vô cùng tỉ mỉ, không chỉ có dáng người phải phù hợp mà còn phải có khí chất phù hợp. Nói cách khác, lúc nhà thiết kế Weigo thiết kế ra chiếc váy này, chưa bao giờ nghĩ nó sẽ được phụ nữ trên toàn cầu ưa chuộng, là cái duy nhất, đây chính là nguyên nhân mà chiếc váy này tỏa sáng ở tuần lễ thời trang. 99% phụ nữ không xứng đáng mặc chiếc váy này, cố chấp mặc nó, xấu càng thêm xấu, bây giờ cô cảm thấy cô có xứng để mặc nó không? Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Ai nấy cũng dùng một ánh mắt rung động nhìn Vương Nhất, đây là đang đàn áp bằng học thức, chiến thắng toàn diện, giải thích hợp lý. Không nói tới những người ngoài ngành như bọn họ, những nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp nhất chắc chắn có thể hiểu một cách triệt để. Ánh mắt Lý Khinh Hồng xuất thần nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của người đàn ông, khoảnh khắc này, cô đột nhiên cảm thấy sức quyến rũ của Vương Nhất là vô hạn. Còn Bạch Ý thì như bị ai đó đánh mười mấy cái tát, lúc thì tím xanh, lúc thì trắng. Những lời nói này của Vương Nhất đã hoàn toàn nghiền nát chút tự tôn còn sót lại của cô ta, lại như vò mẻ chẳng sợ nứt mà chỉ vào Lý Khinh Hồng rồi hét to, tôi không phù hợp, chẳng lẽ cô ta phù hợp? Đương nhiên. Vương Nhất dịu dàng nhìn Lý Khinh Hồng, giọng nói nhỏ nhẹ, tỷ lệ vóc dáng cô ấy hoàn toàn phù hợp với chiếc váy này. Vương Nhất vừa mới nói xong, ánh mắt của tất cả những người trong cửa hàng đều nhìn về phía Lý Khinh Hồng. Đột ngột bị nhiều người nhìn chăm chú như thế, Lý Khinh Hồng không quen,
cô nhíu mày. Mặc dù bình thường trong công ty cũng có người nhìn chăm chú vào cô, nhưng mà phần lớn đều là ánh mắt kính sợ và tôn kính, mà không phải là vẻ chờ mong như thế này. Vương Nhất mỉm cười, đưa chiếc váy cho cô, anh nói, đi vào trong thử đi. Lý Khinh Hồng do dự một chốc, vẫn nhận lấy chiếc váy và quay người đi vào phòng thử đồ. Lúc đi ngang qua bên cạnh Bạch Ý, ánh mắt Bạch Ý âm độc nhìn cô. Cô ta không ngừng cầu nguyện trong lòng Lý Khinh Hồng không thích hợp để mặc chiếc váy này. Tâm sinh tướng, người xấu xí thì tâm địa cũng xấu xí, Vương Nhất hoàn toàn không lo lắng, anh mỉm cười đứng trước phòng thử đồ chờ Lý Khinh Hồng bước ra. Trong cửa hàng vẫn không có ai nói chuyện, tầm mắt mọi người vẫn dừng nguyên trên người Vương Nhất. Vương Nhất hiểu bọn họ kinh ngạc vì những giải thích chuyên nghiệp của mình, anh tin là chắc chắn Lý Khinh Hồng cũng như vậy. Còn tại sao anh biết? Vương Nhất đã từng chấp hành một nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ là bảo vệ cho Weigo. Lúc đó, vợ của ông ta vẫn còn chưa chết, nhưng đang trong giai đoạn hấp hối, mà ông Weigo đã chế tác xong hình dáng khuôn ban đầu. Đây cũng là lý do tại sao Vương Nhất vừa nhìn là đã chọn chúng chiếc váy này. Xoẹt! Đúng lúc này, cửa phòng thử đồ đột nhiên mở ra. Mà sau khi cửa mở ra, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Vương Nhất quay đầu nhìn lại, cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn bị Lý Khinh Hồng làm cho kinh diễm. Mặt như dạng mây, mắt như sao trời, tóc đuôi ngựa vốn dĩ đã cao lại được vén lên cao một chút nữa, giống như một chiếc vương miện tôn quý, chiếc cổ mảnh mai mang sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, cùng với những hạt kim cương nhỏ bé trên chiếc váy màu be kết hợp với nhau, càng tăng thêm sự rực rỡ, giống như công chúa người cá sắp kết hôn. Nhân viên nữ mở to mắt nhìn, ngay cả cái điện thoại ở trong tay rơi rồi mà cũng không biết. Lương Kiện thì lại nhìn chằm chằm không hề chớp mắt. Ngay cả mí mắt cũng không hề nháy một cái nào. Người chấn động nhất là Bạch Ý, thế mà lại bị ánh sáng trên người Lý Khinh Hồng làm chói mắt đến nổi không thể mở ra. Có được không anh? Lý Khinh Hồng cúi đầu nhìn chiếc váy trên người mình, trên gương mặt lạnh lẽo hiếm khi xuất hiện một nụ cười. Rất xinh đẹp. Vương Nhất vừa cười vừa nói, xem ra là 5 năm trước, ánh mắt của anh đã rất tốt. Đồ mặt dày. Lý Khinh Hồng liếc mắt nhìn anh. Nụ cười trên mặt lại càng thêm sâu sắc. Tự mình soi gương, cảm thấy rất hài lòng, lại quay về phòng thay quần áo của mình. Lúc này, Vương Nhất lạnh lùng nhìn Lương Kiện, anh nhanh chân đi đến gần anh ta. Anh muốn làm cái gì? Lương Kiện bị khí thế của Vương Nhất làm giật mình, liên tục lùi về phía sau. Bạch Ý huỵch một tiếng hoảng sợ ngồi sụp xuống đất, toàn thân run rẩy. Có phải là anh cảm thấy anh là người nhà họ Lương? Cho nên mới có thể không kiêng nể gì cả. Vương Nhất cao hơn Lương Kiện một cái đầu, đứng từ trên cao nhìn xuống như thế, dọa Lương Kiện hoảng sợ không thôi. Nhưng anh ta thân là người nhà họ Lương, vẫn không cam lòng yếu thế mà đối mặt với Vương Nhất, chúng tôi tặng cái váy này cho anh còn muốn như thế nào nữa? Vốn dĩ cái váy này là do chúng tôi mua. Vương Nhất chợt nghĩ đến cái gì đó, anh nheo mắt lại, không phải là anh còn chưa biết tôi là ai đó chứ? Anh là ai? Lương Kiện nghiến răng hỏi lại, anh ta cảm nhận được một loại khí tức thần bí lại mạnh mẽ từ trên người Vương Nhất. Tôi tên là Vương Nhất, đây là vợ tôi, Lý Khinh Hồng. Ngày hôm nay là lần hẹn hò đầu tiên của tôi và cô ấy, nếu như các người còn dám hung hăng càn quấy, tôi sẽ không ngại để các người đi xe thể thao đến đây, nhưng lại đi xe cứu thương trở về. Câu nói này tràn đầy sát ý xâm nhập vào linh hồn, Lương Kiện bị hù dọa run rẩy cả người. Lại không có dũng khí đối mặt với Vương Nhất. Bỗng nhiên, anh ta cảm thấy tên của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng có hơi quen tai, hình như là đã nghe qua ở đâu đó rồi. Nghiêm túc suy nghĩ lại, Lương Kiện bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn Vương Nhất đúng là có sự hoảng sợ phát ra tận đáy lòng. Tôi xin lỗi anh Vương. Sau đó, anh ta vội vàng cúi đầu với anh Vương, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ vô cùng. Cút! Vương Nhất lớn tiếng quát. Lương Kiện như được tha tội, nhanh chân chạy khỏi cửa hàng Gucci. Mà lúc này Lý Khinh Hồng cũng đã thay quần áo xong bước ra, Vương Nhất như biến thành người khác, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Lý Khinh Hồng lấy một tờ chi phiếu ra viết 1.500.000.000 lên trên rồi sau đó đưa cho Vương Nhất. Em làm cái gì vậy? Biểu cảm của Vương Nhất thay đổi, anh hỏi. Trả lại cho anh. Lý Khinh Hồng lời ít ý nhiều, cảm ơn, em rất thích món quà của anh. Chỉ là em không thích nợ người.
còn chưa nói xong thì đã bị Vương Nhất nhẹ nhàng đẩy ra. Anh lắc đầu, nghiêm túc nói, chồng tặng quà cho vợ, nào có đạo lý trả tiền chứ? Lý Khinh Hồng đứng yên tại chỗ sửng sốt hồi lâu, nhìn tờ chi phiếu trong tay, tự giễu cười một tiếng, là do bản thân tự cho mình là đúng. Xé tờ chi phiếu thành từng mảnh nhỏ ném vào trong thùng rác, rời khỏi cửa hàng cùng Vương Nhất. Nhân viên nữ sớm đã ngẩn người đến nổi ngay cả lời cũng không nói được, trong lòng thắc mắc, rốt cuộc thì người trẻ tuổi này là ai vậy? Lương Kiện thất hồn lạc phách chạy ra khỏi trung tâm thương mại, Bạch Ý cũng đuổi theo, vừa chạy theo vừa kêu, anh yêu à, anh sao vậy? Con điếm, cô cách xa tôi ra một chút. Lương Kiện bỗng nhiên quay đầu lại, trong lòng tức nhìn cô ta. Bạch Ý giật mình, sắc mặt tái nhợt nhìn anh ta, cuống cuồng giải thích, không phải là em cố ý đâu, em thật sự cho rằng anh ta chỉ là tiểu bạch kiếm được bao nuôi. Chát! Còn chưa nói xong, trên mặt Bạch Ý đã nhận phải một cái tát vô cùng mạnh. Đều là do con tiện nhân nhà cô, chưa kể tới mua quần áo đắt như vậy, thế mà còn đắc tội với hai người kia, cô có biết bọn họ là ai không hả? Trên mặt Lương Kiện tràn đầy phẫn nộ, gào thét với Bạch Ý. Người phụ nữ kia là Lý Khinh Hồng, là chủ tịch tập đoàn Lệ Tinh, người đàn ông kia tên là Vương Nhất, 5 năm trước xém chút nữa là đã trở thành chồng Kim Thúy như nhà họ Kim. Bạch Ý lập tức bị dọa nói không nên lời, môi không ngừng mấp máy. Có rất nhiều việc Lương Kiện vẫn chưa nói, nhà họ Trần diệt vong, nhà họ Kim đổi chủ, những chuyện này đều có liên quan với Vương Nhất. Ngay cả người mà nhà họ Lương nhìn không rõ, làm sao anh ta có thể trêu chọc nổi. Tao đánh chết mày cái con tiện nhân này. Lương Kiện càng nói càng tức, vừa mắng vừa đánh lung tung làm Bạch Ý kêu liên tục. Nếu như không phải anh ta nghe thấy hai cái tên này từ cuộc trò chuyện của người trẻ tuổi nhất nhà họ Lương là Lương Ý Hành, vậy thì ngày hôm nay anh ta tiêu đời rồi. Nhìn Bạch Ý mặt mũi bầm dập nằm ở dưới đất, Lương Kiện mới bất giận, từ giờ trở đi, chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa, sau này đừng có xuất hiện trước mắt tôi, nếu không thì tôi gặp một lần sẽ đánh một lần. Nói xong liền nghênh ngang rời đi, để lại Bạch Ý máu me đầy mặt nằm ở trên đường. Anh ta trở về nhà họ Lương với tốc độ nhanh nhất, phát hiện Lương Ý Hành và Lương Nhật Tân cũng ở đây, đang nghiêm túc thương lượng gì đó với Lương Nam Lĩnh, gia chủ nhà họ Lương. Thưa gia chủ, Lương Kiện vừa về liền quỳ gối trước mặt Lương Nam Lĩnh, lớn tiếng nói, tôi đã gặp Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Cậu nói cái gì? Lương Nam Lĩnh bỗng nhiên đứng dậy. Trong đôi mắt già nua phát ra vô vàn ánh sáng, bọn họ đang ở đâu? Lương Kiện tường thuật lại tất cả mọi chuyện, Lương Ý Hành nghe xong, cũng chỉ cười khẽ, vốn dĩ còn đang phiền lòng xem phải lấy lý do gì để gặp vị chủ tịch Lý, xem ra là bây giờ vấn đề khó khăn ấy đã được giải quyết rồi. Lương Kiện mờ mịt không biết Lương Ý Hành đang nói cái gì. Lương Nhật Tân phất phất tay, anh đi xuống trước đi, ở đây không có chuyện của anh. Vâng. Sau khi báo cáo xong xuôi, Lương Kiện liền lui ra ngoài, tiện thể khép cửa phòng lại. Thế là trong phòng khách chỉ còn Lương Nam Lĩnh, Lương Nhật Tân và Lương Ý Hành. Lương Nam Lĩnh nói, dự án xây dựng đô thị đã được khởi động, nếu như bị nhà họ Kim, nhà họ Nhan, nhà họ Thẩm giành mất, vậy thì nhà họ Lương chúng ta không còn cách nào khác. Nhưng nếu bị một xí nghiệp nho nhỏ đang phát triển cướp mất, như thế thật sự không cam lòng. Ông nội yên tâm đi. Dự án xây dựng thành phố nằm trong tay tập đoàn Lệ Tinh chắc chắn sẽ là của nhà họ Lương chúng ta. Lương Ý Hành chậm rãi đứng dậy, phóng khoáng cười nói, bây giờ cháu sẽ đi gặp bọn họ để bàn bạc với chủ tịch Lý. Nếu như Lý Khinh Hồng không đồng ý thì sao? Trong mắt Lương Nam Lĩnh lóe lên tia sáng. Trên mặt Lương Ý Hành vẫn mang theo nụ cười tự tin, không cho phép cô ta không đồng ý, trong tay cháu có điểm yếu của cô ta. Chỉ cần có điểm yếu này. Phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu thì cũng phải thuần phục cháu thôi. Trong mắt Lương Nhật Tân đều là vẻ tà ác, anh cả, nếu như người phụ nữ này phục rồi, thế thì đêm đầu tiên thuộc về em. Lương Ý Hành xem thường nhìn Lương Nhật Tân, đường đường là đàn ông nhà họ Lương, thế mà lại đi làm ca sĩ, đúng là làm mất thể diện nhà họ Lương mà. Ha ha, anh cả, mỗi người đều có chí riêng mà. Lương Nhật Tân cười hì hì rồi lại nói, người sống một đời chỉ cần vui vẻ. Tử sắc tài vận, em không ham rượu, không cá cược, điều duy nhất có thể khiến em vui vẻ chỉ có phụ nữ. Dừng lại một chút, Lương Nhật Tân còn nói thêm, anh cả cứ yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không tranh giành vị trí gia chủ với anh đâu. Nghe thấy câu nói này, vẻ lạnh lùng trong mắt Lương Ý Hành mới chậm rãi lui đi,
lại hơi khom người với Lương Nam Lĩnh, ông nội, cháu đi đây. Đi đi. Lương Nam Lĩnh hài lòng phất phất tay, đợi sau khi không còn ai nữa, trong phòng khách vang lên tiếng ca hát trầm bổng mà du dương. Thiên thu quá, tái nan hồi thủ. Vấn cổ kim, hưng vong sự. Kỷ nhân diệu thanh sử, phương danh lưu. Tiếu đàm gian, vân yên dĩ cựu. Trung lưu hạ, vạn cổ thán. Sinh con trai phải như Lương Ý Hành, sinh con gái phải như Kim Thúy Như. Ở phía bên kia, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng vẫn đang đi chơi trong trung tâm thương mại. Mặc dù Lý Khinh Hồng đã tự tay xé tấm chi phiếu rồi nhưng cô ta vẫn là người có qua có lại. Dưới sự bức ép của cô ta, Vương Nhất đã thử một bộ vest có giá hơn 1 tỷ rồi mới nghỉ ngơi. Ti ti ti. Vào lúc này, Lý Tuyết Nhi gọi video tới. Ba đang làm gì vậy? Ngay sau khi kết nối video, Vương Nhất liền nhìn thấy Vương Tử Lam với vẻ mặt đầy hưng phấn. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng mỉm cười và vẫy tay với con gái, ba đang đi mua sắm với mẹ, các con đã chơi được gì rồi? Dì đã cùng con chơi tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, đu quay con lắc, rất nhiều, dì thật là tốt. Nói đến đây, Vương Tử Lam trở nên hưng phấn, nói không ngừng nghỉ như một con chim sơn ca. Mà Lý Tuyết Nhi ngồi ở một bên với sắc mặt tái nhợt, bộ dáng không còn gì để lưu luyến, rõ ràng là bị dọa không ít. So sánh hai người với nhau, ngay cả Vương Nhất cũng không nhịn được mà bật cười, quả thực khổ cho cô rồi. Em còn không phải là vì anh. Lý Tuyết Nhi giống như một con mèo cái bị dẫm vào đuôi, lập tức ngồi dậy, nhưng nói đến giữa chừng lại dừng lại. Cô ta ước nhìn Vương Nhất một cái, nói nhỏ, sao, thành quả chiến đấu với chị em như thế nào? Vương Nhất giơ chiếc túi trong tay lên, tôi mua cho chị cô một chiếc váy, chị cô tặng tôi một bộ vest. Không tệ. Lý Tuyết Nhi nói với vẻ vui mừng kinh ngạc, vậy em không làm phiền hai người nữa, bye bye. Vào thời điểm Lý Tuyết Nhi ngắt video, Vương Nhất khẽ nheo mắt lại. Không biết có phải là ảo giác hay không, anh nhìn thấy trong video của Lý Tuyết Nhi có một bóng người mơ hồ, người đó đang lờ mờ nhìn chằm chằm bọn họ. Sao vậy? Lý Khinh Hồng nhẹ giọng nói. Không sao. Vẻ mặt của Vương Nhất ngay lập tức trở lại bình thường, tiếp tục đi mua sắm với Lý Khinh Hồng. Chỉ có điều, sắc mặt không còn thoải mái như trước nữa. Chỉ mong đó là ảo ảnh. Đi dạo cả ngày, trời đã dần tối, trong vô thức, hai người đã đi đến dưới tháp Thiên An. Lý Khinh Hồng đột nhiên nói, đi thôi, em mời anh ăn cơm. Tháp Thiên An là kiến trúc tiêu biểu của thành phố Thiên An này, khách sạn phía trên cũng nhất định có giá cao ngất ngường. Vương Nhất gật gật đầu, không từ chối. Lần đầu hẹn hò không phải nên chọn một địa điểm lãng mạn một chút sao? Dưới sự dẫn đường của nhân viên đón khách, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đã đến phòng riêng đã được đặt trước. Phòng riêng nằm trên đỉnh của tháp Thiên An, ăn cơm ở đây sẽ có thể đứng trên đỉnh của tòa kiến trúc cao thứ ba thế giới nhìn xuống toàn cảnh Thiên An về đêm. Màn đêm sắp buông xuống, Thiên An về đêm bớt ồn ào hơn và xinh tươi hơn ban ngày. Đây là lần đầu tiên chúng ta mặt đối mặt ngồi ăn cơm cùng nhau. Lý Khinh Hồng nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, nhẹ nhàng nói. Vương Nhất gật gật đầu, đúng vậy. Lần trước ăn đồ Tây là một nhà ba người cùng ăn chứ không phải là thế giới riêng của hai người. Em luôn cảm thấy em nhìn người khá chuẩn. Lý Khinh Hồng chống hai tay lên cằm, nhìn Vương Nhất và nói, cho đến khi em gặp anh. Vương Nhất nở nụ cười, tại sao lại nói như vậy? Anh đã mang đến cho em rất nhiều điều vui mừng bất ngờ. Mỗi lần em cảm thấy em đã nhìn thấu anh rồi thì anh lại đánh cho em một đòn cảnh tỉnh. Lý Khinh Hồng nhẹ nhàng nói, ban đầu, em nghĩ rằng anh là một tên căn bã nhát gan và vô trách nhiệm. Về sau, em cảm thấy có lẽ anh đã cắn rứt lương tâm nhưng vẫn là một tên vô dụng không có tiền không có thế, đến công việc cũng không có. Vương Nhất nhìn chằm chằm Lý Khinh Hồng, chờ cô ta nói tiếp, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy cô ta tiếp tục nói. Thế là, anh chỉ có thể bất lực mở miệng. Sau này thì sao? Không thể đến bây giờ em vẫn cảm thấy anh là một kẻ vô dụng đúng không? Lý Khinh Hồng khẽ lắc đầu, có cần phải tiếp tục nói không? Trước đó em đã nói rồi, em luôn nhìn lầm anh còn mạnh hơn em, không phải sao? Vương Nhất im lặng không đáp lại, chỉ nhẹ giọng hỏi, tại sao phải nhìn mọi người đến mức thấu đáo như vậy? Để khiến bản thân mình yên tâm. Lý Khinh Hồng trả lời không chút do dự, người có tốt có xấu. Em và Tử Lam cô nhi quả mẫu sinh sống,
nhìn ai cũng đều giống người xấu, thế giới này không đen cũng không trắng mà là một lớp màu xám tinh tế. Vương Nhất mở miệng, nhưng không nói ra câu nào, trong lòng cảm thấy áy náy, trong mắt cũng trở nên kiên định hơn. Khi anh chưa trở lại, vợ con anh đã bị người ta khinh bỉ và lăng nhục. Bây giờ anh đã trở lại rồi, mọi thứ đều như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, thế gian không còn sự bất công nữa. Trời sắp mưa rồi. Lý Khinh Hồng ngẩng đầu, nhìn bầu trời mây đen cuồn cuộn rồi nói. Anh mang ô rồi. Vương Nhất cười nói, dù mưa to thế nào, anh cũng sẽ không để em bị ướt. Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, tia chớp chói mắt xé toạc bầu trời, chiếu lên khuôn mặt của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng khiến khuôn mặt họ trắng nhợt một mảng. Sau đó, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống đập vào ô cửa sổ trong suốt, phát ra tiếng lách cách như gián đậu. Đây là trận mưa to hiếm hoi sau khi Vương Nhất trở lại Thiên An. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, cửa phòng riêng bị gõ mạnh. Không chờ cho Vương Nhất và Lý Khinh Hồng kịp phản ứng, cánh cửa đã bị người khác tự tiện đẩy ra. Một nhóm người bình tĩnh thong dong cầm ly rượu bước vào, người đàn ông khôi ngô tuấn tú đi đầu nở nụ cười tao nhã với Lý Khinh Hồng, cô Lý, buổi tối tốt lành. Nhìn những người tự tiện bước vào này, đôi mắt của Vương Nhất dần trở nên sắc bén, trên mặt Lý Khinh Hồng cũng hiện lên vẻ tức giận hiếm thấy, các anh là ai, tại sao lại tự tiện xông vào phòng bao riêng của người khác. Nói xong, cô ta ấn nút gọi nhân viên phục vụ. Nhưng đợi một lúc lâu mà vẫn không có nhân viên phục vụ bước vào. Người đàn ông tuấn tú đi đầu cười nhạt, không cần thử nữa, sẽ không có ai vào đâu, ở Thiên An, không có ai dám cản đường của bọn tôi cả. Một người đàn ông cao lớn khác ôm hai người phụ nữ đẫy đà bên cạnh cũng cười trêu đùa, cậu Lương, động tĩnh của anh quá lớn, dọa sợ cô Lý rồi. Những người phía sau anh ta lập tức phá lên cười, vẻ mặt Lý Khinh Hồng tái đi, cô ta không nói gì, đôi mắt Vương Nhất híp lại với vẻ nguy hiểm nhưng cũng không động đậy gì. Bọn họ nhìn ra rồi, những người này đều là cậu ấm có quyền có thế ở thành phố Thiên An, hơn nữa, hầu hết những cậu ấm này đều có vẻ đứng sau cách nửa bước hơn so với hai người đàn ông ở chính giữa, chứng tỏ hai người này là người đứng đầu của bọn họ. Người đàn ông tuấn tú bên trái cười nhạt, làm ra lễ nghi quý ông tiêu chuẩn, nói, cô Lý đừng sợ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, vì vậy tôi muốn tự mình giới thiệu bản thân trước. Tên tôi là Lương Ý Hành, đến từ nhà họ Lương. Lương Ý Hành nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang ôm ấp cô gái đẫy đà bên cạnh, nói, anh ấy tên là Thẩm Tử Kiện, đến từ nhà họ Thẩm. Lý Khinh Hồng mặt không cảm xúc, căn bản không thèm phản ứng, có thể nhìn ra trong ánh mắt chán ghét của cô ta rất phản cảm với những cậu ấm này. Tuy nhiên, dù có phản cảm thế nào cô ta cũng không thể làm được chuyện gì khác người. Lương Ý Hành, Thẩm Tử Kiện, tứ đại hào môn của Thiên An, trong phút chốc đã có hai người đến. Cho dù là cô ta cũng cảm thấy có chút áp lực. Các anh muốn làm gì? Lý Khinh Hồng nhìn Lương Ý Hành, lạnh lùng hỏi. Tuy nhiên, Lương Ý Hành lại lắc đầu, vẻ mặt mang theo ý đùa cợt. Cô Lý, cô nghĩ quá xấu về mọi người rồi. Tôi đến đây chỉ là muốn bàn chuyện làm ăn chỉ có lời chứ không có lỗ với cô thôi. Về phần những người phía sau lưng tôi cùng với Thẩm Tử Kiện, cô Lý không cần quan tâm đến bọn họ, xem bọn họ như không khí là được. Lời thì nói như vậy nhưng những cậu ấm phía sau không những không có chút tức giận mà ngược lại còn nở nụ cười xấu xa. Lý Khinh Hồng im lặng một lúc, sau đó nói, chuyện làm ăn gì? Lương Ý Hành đến trước mặt Lý Khinh Hồng và chậm rãi nói, tôi nghe nói tập đoàn Lệ Tinh của các cô đã thầu được kế hoạch cải tạo vùng hạ lưu sông Thiên An, phải không? Đúng vậy thì sao? Lý Khinh Hồng lạnh lùng nói, không bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Nụ cười của Lương Ý Hành càng đậm. Giao dự án xây dựng đô thị cho nhà họ Lương tôi sẽ không đối xử tệ với cô đâu. Trong mắt Lý Khinh Hồng hiện lên sự tức giận, khi Lương Ý Hành nhắc đến dự án xây dựng đô thị, cô ta đã đoán được Lương Ý Hành muốn nói gì, cô ta thẳng thừng từ chối, anh nằm mơ đi. Trong mắt Vương Nhất cũng lướt qua một tia lạnh lùng nguy hiểm, lúc trước bảo La Chí Viễn bàn giao dự án xây dựng đô thị cho tập đoàn Lệ Tinh, anh đã nghĩ đến khả năng này rồi. Một nửa còn lại của dự án cải tạo sông Thiên An đều nằm trong tay nhà họ Lương, nếu của ai người nấy kiếm thì thôi, chỉ sợ nhà họ Lương tham lam, muốn cướp dự án xây dựng đô thị của tập đoàn Lệ Tinh về tay. Không ngờ rằng chuyện này lại thực sự xảy ra, còn cướp công khai trước mặt anh. Ngoài ra, về tên Lương Ý Hành này, Vương Nhất vừa hay có chút chuyện muốn đích thân hỏi anh ta, không ngờ rằng anh ta lại chủ động tìm tới tận cửa.
bị Lý Khinh Hồng từ chối, Lương Ý Hành không hề ngạc nhiên, cũng không tức giận mà vẫn cười nhẹ, cô Lâm thật sự không suy nghĩ một chút sao. Nhưng dự án xây dựng đô thị cho nhà họ Lương tôi, tập đoàn Lệ Tinh sẽ có thể có được tình hữu nghị của nhà họ Lương, tương lai vô cùng tươi sáng. Vừa nói, Lương Ý Hành giơ ra bốn ngón tay, sắc mặt hơi trầm xuống, cho cô 4.000 tỷ, bán dự án xây dựng đô thị cho tôi, số tiền này đủ để khiến tập đoàn Lệ Tinh của cô niêm yết thành công, đừng không biết suy xét. Thẩm Tử Kiện đứng sau cùng với những cậu ấm nương tựa vào hai nhà họ Lương và nhà họ Thẩm đều khẽ cười. 4.000 tỷ là một số tiền vô cùng lớn đối với người bình thường, thậm chí là đối với 90% công ty xí nghiệp, nhưng đối với một gia đình giàu có như nhà họ Lương quả thực chỉ là hạt cát trong sa mạc, không đáng nhắc đến. Thứ bọn họ muốn thấy chính là dáng vẻ ăn nói khép nép và nương tựa nhờ cậy bọn họ của đệ nhất nữ tổng tài của Thiên An. Thế nhưng, Lý Khinh Hồng vẫn không hề động lòng, thậm chí còn cười nhạt một tiếng, cho dù anh có đưa bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ không bán cho anh dự án xây dựng đô thị đâu. Cô ta là người có tầm nhìn xa, làm xong dự án xây dựng đô thị rồi, lợi ích thu được nào chỉ dừng lại ở 4.000 tỷ này. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lý Khinh Hồng, vẻ lạnh lùng trong mắt Vương Nhất cũng tiêu tan theo. Anh hy vọng đám công tử bột này biết điều một chút, đừng được voi đòi tiên. Thật đáng tiếc, sự việc không được như mong muốn. Trong mắt của Lương Ý Hành cuối cùng cũng hiện lên vẻ lạnh lùng. Nhưng vẫn không tức giận, bỗng nhiên nhìn về phía Vương Nhất, vị này là. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Vương Nhất, ngay khi anh định nói, Lý Khinh Hồng đã cướp lời, anh ấy là chồng tôi. Ồ, anh ta chính là người đã cướp đi sự trong trắng của cô rồi biến mất 5 năm, khiến cô ở quá 5 năm sao? Người nói không phải là Lương Ý Hành mà là Thẩm Tử Kiện của nhà họ Thẩm. Anh ta giả vờ ngạc nhiên nhìn Lý Khinh Hồng, chỉ vào Vương Nhất nói. Tôi nói cô Lý này, cô dù sao cũng là đệ nhất nữ tổng tài của Thiên An, sao lại gả cho loại người này chứ? Xa thì không nói chứ đàn ông trong căn phòng này, ai mà không mạnh hơn anh ta chứ? Chẳng lẽ, là đời sống sinh hoạt của anh không tồi, khiến cô lĩnh hội được niềm vui khi làm một người phụ nữ sao? Ha ha ha! Trong khi nói, anh ta không quên đùa nghịch với hai người phụ nữ đang ôm ở hai bên. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Khinh Hồng âm u, lạnh lùng quát mắng. Mong anh tôn trọng chồng tôi một chút. Lúc này, Vương Nhất đặt ly rượu xuống, đột nhiên nói, trước khi tôi tức giận, tốt hơn hết các anh nên xếp hàng lần lượt xin lỗi vợ tôi, nếu không, đợi tôi tức giận rồi, các anh có muốn đi cũng không đi được. Tất cả các cậu ấm đều sững sờ, sau đó bật cười lớn đầy kinh ngạc. Anh nói gì, tôi nghe không rõ, là ai muốn đi cũng không đi được. Vậy anh tức giận đi, để tôi xem anh tức giận sẽ như thế nào. Chẳng qua là một tên vô dụng dựa vào Lý Khinh Hồng mới sống đến ngày hôm nay mà cũng dám mở miệng nói lời ngông cuồng. Bọn họ chửi bới và cười nhạo, không ai coi trọng lời nói của Vương Nhất. Chỉ có Lương Ý Hành là hơi biết một chút, anh ta không đi chọc giận Vương Nhất mà quay sang Lý Khinh Hồng, giả vờ tươi cười ngoài mặt mà nói, đường đường là chủ tịch tập đoàn Lệ Tinh mà lại gả cho một tên vô dụng, tôi nghĩ loại chuyện này cô không muốn người dân của cả Thiên An này biết đúng không? Lý Khinh Hồng trầm sắc mặt xuống, ý của anh là gì? Cô Lý, trong tay tôi đã nắm được chuôi của cô, tôi khuyên cô nên nghe lời tôi, ngoan ngoãn bàn giao dự án đi. Lương Ý Hành một hơi uống sạch rượu ngon trong ly, liếc nhìn Lý Khinh Hồng một cái, như thể nắm chắc phần thắng trong tay. Sự bất an trong lòng Lý Khinh Hồng càng thêm nồng đậm, chuôi gì? Lương Ý Hành ném một chiếc điện thoại di động cho Lý Khinh Hồng, tự mình xem đoạn video phía trên đi. Lý Khinh Hồng nghi hoặc nhấn nút phát, không lâu sau, trong phòng riêng truyền đến một trận âm thanh ướt át khiến người ta đỏ mặt tía tai. Lý Khinh Hồng chỉ liếc nhìn một cái, sắc mặt trở nên trắng như tuyết, toàn thân khẽ run lên, cắn chặt môi đến mức rách cả môi, máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ trong miệng. Vương Nhất cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức lấy điện thoại qua xem. Vừa nhìn, sắc mặt anh cũng có chút biến đổi. Đây là một đoạn video dài 3 phút. Địa điểm là ở trong một nhà kho tối tăm, một nam một nữ bị trói vào nhau. Người đàn ông quần áo rách dưới, toàn thân bê bết máu, giống như một con thú đang phát điên. Giọng nói người phụ nữ mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, muốn trốn chạy cũng trốn chạy không được, cuối cùng bèn nhắm mắt cam chịu, hai hàng nước mắt chảy ra. Toàn bộ đoạn phim kết thúc trong tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng của người phụ nữ, xem xong đoạn video này. Vương Nhất cũng giống như bị đả kích mạnh,
ngẩng đầu một cách cứng nhắc, nhìn Lý Khinh Hồng đang trên bờ vực suy sụp. Đúng vậy, người đàn ông trong video là Vương Nhất 5 năm trước, mà người phụ nữ chính là Lý Khinh Hồng đã bị trói lại. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, tay chộp lấy điện thoại, nhanh chóng xóa đoạn video đó. Nhìn Lý Khinh Hồng suy sụp, Lương Ý Hành cười nhạt, cô Lý, chắc hẳn cô rất quen thuộc với đoạn video này, nếu tôi tung đoạn video này ra, cô sẽ có kết quả thế nào nhỉ? Lời này vừa được nói ra, đồng tử của Lý Khinh Hồng lập tức co rút lại, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Trong mắt Vương Nhất cũng sớm đã tràn đầy sát khí, trầm giọng nói, đoạn video này, sao anh có được? Điều này anh đừng quan tâm. Lương Ý Hành chậm rãi nói, cô chỉ cần biết rằng tôi đang nắm giữ bí mật của hai người là được rồi, ngoan ngoãn làm theo lời tôi nói, nếu không, hậu quả tự gánh chịu. Lý Khinh Hồng nhanh chóng đến trước mặt Lương Ý Hành, trong mắt đầy những giọt nước mắt tủi nhục, nhưng lại dùng giọng nói gần như van nài mà cầu xin, đừng, đừng tung video ra ngoài. Vậy thì phải xem cách cư xử của cô rồi. Trong mắt Lương Ý Hành đầy vẻ cay độc, đột nhiên lớn tiếng, bây giờ, quỳ xuống cho tôi. Cục diện hiện tại nhất thời đã vượt quá dự liệu của Vương Nhất, khiến anh hết sức kinh hoàng, trong lòng đau khổ đến cực điểm. Chuyện xảy ra trong nhà kho ở bến đò Thiên An 5 năm trước là cơn ác mộng cả đời của Lý Khinh Hồng, không ngờ lúc đó vẫn còn có ống kính đang quay, điều này đã đánh cho Vương Nhất một đòn cảnh tỉnh. Anh không thể nghĩ ra được tại sao Lương Ý Hành lại có được video gốc và là ai đã lén lút quay lại tất cả những chuyện này. Tất cả mọi thứ đều như một tấm lưới lớn vô hình bao phủ lấy Vương Nhất. Khi Vương Nhất đang kinh hãi, Lý Khinh Hồng đã khuỵu gối, chậm rãi định quỳ xuống. Nhìn thấy Lý Khinh Hồng đang từ từ quỳ xuống, Lương Ý Hành, Thẩm Tử Kiện và những cậu ấm liên can đều nhếch khóe miệng cười khẩy. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên khuôn mặt bọn họ đông cứng lại. Vương Nhất nhẹ nhàng đá một cái vào ghế, chiếc ghế bay chuẩn đến sau lưng Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng khuỵu gối xuống nhưng mông lại ngồi lên trên ghế. Lúc này, bản thân cô ta cũng sững sờ, ngơ ngác cúi đầu nhìn cảnh tượng này. Sắc mặt Lương Ý Hành trầm xuống, trong mắt xẹt qua tia hung ác, nhìn Lý Khinh Hồng với vẻ giận dữ, bảo cô quỳ xuống cô lại dám ngồi xuống, chẳng lẽ không sợ tôi công khai video này ra ngoài sao? Lý Khinh Hồng quay đầu lại, nhìn Vương Nhất với đôi mắt đỏ hoe. Ánh mắt Vương Nhất trấn an cô ta, sau đó anh từ từ đứng dậy, sải bước về phía Lương Ý Hành. Cộp, cộp, cộp. Trong phòng riêng yên tĩnh vang lên tiếng bước chân nặng nề nhưng đầy tiết tấu của Vương Nhất. Vương Nhất liếc nhìn mọi người với vẻ mặt không biểu cảm, cuối cùng ánh mắt dán chặt vào Lương Ý Hành, trong mắt mang theo sát ý nồng đậm. Không cần biết Lương Ý Hành có được đoạn video này như thế nào, chỉ cần dùng đoạn video để đe dọa Lý Khinh Hồng và buộc cô ta phải phục tùng là đủ để chết hàng vạn lần rồi. Nhưng Lương Ý Hành hoàn toàn không sợ hãi, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên, cười khẩy mà nhìn Vương Nhất. Vương Nhất, tôi biết anh không phải người bình thường, ngay cả Kim Thành Vũ cũng bị tổn thất trong tay anh, nhưng, anh thực sự có thể mặc kệ không quan tâm đến cô Lý sao? Lời này vừa được nói ra, Thẩm Tử Kiện và những cậu ấm khác vốn đang cười trên nỗi đau của người khác, lập tức không cười nữa, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất mang đầy vẻ kinh hãi. Kim Thành Vũ, Lương Ý Hành, Thẩm Tử Kiện cùng với tên quái thai nhà họ Nhan kia được xưng là Tứ Thiếu Thiên An, thế nhưng gần đây lại không có tin tức gì về Kim Thành Vũ. Không ngờ anh ta lại bị tổn thất dưới tay của anh. Vương Nhất im lặng, chỉ nhìn chằm chằm Lương Ý Hành với đôi mắt sâu thẳm. Lương Ý Hành cười ha ha, tiếp tục nói, anh đừng quên, 5 năm trước là anh đã hành động thô bạo với cô Lý, người làm tổn thương cô ta là anh. Cho dù sau này anh có làm gì để bù đắp cũng không thể xóa bỏ sự thật này, nếu đã làm rồi tại sao không dám thừa nhận. Tôi chỉ là giúp hai người công khai một chút mà thôi. Lý Khinh Hồng ngồi trên ghế, cả người run lên. Ngoài cửa sổ sấm vang chớp giật, mưa to gió lớn, nhưng nơi càng lạnh hơn lại là trong lòng. Vương Nhất nhẹ vỗ về bờ vai đang lo lắng bất an của Lý Khinh Hồng, vừa vô cảm nhìn Lương Ý Hành, trong con ngươi đen lay láy lóe lên một tia sát ý nồng đậm, lạnh lùng nói, anh không phải nghĩ rằng chỉ dựa vào một video như vậy là có thể khiến chúng tôi phục tùng đấy chứ. Khi Lương Ý Hành phát video, anh cũng không ngờ rằng sự việc lại nghiêm trọng đến mức như vậy, thế nhưng, kinh hãi thì kinh hãi, sau khi lấy lại tinh thần, anh liền khôi phục được bình tĩnh. Nếu chút chuyện nhỏ này có thể khiến anh hoảng sợ thì đã quá coi thường long chủ của nước Hát rồi. Đây chính là điểm yếu của các người.
Lương Ý Hành cười khẩy, nói, các người hiện tại không có quyền để thương lượng điều kiện với tôi. Chỉ có thể quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin mới có một chút cơ hội. Trong mắt anh ta, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng chỉ là những con ếch bị luộc, việc luộc chín chỉ là vấn đề thời gian. Thẩm Tử Kiện và những cậu ấm khác phía sau anh ta cũng đều đầy vẻ chế nhạo. Lúc này, Lý Khinh Hồng cưỡng ép mình phải bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, ai đưa cho anh đoạn video này. Cô không tin 5 năm trước Lương Ý Hành đã quay phim tại hiện trường, chỉ có thể là người khác quay rồi sau đó chuyển cho anh ta. Lương Ý Hành cười nhạt một tiếng, ra lệnh, ai đưa cho tôi còn quan trọng sao? Bây giờ cô hãy nhanh chóng giao dự án xây dựng đô thị cho nhà họ Lương tôi. Anh ta đã đe dọa Lý Khinh Hồng bằng đoạn video dơ bẩn của 5 năm trước, Lý Khinh Hồng không còn cách nào khác, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Vương Nhất. Giờ phút này, cô gửi hết tất cả hy vọng vào Vương Nhất. Vương Nhất nhìn Lương Ý Hành với vẻ sâu xa, cho anh hai sự lựa chọn, lập tức xóa video gốc và nói cho tôi biết là ai đã đưa cho anh video này, nếu không thì chết. Giọng nói của anh mang đầy sát khí nồng nặc, lạnh đến thấu xương. Nhiệt độ trong phòng riêng cũng giảm xuống mấy độ. Trong mắt Lương Ý Hành, Thẩm Tử Kiện và những cậu ấm phía sau nhất thời có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái bình thường, nói đùa cợt, một tên phế vật bị đuổi khỏi nhà họ Lý như anh, chỉ có thể dựa hơi Lý Khinh Hồng mà sống, lấy tự tin đâu ra mà nói lời này. Thẩm Tử Kiện cũng nhìn Lý Khinh Hồng và nói, cô Lý, khuyên cô nên nghe lời chúng tôi đi, mấy người chúng tôi đại diện cho đỉnh cao quyền lực của Thiên An. Muốn khiến các cô trắng tay chẳng qua chỉ cần vài cuộc điện thoại mà thôi. Không một tên công tử bột nào ở đó xem Vương Nhất ra gì, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Mà ánh mắt của Vương Nhất cũng từng chút trở nên lạnh lùng, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Đúng vậy, nhóm công tử bột do Lương Ý Hành và Thẩm Tử Kiện dẫn đầu này đại diện cho đỉnh cao quyền lực của Thiên An, nhắc đến hào môn quyền thế là có hai nhà. Tuy nhiên, điều này vẫn không thể khiến Vương Nhất để tâm. Nhà họ Kim bị diệt vong như thế nào, nhà họ Lương và nhà họ Thẩm cũng sẽ nối gót theo sau như thế. Sắc mặt Lý Khinh Hồng tái mét, tức giận đến cực điểm. Mặc dù tập đoàn Lệ Tinh là doanh nghiệp hạng nhất của Thiên An nhưng dù sao vẫn đang phát triển, trong mắt một số tập đoàn khổng lồ vẫn chỉ là một đứa bé, nếu công ty của nhà họ Lương và nhà họ Thẩm mưu toan đối phó với tập đoàn Lệ Tinh, quả thực dễ như trở bàn tay. Bây giờ đã biết sợ rồi chứ? Thấy Vương Nhất và Lý Khinh Hồng không nói gì, nụ cười trên mặt Lương Ý Hành càng đậm hơn, anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, cô Lý, tôi và cô kết toán một chút, cô giao ra dự án xây dựng đô thị, tôi tự nhiên sẽ xóa video đi, cô còn có thể có được tình hữu nghị với nhà họ Lương, cớ sao mà không làm chứ? Nhưng nếu cô từ chối tôi, thứ chờ đợi cô chính là thân bại danh liệt, lưu lạc đầu đường. Ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể đưa ra sự lựa chọn. Cô Lý không phải không biết đấy chứ. Nhìn Lương Ý Hành tỏ vẻ nắm chắc phần thắng trong tay, Vương Nhất lắc lắc đầu, lập tức mất đi sự hứng thú thương lượng với anh ta, trực tiếp gọi điện thoại cho La Chí Viễn. Lương Ý Hành, Thẩm Tử Kiện và một đám thiếu gia cũng không ngăn cản, ngược lại còn cười mỉm nhìn Vương Nhất gọi điện thoại, bọn họ muốn biết một tên phế vật bị đuổi khỏi cửa có thể mời đến, nhân vật lớn, nào. Tuy nhiên, điện thoại còn chưa được kết nối. Phía ngoài phòng riêng truyền đến một hồi âm thanh lanh lảnh của giày cao gót gõ xuống nền nhà. Cạch cạch cạch, bước chân nhanh chóng nhưng trầm ổn có lực, không khó để đoán ra đây là một nữ cường nhân mạnh mẽ kiên cường. Rầm. Khoảnh khắc tiếp theo, cửa phòng riêng bị mở ra. Một phụ nữ cổ điển trong bộ sườn xám màu tím sải bước vào. Mái tóc dài buông xõa, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân phát ra khí chất mạnh mẽ, đảo mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng riêng. Khi người phụ nữ này bước vào, Lương Ý Hành, Thẩm Tử Kiện và một đám công tử bột đều biến đổi sắc mặt. Kim Thúy Như. Vương Nhất cũng hơi kinh ngạc nhìn Kim Thúy Như đột nhiên xuất hiện, sau đó cúp điện thoại. Các vị, dự án xây dựng đô thị của tập đoàn Lệ Tinh là thứ tôi nhìn chúng trước, hy vọng các vị nể mặt tôi một chút. Con mắt xinh đẹp của Kim Thúy Như liếc nhìn qua tất cả mọi người, giả vờ tươi cười mà nói, đừng đoạt thức ăn nơi miệng hổ. Những lời của Kim Thúy như ngắn gọn mà rõ ràng, nhưng tất cả những cậu ấm có mặt đều ớn lạnh vô cớ. Đặc biệt là Lương Ý Hành và Thẩm Tử Kiện càng cảm nhận được ý đe dọa nồng đậm trong lời nói. Kim Thúy như, cô ta bắt đầu hứng thú đến tập đoàn Lệ Tinh từ lúc nào vậy? Nói xong câu này, Kim Thúy như hất mái tóc dài, đi về Vương Nhất và Lý Khinh Hồng.
hai bắp đùi đẫy đà trắng bóc như ẩn như hiện sau đường xẻ tà cao cao của bộ sườn xám, khiến người ta miên man bất định. Đi theo phía sau là một người phụ nữ tóc ngắn có vẻ như là thư ký, mặc một bộ đồ công sở màu đen, trang điểm theo phong cách OL tiêu chuẩn, nhưng từ trên người cô ta, Vương Nhất lại cảm nhận được một luồng khí cực kỳ khủng bố, đoán rằng thực lực của cô ta không thua kém gì Lãnh Nhan. Về phần những cậu ấm hơi non yếu nương tựa vào thế lực kia lại bị choáng váng trước vẻ đẹp của Kim Thúy Như, ai nấy đều ngây người nhìn Kim Thúy Như với bộ đồ sườn xám. Tránh ra! Kim Thúy Như hơi nhướn mắt, lạnh lùng nói. Giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo vẻ uy nghiêm không thể cự tuyệt. Tên công tử bột kia vội vàng nhường đường, lần lượt một người, hai người, ba người. Kim Thúy Như thẳng bước tiến tới, không gặp trở ngại, những nơi đi qua, tất cả đám thiếu gia đều nhường đường, tránh người phụ nữ xinh đẹp như tránh mãnh thú. Cuối cùng, ngay cả Lương Ý Hành và Thẩm Tử Kiện cũng phải nhường đường cho Kim Thúy Như, đưa mắt nhìn theo phong thái chậm rãi bước đến trước mặt Vương Nhất của cô. Lại gặp nhau rồi. Trên khuôn mặt Kim Thúy Như hiện lên một ý cười hời hợt, nói với Vương Nhất. Vương Nhất gật gật đầu nhưng không nói gì. Lý Khinh Hồng ở bên cạnh, mà Kim Thúy Như lại có thân phận nhạy cảm, Vương Nhất cũng không tiện tiếp xúc quá nhiều với cô ta. Kim Thúy Như cũng không để tâm, lại nhìn về phía Lý Khinh Hồng, nụ cười không khỏi mang theo vẻ đùa cợt. Lúc tôi quen biết cô chưa từng nhếch nhác thảm hại như vậy, hôm nay thật sự là mở mang tầm mắt rồi. Lý Khinh Hồng cũng đã khôi phục lại trạng thái bình thường, vẻ mặt lạnh lùng và không nói gì. Cô ta đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Vương Nhất một cái, ý chất vấn hiện lên không chút che đậy. Vương Nhất sững sờ, sau đó lắc đầu cười khổ, Lý Khinh Hồng chắc chắn lại tưởng rằng Kim Thúy Như là do mình gọi đến. Lần này anh thực sự bị oan. Các vị thiếu gia, phòng bao riêng này chỉ có chút lớn như vậy, các anh không cảm thấy hơi chật chội sao? Kim Thúy Như tao nhã ngồi xuống, đột nhiên chậm rãi mở miệng, lời nói ra lại khiến sắc mặt của Lương Ý Hành, Thẩm Tử Kiện và các cậu ấm khác trở nên u ám. Đây là lệnh đuổi khách muốn đuổi họ đi đây mà. Thúy Như, một khoảng thời gian không gặp, cô lại bá đạo hơn không ít nhỉ. Sắc mặt của Lương Ý Hành u ám, kìm nén sự tức giận mà nói, giọng điệu lại không còn kiêu ngạo như trước nữa. Lý Khinh Hồng và Kim Thúy Như, hai viên ngọc sáng trong giới thương nhân Thiên An. Sở dĩ Lương Ý Hành có thể khiến Lý Khinh Hồng thỏa hiệp chính là vì anh ta có đoạn video cô bị vấy bẩn 5 năm trước, thế nhưng đối với Kim Thúy Như, anh ta lại không có cách nào. Ông nội của anh ta, Lương Nam Lĩnh từng nói một câu, sinh con trai nên giống Lương Ý Hành, nuôi con gái phải giống Kim Thúy Như. Ông ta đặt Lương Ý Hành và Kim Thúy Như ngang hàng như vậy để động viên khích lệ cháu mình, nhưng chỉ có Lương Ý Hành biết rằng anh ta không bằng Kim Thúy Như. Kim Thúy Như liếc xéo anh ta một cái, lạnh lùng nói, ngày đầu quen biết tôi sao? Lời này vừa nói ra, cả đám công tử bột đều u ám sắc mặt, cơ mặt Lương Ý Hành co giật dữ dội. Anh ta vốn muốn thắt chặt quan hệ với Kim Thúy Như, thế nhưng Kim Thúy Như lại hoàn toàn không nể mặt anh ta. Nếu đã như vậy, anh ta cũng sẽ không để cho Kim Thúy Như đẹp mặt. Thúy Như, cô muốn vì cái người suýt chút nữa trở thành chồng sắp cưới của cô mà đối đầu với tôi. Ánh mắt Kim Thúy Như lập tức trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Ý Hành. Nói đến đây, Lương Ý Hành cũng có đủ lý do để hận Vương Nhất, nhà họ Lương và nhà họ Kim vốn là mấy đời thân nhau, Lương Ý Hành và Kim Thúy Như cũng là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, gia chủ hai nhà cũng đồng ý để Lương Ý Hành kết hôn với Kim Thúy Như, thân lại càng thân. Tuy nhiên, 5 năm trước lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, Kim Thúy Như dần lộ rõ tham vọng của mình, Kim Tuân. Gia chủ của nhà họ Kim lúc đó lo lắng Kim Thúy Như gả vào nhà họ Lương rồi sẽ lợi dụng nhà họ Lương để thôn tính dần nhà họ Kim. Vì vậy ông ta liền nhanh chóng hủy bỏ hôn ước với nhà họ Lương, lựa chọn cho Kim Thúy Như một gia tộc nhỏ để gả vào đó. Gia tộc nhỏ này chính là nhà họ Lý, vị hôn phu của Kim Thúy Như cũng biến thành Vương Nhất. Mỹ nhân đến tay rồi lại phải dâng lên cho người khác, Lương Ý Hành luôn canh cánh trong lòng, nhưng Kim Thúy Như lại chẳng quan tâm đến điều đó. Thậm chí còn chế nhạo một tiếng, thật nực cười, tôi làm việc cho người khác từ lúc nào vậy? Từ đầu đến cuối, tôi đều vì lợi ích của riêng tôi. Sắc mặt Lương Ý Hành âm trầm như nước, nói, nhưng theo tôi được biết, cô và tập đoàn Lệ Tinh không có quan hệ làm ăn đúng không? Ai nói không có? Kim Thúy Như lập tức nhìn về phía Lý Khinh Hồng và nói, lúc trước, nhà họ Kim tôi tài trợ 280 tỷ cho tập đoàn Lệ Tinh.
có lẽ lúc đó Thành Phong đã thay tôi truyền đạt lại một câu, 280 tỷ này coi như là tiền đặt cọc để nhà họ Kim tôi và tập đoàn Lệ Tinh hợp tác, có chuyện này không? Lúc này Lý Khinh Hồng mới nhớ tới chuyện này, gật đầu, quả thực có chuyện như vậy. Kim Thúy Như lại nói, cách đây nửa tháng, tôi đã tổ chức một hội nghị thương mại tại nhà họ Kim, tập đoàn Lệ Tinh cũng đã tham gia, tôi có thể nói với các cô rằng tôi rất hài lòng với dự án của tập đoàn Lệ Tinh, chỉ là khoảng thời gian này khá bận, không có thời gian đích thân đến Lệ Tinh một chuyến. Vương Nhất khẽ híp mắt lại, trong khoảng thời gian này Kim Thúy Như thật sự rất bận, nhà họ Kim diệt vong, cô ta nhất định đang bận thu mua những tài sản khác của nhà họ Kim. Lý Khinh Hồng lại không nhận ân tình này, theo cô ta thấy, Kim Thúy Như không khác gì đám người Lương Ý Hành, bọn họ đều đến vì dự án xây dựng đô thị. Nhưng tôi nhớ rằng Phương Huệ hình như không lên sân khấu để cạnh tranh. Cô dựa vào đâu để nhận định rằng dự án của Lệ Tinh tôi là tốt nhất? Cô ta lạnh lùng chất vấn. Chuyện này còn cần phải nhận định sao? Kim Thúy Như cười cười, sau đó nhìn Vương Nhất đầy ẩn ý, nói, dự án xây dựng đô thị thuộc về Lệ Tinh cô, ai lại có thể so sánh được với dự án xây dựng đô thị trong tay cô chứ? Hội nghị thương mại chỉ là làm mầu, kể từ khi cô đầu tư vào 280 tỷ là đã nhận định rằng dự án xây dựng đô thị sẽ thuộc về Lệ Tinh, đúng không? Ánh mắt Lý Khinh Hồng trở nên lạnh lùng. Tôi không có khả năng biết trước tương lai, tổng cộng phân thành hai bước. Kim Thúy Như có vẻ rất hứng thú với việc tranh đấu với Lý Khinh Hồng, cô ta giơ hai ngón tay ra nói, bước đầu tiên là đầu tư 240 tỷ làm tiền đặt cọc, tôi nói rồi, tôi ném ra 240 tỷ. Lệ Tinh cô có được dự án tốt nào, Kim Thị đều sẽ là người tham dự, cô đã đồng ý. Lúc đó tôi không biết cô sẽ có được dự án xây dựng đô thị, cho đến khi tên đần độn Kim Thành Vũ kia đề cập đến chuyện này tôi mới biết có thứ gọi là dự án xây dựng đô thị này, vì vậy muốn đánh cược một lần, thế mà lại cược chúng. Kim Thúy Như híp mắt cười vui vẻ, hai chúng ta từ hồi đại học đã bắt đầu đấu nhau rồi, đấu lâu như vậy cũng chưa từng hợp tác qua, vì vậy, tôi muốn thử xem sao. Sắc mặt Lý Khinh Hồng u ám, không nói lời nào, Vương Nhất cũng quan sát kỹ Kim Thúy Như. Thật sự là cược một ván sao? Vương Nhất không tin. Trong này vẫn còn nhiều điều Kim Thúy Như chưa nói, chẳng hạn như nói với Kim Thành Vũ rằng tin tức Văn Thái Chính là chủ sở hữu của tòa nhà quốc tế là không đúng, gửi tặng 240 tỷ tiền phí tài trợ từ Kim Thị, Kim Thúy Như liền bắt đầu chơi một ván cờ lớn. Mọi người đều là quân cờ trong bàn cờ của cô ta. Bao gồm cả Vương Nhất Anh cũng vậy. Văn Thái và Kim Thành Vũ là bia đỡ đạn của cô ta, lúc có được thu hoạch, cô ta không tốn chút sức lực nào mà vẫn có được quyền khai phá dự án xây dựng đô thị. Trước đây, Vương Nhất chưa từng tận mắt chứng kiến Kim Thúy Như bày mưu tính kế, thả con săn sắt bắt con cá rô. Hiện tại, anh cuối cùng đã hiểu tại sao Kim Thúy Như lại được gọi là yêu nữ, rồi. Tên gọi yêu nữ, danh xứng với thực. Kim Thúy Như đã nói ra kế hoạch mà cô ta luôn giấu kín trong lòng, Lý Khinh Hồng cũng hiểu ra mình đã rơi vào bẫy của Kim Thúy Như. Có điều, cô ta cũng không tức giận lắm, với quy mô và lĩnh vực liên quan hiện tại của Lệ Tinh, không thể một mình làm nổi dự án xây dựng đô thị, nhất định phải tìm đối tác hợp tác. So với sự làm việc thận trọng, bày mưu tính kế, dựa vào năng lực khiến người khác tâm phục khẩu phục của Kim Thúy Như, việc làm tiểu nhân lấy video ra để uy hiếp cô của Lương Ý Hành mới càng khiến người khác kinh tởm hơn. Vương Nhất cũng tâm phục khẩu phục cô ta, cho dù anh đã thay ra đổi thịt cũng không thể không thừa nhận rằng, muốn đối phó với Kim Thúy Như, quả thực không phải là chuyện dễ. Mạnh như anh còn bị Kim Thúy Như coi như quân cờ mà không biết gì chứ đừng nói đến người khác. Giờ phút này, đôi mắt xinh đẹp của Kim Thúy Như lóe lên tia sáng, như có những vì sao khảm vào trong mắt cô ta. Lòng lành động lòng người. Từ trong mắt cô ta, Vương Nhất nhìn thấy sự chinh phục, nhìn thấy sự tham vọng. Nếu cô ta là con trai, thành tựu sẽ càng lớn hơn hiện tại. Giữa đường nhảy ra một cô Kim Thúy Như đã phá hỏng kế hoạch của Lương Ý Hành, sắc mặt anh ta lúc thì trở nên tái mét, lúc thì trở nên tím bầm, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Kim Thúy Như, đây chỉ là kế hoạch của cô mà thôi, chuyện gì cũng phải xếp theo thứ tự trước sau. Nụ cười trên mặt Kim Thúy Như biến mất. Cô ta lạnh lùng liếc nhìn Lương Ý Hành một cái, anh muốn đấu với tôi. Vẻ lạnh lùng trong đôi mắt khiến sắc mặt Lương Ý Hành hơi thay đổi, nhưng nghĩ đến anh ta không chỉ có một mình mà là cả bang hội Thiên An, trong lòng có chút bình tĩnh lại. Thúy Như, tôi không muốn trở thành kẻ thù của cô, nhưng cô cũng đừng quá nóng vội, nhà họ Kim đã diệt vong rồi,
một mình cô có mạnh đến đâu cũng địch không nổi một gia tộc. Không sai. Thẩm Tử Kiện cũng buông người phụ nữ trong vòng tay ra, trong mắt hiện lên chút lạnh lùng, cậu Lương đã hứa dự án xây dựng đô thị có một phần là của nhà họ Thẩm, cô Kim, nếu cô bằng lòng gia nhập với bọn tôi, mọi chuyện sẽ dễ thương lượng, nhưng nếu muốn dùng vũ lực cướp đoạt thì đừng trách bọn tôi không khách khí. Nhìn thấy hai vị thiếu gia Lương Ý Hành và Thẩm Tử Kiện của hai gia đình quyền thế lớn kiên định lập trường, những cậu ấm phía sau cũng nhao nhao bày tỏ thái độ. Không sai, cho dù cô đã từng huy hoàng, hiện tại cũng chẳng quả chỉ có một mình. Người đoạt thức ăn nơi miệng hổ không phải là bọn tôi mà là cô. Kim Thúy Như không hề tức giận, ngược lại còn rót cho mình một tách trà đen, từ từ uống, khuôn mặt mang theo nụ cười tán thưởng về lời châm chọc của bọn họ như thể đang xem một bộ phim hài hước. Vương Nhất cũng mang theo vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào, lúc này hai người lại vô cùng hiểu ngầm. Lý Khinh Hồng nhìn Kim Thúy Như với vẻ đầy ý thù địch, trong lòng lại rất khó chịu, cô ta có thể không quan tâm đến người phụ nữ khác nhưng không thể không quan tâm đến Kim Thúy Như, dù sao thì hai người họ cũng suýt chút nữa đã thành vợ chồng rồi. Sắc mặt Lương Ý Hành u ám, anh ta nhìn Kim Thúy Như, có gì đáng cười. Các anh... Không phải thật sự nghĩ rằng tôi thoát ly khỏi nhà họ Kim rồi nên sợ các anh đấy chứ? Kim Thúy Như nhìn mọi người với vẻ tràn đầy hứng thú, cuối cùng ánh mắt chậm rãi dừng lại trên người Vương Nhất, có lẽ căn bản không cần tôi động thủ, các anh sẽ hối hận. Cô nói anh ta, Lương Ý Hành khinh thường liếc nhìn Vương Nhất, cười khẩy, nói, anh ta còn không bảo vệ nổi mình, sao có thể khiến tôi hối hận được? Ánh mắt Kim Thúy Như chậm rãi rơi xuống chiếc điện thoại di động trong tay Lương Ý Hành. Đoạn video mà Lý Khinh Hồng xóa đi chỉ là một bản sao, video gốc vẫn nằm trong tay Lương Ý Hành. Ánh mắt cô ta đầu tiên là kinh hãi, cô ta cũng nhìn ra được video này chính là sự việc xảy ra trong đêm tân hôn của cô ta và Vương Nhất, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, loại thủ đoạn đê hèn này làm sao có thể khống chế được anh ta. Bây giờ công nghệ phát triển như vậy, việc làm giả một video quả thực quá đơn giản. Lương Ý Hành không chút sợ hãi. Nếu cô không tin có thể lấy về phân giải, xem người bên trong có phải là Lý Khinh Hồng và Vương Nhất hay không. Anh ta lại nhìn về phía Lý Khinh Hồng, uy hiếp, cô Lâm, rốt cuộc chọn ai, cô phải suy nghĩ kỹ càng, một số hậu quả không phải là thứ mà cô có thể gánh chịu được. Nhìn thấy Lương Ý Hành có chỗ dựa nên không sợ gì như vậy, Vương Nhất biết đoạn video đó là thật, 5 năm trước, khi anh và Lý Khinh Hồng bị bắt cóc, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Tuy nhiên, anh vẫn không hề sợ hãi, chậm rãi bước tới, đến trước mặt Lương Ý Hành và đưa ra tối hậu thư, tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng, nói ra ai đã đưa cho anh đoạn video này. Lương Ý Hành không hề sợ hãi mà còn nhìn Vương Nhất với vẻ khinh thường, nói cho anh biết thì có thể làm được gì. Anh có thể tìm anh ta và giết chết anh ta sao? Tôi có thể giết chết anh. Khi giọng nói lạnh lùng đến cực điểm này vừa dứt, Vương Nhất đột nhiên mở cửa sổ của tháp Thiên An ra. Đột nhiên, mưa như chút nước, sấp chớp đùng đùng, từng hạt mưa giống như hạt đậu theo gió tạt vào, bắn tung tóe lên người mọi người. Đám người Lương Ý Hành và Thẩm Tử Kiện đều kinh ngạc nhìn anh, không hiểu đang mưa to gió lớn lại mở cửa sổ ra làm gì. Người phụ nữ trông giống như thư ký phía sau Kim Thúy như đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ vượt xa cô ta, sắc mặt lập tức biến đổi lớn, bảo vệ lấy Kim Thúy như, tiểu thư, cẩn thận. Vẻ mặt của Lý Khinh Hồng hơi thay đổi, hét lên một tiếng, đứng bật dậy, Vương Nhất, anh muốn làm gì? Bù! Lý Khinh Hồng chưa kịp nói xong thì bóng hình của Vương Nhất đã biến mất tại chỗ. Anh hóa thành một dư ảnh, lướt qua khe hở giữa hai vị công tử bột như tia chớp, đột ngột xuất hiện trước mặt Lương Ý Hành với ánh mắt như tử thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta. Anh! Lương Ý Hành bị dọa cho giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất, đang định lùi lại nhanh chóng thì đột nhiên, một bàn tay to lớn bóp chặt cổ họng anh ta một cách thô bạo, nhấc bổng anh ta lên. Cảnh tượng này khiến trong lòng tất cả mọi người có mặt vô cùng chấn động, bọn họ ngẩn người nhìn Vương Nhất giống như sát thần. Trong mắt Kim Thúy như lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Vương Nhất với vẻ vừa hoảng loạn vừa sợ hãi. Tôi có hàng nghìn cách khiến anh sống không bằng chết, anh không thể không nói. Trong mắt Vương Nhất lóe ra tia sáng lạnh như băng, anh nhấc Lương Ý Hành đang đầy vẻ sợ hãi đi về phía cửa sổ đã mở. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân nặng nề của Vương Nhất như nhát búa nặng đập mạnh vào buồng tim mọi người. Thảm họa 5 năm trước lại bị ghi hình lại, điều này đã kích thích sát ý của Vương Nhất.
Anh không thể chịu đựng thêm được nữa, luồng khí tội lỗi cuồn cuộn đang sinh sôi lan tràn trong lòng anh. Vương Nhất, mau dừng lại. Lý Khinh Hồng dường như nhớ đến chuyện gì đó, hô lên. Tuy nhiên, đã quá muộn rồi. Vương Nhất nhấc Lương Ý Hành đang tái nhợt sắc mặt đến bên cửa sổ nơi gió lớn gào rít, trước ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, nhấc bổng anh ta ra phía ngoài tháp Thiên An. Đây là tầng cao nhất của tháp Thiên An, nếu anh không nói, tôi sẽ ném anh từ đây xuống. Giọng nói của anh lạnh thấu xương. Cùng lúc đó, bên ngoài trời mưa to gió lớn, một tia sét chói mắt rạch ngang trời. Ầm, tia sét cực kỳ sáng, lập tức thắp sáng toàn bộ thành phố Thiên An. Nó cũng phản chiếu lên trên người Vương Nhất, kéo chiếc bóng của anh dài ra. Lúc này, anh giống như sát thần. Không được. Hai mắt Lý Khinh Hồng đỏ bừng nhìn Vương Nhất giống như sát thần, vẻ mặt đều là sự đau đớn. Lương Ý Hành thật sự làm chuyện rất quá đáng với cô, nhưng mà, cái này cũng không thể làm lý do giết người. Cô là vợ của Vương Nhất, lúc này nhìn thấy Vương Nhất vì cô giết người, nội tâm của cô không có cảm động, chỉ có sự đau đớn. 5 năm trước, cô và Vương Nhất cùng nhau bị bắt đến kho hàng ở bến tàu Thiên An, lúc này, thuốc trong cơ thể Vương Nhất phát tác, bên cạnh chỉ có một người phụ nữ là Lý Khinh Hồng, vì vậy, cô cũng không thể tránh khỏi bị trà đạp. Đêm đó đối với cô mà nói, có thể nói như là địa ngục, cũng tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với thể xác và tinh thần của Lý Khinh Hồng. Nhất là sau khi biết cô còn vì vậy mà mang thai, cô còn từng có ý nghĩ muốn nhảy lầu tự sát. Nhưng mà, cô vẫn kiên trì sống tiếp, còn sinh đứa bé trong bụng ra, đó là cốt nhục của cô và Vương Nhất. Hiện tại cuộc sống không dễ dàng gì mới tốt lên được, cô thà rằng mình bị thương, cũng không muốn Vương Nhất vì cô mà biến thành một kẻ giết người. Giọng nói của cô giống như Đỗ Quyên khóc ra máu, thê lương tới cực điểm, làm cho người nghe thương tâm, nghe đến rơi lệ. Cơ thể của Vương Nhất cũng run lên kịch liệt, nhưng mà, anh cũng không quay đầu lại, sát khí trong lòng càng lớn hơn, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Ý Hành, hét lớn một tiếng. Nói, ai đưa video cho anh? Lương Ý Hành hai chân treo lơ lửng, cơ thể mất đi thăng bằng, khuôn mặt sợ hãi tột độ. Tháp Thiên An là kiến trúc có độ cao xếp thứ 3 thế giới, cao vút trong mây, dưới chân xe cộ đông đúc, nhà cao tầng nhỏ bé như con kiến, từ nơi này ngã xuống. Nhất định xương cốt cũng nát vụn. Chứ đừng nói, lúc này mưa gió gào thét, sấm sét vang dội, kiến trúc càng cao, càng dễ bị sét đánh, hiện tại mạng nhỏ của anh ta ngoài nằm trong tay Vương Nhất ra, còn phải lo lắng sẽ bị sét đánh. Tia chớp dày đặc, chắn ngang giữa không trung, khoảng cách giữa hai người, gần như vậy, thậm chí anh ta còn có thể nhìn thấy đường vân của tia chớp. Cứu với, cứu với. Cả người Lương Ý Hành đã bị mưa to xối ướt. Tóc ướt mà dính loạn vào nhau, ngay cả mắt cũng không mở ra được, lớn tiếng kêu cứu. Nhưng mà, tháp Thiên An thật sự quá cao, một người Lương Ý Hành treo ở phía trên, tựa như con kiến hôi, căn bản không ai nhìn thấy. Ánh mắt Vương Nhất càng lạnh hơn, trước khi Lương Ý Hành nói ra, anh sẽ không buông tay. Tôi đếm 3 tiếng, nếu như anh không nói, vậy thì nói tạm biệt với thế giới này đi. Giọng nói lạnh lùng của anh vừa dứt, thì bắt đầu đếm ngược. 3. Vương Nhất, anh biết mình đang làm cái gì không? Phía sau, truyền đến tiếng quát lớn vừa sợ vừa giận của Thẩm Tử Kiện, anh ta là cậu chủ nhà họ Lương, người trực tiếp thừa kế đời sau của nhà họ Lương, anh dám giết anh ta, nhà họ Lương sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Mặc dù đang quát lớn, nhưng trong lời nói của anh ta tràn ngập sự sợ hãi, càng giống như ngoài mạnh trong yếu. Vương Nhất ngừng đếm ngược, cả người lặng lặng đứng như tượng điêu khắc. Thẩm Tử Kiện cho rằng Vương Nhất biết sợ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, có chuyện gì từ từ nói, trước tiên anh bỏ ý định đó đi, bây giờ quay đầu lại, còn kịp. Thẩm Tử Kiện vừa dứt lời, lập tức nghe thấy Vương Nhất trầm thấp cười cười. Thân hình anh cao ngất, giống như có thể chống lại 5 tháng, vĩ đại chọc trời. Xin lỗi, xương cổ tôi không tốt, không thích quay đầu lại. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người lại trở nên tái nhợt. Thật vất vả mới buông lòng xuống, giờ một lần nữa treo cao lên. Toàn bộ xung quanh phòng ăn, đều quanh quẩn lời nói đầy sát ý của Vương Nhất. 5 năm, trong 5 năm này, vợ con tôi luôn bị người hãm hại, Vương Nhất tôi không hận trời, không hận đất, chỉ hận người khác lấy vợ con tôi ra uy hiếp tôi. Hôm nay, nếu anh ta không nói thật, toàn bộ nhà họ Lương đều sẽ chôn cùng anh ta. Cùng với những lời này, người phụ nữ ăn mặc như thư ký phía sau Kim Thúy như bỗng nhiên run rẩy.
ngay cả giọng nói, cũng mang theo sự run rẩy đi sâu vào trong người. Cô chủ, người này, nghìn vạn lần không nên chọc, anh ta là cường giả tuyệt thế. Có chút uy áp, chỉ có người ở trong tình thế mới có thể cảm nhận được, cô cảm thấy bản thân đã tính là cao thủ, nhưng giờ phút này ở trước sự nổi giận của Vương Nhất, cô vẫn nhỏ yếu như con kiến. Sắc mặt Kim Thúy Như cũng khẽ biến, nhìn về phía Vương Nhất, sắc mặt phức tạp thì thào tự nói, Vương Nhất, 5 năm này, rốt cuộc anh đã trải qua những gì? Cô ta tra qua thông tin của Vương Nhất, từ khi anh sinh ra đến bây giờ đều có thông tin, duy chỉ có thời gian 5 năm kia, là trống rỗng. Dù cho cô ta sử dụng bất kỳ quan hệ nào, cũng không tìm được, giống như trong 5 năm này, Vương Nhất bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Người như vậy, chỉ có hai kết quả, hoặc là ẩn cư núi rừng, ngăn cách với thế giới bên ngoài, hoặc là thân phận của anh cao đến khó có thể tưởng tượng được. Thời gian 2 giây trôi qua rất nhanh, khóe miệng Vương Nhất hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hết thời gian rồi, đi chết đi. Nói xong, lập tức buông lỏng cổ Lương Ý Hành ra. Thời gian giống như dừng lại ở một khắc, đồng tử Lương Ý Hành co rút lại, sắc mặt những người khác cũng biến đổi. Khoảnh khắc Vương Nhất buông tay, Lương Ý Hành cảm thấy thế giới trong nháy mắt vô cùng yên tĩnh, anh ta giống như rơi vào trong biển, thân thể nhanh chóng rơi xuống. Phục hồi tinh thần lại, anh ta liều lĩnh gào thét một tiếng, không. Anh ta còn chưa trở thành gia chủ của nhà họ Lương, anh ta còn chưa kết hôn, anh ta còn chưa hưởng thụ hết dược thế giới tốt đẹp lại đầy tội ác này. Anh ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm, không thể cứ như vậy chết đi. Bỗng nhiên, cơ thể anh ta như bị ai đó kéo mạnh lại, dừng lại một chút. Anh ta nhìn không được mở mắt, khoảnh khắc mở mắt, thiếu chút nữa bị dọa ngất đi. Xe cộ trên đầu nhỏ bé như bụi bặm, chỉ có ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ, đầu anh ta chạm đất, treo ngược dưới tháp Thiên An. Trong khoảnh khắc anh ta sắp ngã xuống, Vương Nhất một tay bắt được chân Lương Ý Hành, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta, cảm giác được sự chết chóc rồi chứ. Đồng Ý Hành khuôn mặt sợ hãi, không còn sức lực để nói chuyện. Lần tới, tôi sẽ không kéo anh lại nữa đâu. Câu nói tiếp theo của Vương Nhất, lại như tuyên án tử hình cho anh ta, khiến Lương Ý Hành sợ hãi cực độ. Sức lực giữ lại của Vương Nhất càng ngày càng giảm, Lương Ý Hành có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của anh ta đang không ngừng trượt xuống. Cuối cùng, anh ta sụp đổ, lớn tiếng nói, tôi nói, đừng để tôi rơi xuống. Vương Nhất một lần nữa nắm chặt mắt cá chân của anh ta, lạnh lùng nhìn anh ta. Bụng Lương Ý Hành không ngừng dùng sức, cuộn cơ thể lên trên, dùng hết khí lực lớn nhất nói, tôi cũng không biết anh ta là ai, chỉ biết là anh ta mang mặt nạ rơi, cho nên biệt danh của anh ta cũng là con rơi. Tuy rằng tiếng nói của Lương Ý Hành rất lớn, nhưng tiếng mưa gió bên ngoài càng lớn, cho nên chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy. Nhưng mà, trong mắt Vương Nhất vẫn hiện diện sự lạnh lùng, bởi vì thông tin này này, có cũng như không. Lương Ý Hành đột nhiên giống to tiếng, tôi không có lừa anh. Anh ta thật sự được gọi là con rơi, tôi thật sự chỉ biết nhiêu đó thôi. Vương Nhất nhìn ra anh ta cũng không nói dối, lập tức chau mày, người đàn ông mang mặt nạ rơi, làm sao để tìm ra anh ta. Trong đầu không có bất kỳ đầu mối nào, Vương Nhất dứt khoát không nghĩ nữa, ánh mắt một lần nữa trở nên lạnh lẽo, cho dù anh nói là thật, anh dùng video uy hiếp vợ tôi, còn bắt cô ấy quỳ xuống, đây cũng là thật, anh vẫn phải chết. Nghe vậy. Ánh mắt Lương Ý Hành một lần nữa trở nên hoảng sợ, không. Tôi đã nói hết những gì tôi biết cho anh rồi, anh không thể giết tôi. Nhưng mà, Vương Nhất vẫn không có động tĩnh gì, lệ khí trong lòng, thôi thúc anh giết chết Lương Ý Hành. Đang lúc anh muốn buông tay, bỗng nhiên, một cái ôm ấm áp đến từ phía sau. Cùng lúc đó, còn có tiếng nỉ non tuyệt vọng của Lý Khinh Hồng. Dừng tay đi, coi như là vì em và Tử Lam, không nên giết người. Giọng nói của Lý Khinh Hồng giống như một dòng suối mát, trong nháy mắt phá tan lệ khí điên cuồng sinh sôi trong nội tâm Vương Nhất. Cơ thể anh khựng lại, chung quy cũng không có ý định ném Lương Ý Hành xuống, nhưng là cũng không có đem hắn kéo lên, để cho anh ta không chết không sống treo như thằn lằn vậy. Bên ngoài mưa gió càng ngày càng lớn hơn, tiếng sấm gào thét, giống như muốn hủy diệt thế giới đầy tội ác này, nhưng nội tâm Vương Nhất lại vô cùng yên tĩnh, không nhúc nhích, cứ để cho Lý Khinh Hồng ôm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh cảm nhận được bả vai của Lý Khinh Hồng đang khẽ rung động. Cô cố gắng nhịn tiếng khóc đi, nhưng vẫn bị Vương Nhất nhận ra. Anh nhìn tia chớp không ngừng lóe ra, giọng nói trầm thấp,
cũng có chút bất đắc dĩ, anh đã hứa, sẽ không để em khóc nữa, sao em lại khóc nữa rồi? Lý Khinh Hồng nín khóc mỉm cười, nhưng hai mắt vẫn đỏ như trước, ôm Vương Nhất ôm chặt hơn, em không muốn anh giết người, mặc kệ người khác đối xử với chúng ta như thế nào, chúng ta cũng không thể làm như vậy, anh có Tử Lam, còn có em, chúng em 5 năm qua không có anh, bây giờ không muốn lại mất đi anh nữa. Vương Nhất không nói gì, nặng nề nhắm mắt lại. Lúc Vương Nhất trầm mặc, toàn bộ phòng ăn cũng một khoảng không yên tĩnh, Kim Thúy Như, Thẩm Tử Kiện, tất cả các cậu chủ của các nhà khác đều tâm tình phức tạp, hoặc sợ hãi nhìn anh. Sau đó, tất cả mọi người phát hiện, sát ý lạnh như băng trong phòng, giống như thủy triều, rút lui từng chút một. Khi Vương Nhất mở mắt lần nữa, trên người anh không còn sát khí nữa, trên mặt còn mang theo một nụ cười nhu hòa, được, anh đồng ý với em, không giết người. Trong lúc nói chuyện, cổ tay vừa dùng sức, Lương Ý Hành nửa sống nửa chết bị treo ở bên ngoài đã được Vương Nhất ném trở vào. Chỉ là, anh ta mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hai mắt dại ra, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có. Vương Nhất ngay cả nhìn cũng không nhìn anh ta một cái, chậm rãi xoay người lại, nhu hòa nhìn Lý Khinh Hồng, anh chỉ là không muốn người khác làm tổn thương em. Em cũng vậy. Lý Khinh Hồng đỏ mắt nói, kỳ thật, nếu như thời gian quay ngược trở lại 5 năm trước, em vẫn sẽ không chùn bước cứu anh. Cả người Vương Nhất chấn động, trên mặt lại hiện lên vẻ áy náy. Đây chính là Lý Khinh Hồng, từ đầu đến cuối, cô luôn là một người lương thiện. Hừ, Kim Thúy Như ở một bên nhìn Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đang ôm nhau, trên khuôn mặt cổ điển cũng hiện lên vẻ không vui, nặng nề hừ một tiếng, mắt lạnh nhìn về phía Thẩm Tử Kiện và những cậu chủ kia, mấy cậu còn không mang anh ta đi. Thẩm Tử Kiện lúc này mới chợt giật mình phản ứng lại, sắc mặt âm ngoan nói một câu, chuyện này chưa xong đâu. Sau đó nhanh chóng đỡ Lương Ý Hành sợ tới mức đi không được đứng lên, rời khỏi phòng ăn. Những anh chàng công tử khác thấy thế, cũng trong nháy mắt giống như mất đi người cầm đầu, vội vàng chạy trốn. Tâm tình Kim Thúy Như lúc này mới thoáng tốt lên một chút, nhưng vẫn là vẻ mặt tối tăm. Thư ký phía sau tò mò nhìn Vương Nhất một cái, trong mắt kinh ngạc, xem ra, cô chủ rất quan tâm người đàn ông này. Theo Lương Ý Hành, Thẩm Tử Kiện cùng một đám người công tử kia rời đi. Cảm xúc của Lý Khinh Hồng cũng ổn định lại. Vừa nghĩ tới trước mắt bao người, mình lại chủ động ôm Vương Nhất, còn nói lời động tình như thế, hai má Lý Khinh Hồng lập tức ửng đỏ, phản xạ có điều kiện, đẩy Vương Nhất ra. Vương Nhất cũng không thèm để ý, chuyện 5 năm trước giống như ác mộng hành hạ Lý Khinh Hồng, nhưng mà, quan hệ của hai người cũng bởi vậy tiến thêm một bước. Nhưng trong trường hợp này, có một bóng đèn siêu lớn, nên cũng không mấy tuyệt vời nữa rồi. Vì vậy Vương Nhất nhìn về phía Kim Thúy Như, nói, cô Kim, chẳng lẽ cô không cảm thấy, bây giờ cô đang rất sáng sao? Kim Thúy Như lạnh mặt, hai tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng, Vương Nhất, anh thật đúng là vô tình, tôi tốt bụng giúp anh lại còn chê tôi làm bóng đèn. Vẻ mặt Vương Nhất cũng xấu hổ, chỉ có thể trầm giọng nói một câu, xin lỗi. Nhưng Kim Thúy Như vẫn không có ý đi, ngược lại chủ động đi tới trước mặt Vương Nhất, liếc Lý Khinh Hồng một cái. Nói, video này, cô định giải quyết như thế nào? Video gốc trong tay Lương Ý Hành, hình như là thật. Nhắc tới cái này, ánh mắt Vương Nhất cũng trở nên thâm thúy, xem ra phải tự mình đi tới nhà họ Lương một chuyến. Mục đích của nhà họ Lương chẳng qua đơn giản chỉ là hạng mục xây dựng thành phố, nhưng hạng mục xây dựng thành phố không thể giao cho bọn họ được. Lúc này Lý Khinh Hồng cũng khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói, cho dù video trong tay anh ta là thật. Cũng chỉ là một cái video mà thôi, không ảnh hưởng đến chuyện lớn. Cô Kim, rất cảm ơn cô đã ra tay hỗ trợ. Dừng một chút, cô lại nhìn về phía Kim Thúy Như, thản nhiên nói, cô ra mặt, đơn giản cũng là vì hạng mục xây dựng thành phố, Lý Khinh Hồng tôi không phải là người vong ân phụ nghĩa, đồng ý với cô, nhất định sẽ làm được, hạng mục xây dựng thành phố, tôi sẽ hợp tác với cô. Kim Thúy Như nhíu mày. Cô thật sự cho rằng tôi vì hạng mục xây dựng thành phố mới đặc biệt chạy tới đây sao? Chẳng lẽ không phải sao? Mặt Lý Khinh Hồng trầm xuống, giọng nói cũng đầy uy nghiêm. Vương Nhất đứng ở giữa hai cô gái bỗng nhiên sửng sốt, anh kinh ngạc phát hiện, không khí trong phòng dần dần trở nên khẩn trương, còn trở nên có chút kỳ lạ. Hai cô gái rằng co không dứt, cuối cùng, Kim Thúy Như thu hồi ánh mắt, không giấu vết quét Vương Nhất một cái, anh theo tôi ra ngoài. Tôi có lời muốn nói với anh. Lý Khinh Hồng nhất thời không vui,
cảnh giác nhìn chằm chằm Kim Thúy Như, có cái gì mà không thể ở đây nói. Kim Thúy Như cũng không giải thích gì, chỉ nhìn Vương Nhất nói, chuyện tình báo này liên quan đến người đứng sau màn quay đoạn video này, anh không nghe, thì đừng có mà hối hận. Vương Nhất trầm mặc trong chốc lát, vẫn đi theo ra ngoài, xin lỗi, Khinh Hồng. Chẳng biết tại sao, sau khi chuyện này xảy ra, anh luôn có cảm giác bất an như mưa gió sắp tới, một chút tin tức cũng không thể bỏ qua. Kim Thúy Như và Vương Nhất đi tới bên ngoài phòng ăn, thấy bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng nói, đối thoại vừa rồi, mặc dù tôi không nghe thấy, nhưng hẳn là không khác tình báo trong tay tôi là mấy, giao video cho Lương Ý Hành, hẳn là một người đàn ông tên, Con Rơi. Ánh mắt Vương Nhất ngưng lại, cô biết được cái gì rồi? Con Rơi, hai chữ này, anh có thể tin tưởng không có người thứ ba nghe được, lại từ miệng Kim Thúy Như nói ra, nói rõ trên tay cô ta cũng nắm giữ một chút tin tức. Vẻ mặt Kim Thúy Như ngưng trọng, từ tối hôm đó anh nhắc tới chuyện bắt cóc với tôi đã bắt đầu bắt tay vào điều tra, là tôi làm, tôi sẽ không phủ nhận, nhưng không phải tôi làm, có người muốn giá họa lên đầu tôi cũng sẽ không làm oan thị kính. Sau đó, đúng thật là tôi đã phát hiện ra cái gì? Dừng một chút, Kim Thúy Như chậm rãi nói, 5 năm trước, từng có một tổ chức đen thần bí ở lại Thiên An gọi là Võng Lược, Con Rơi kia chính là người của Võng Lược. Võng Lược. Khi Kim Thúy Như nhắc tới hai chữ này, cả người Vương Nhất chấn động, khí lạnh trong đáy mắt càng nhiều hơn. Đây không phải là tổ chức thần bí mà anh vẫn luôn tìm kiếm sao? Mưa vẫn to như cũ, không ngừng rơi, bầu trời giống như bị phá một lỗ hổng lớn, nước mưa không ngừng rơi xuống. Dưới sự nâng đỡ của Thẩm Tử Kiện và một đám công tử kia, Lương Ý Hành đi lên một chiếc SUV màu đen. Vương Nhất, tôi nhất định phải khiến anh ta chết đi. Vừa ngồi vào trong xe, cả người anh ta lập tức run rẩy, cả khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm, nắm tay càng nắm chặt, giống như cạn kiệt sức lực mà đè nén nội tâm sợ hãi cùng với sự phẫn nộ. Thẩm Tử Kiện sắc mặt cũng âm trầm nói, chuyện này không thể cứ như vậy mà xong, nếu bọn họ không sợ, vậy cho bọn họ thấy được cái đáng sợ hơn đi. Anh ta ở bên cạnh Lương Ý Hành ghé vào lỗ tai nói cái gì đó, vẻ mặt Lương Ý Hành cũng là chợt trở nên thâm hiểm hơn. Sau khi chia tay với Kim Thúy Như, Vương Nhất một lần nữa trở lại phòng ăn. Lúc này, nhân viên phục vụ đã mang thức ăn tinh xảo lên, còn tặng một chai rượu vang hảo hạng. Phòng ăn cách âm vô cùng tốt, chuyện xảy ra bên trong phòng ăn, căn bản không có ai biết. Vương Nhất nhìn món ngon trên bàn, cười nói, ăn đi, đồ ăn ở đây cũng được lắm. Lý Khinh Hồng lại không thèm ăn chút nào, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, cô ấy nói gì với anh? Vương Nhất rơi vào trầm mặc, trong lòng cân nhắc một chút, vẫn quyết định không cho Lý Khinh Hồng biết. Sau lưng chuyện này còn có rất nhiều chuyện kỳ quái, Kim Thúy Như nói với anh một số vấn đề chi tiết. Vẻ mặt Vương Nhất hòa hoãn nói. Lý Khinh Hồng không nói gì, chỉ nhìn mưa gió ngoài cửa sổ, xoa xoa huyệt thái dương có chút đau nhức, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhìn gương mặt xinh đẹp gần kề bên mình, nội tâm Vương Nhất cũng áy náy, nhưng nhiều hơn, cũng là sự kiên quyết. Khinh Hồng, em yên tâm đi, chuyện này, anh sẽ tra ra manh mối. Anh nhìn Lý Khinh Hồng, giống như thề, trầm giọng nói. Thấy Vương Nhất trịnh trọng như thế, Lý Khinh Hồng cũng không phiền não nữa, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trước mặt cô, cũng có thêm một miếng bít tết đã cắt xong. Nào, há miệng, Vương Nhất cầm miếng bít tết nói với Lý Khinh Hồng. Anh làm cái gì vậy? Vẻ mặt Lý Khinh Hồng kỳ lạ nhìn Vương Nhất, nghi ngờ nói. Đút em ăn mà, Vương Nhất đương nhiên nói. Em tự ăn được, thần sắc Lý Khinh Hồng mất tự nhiên, nói. Anh biết, há miệng nào, Vương Nhất rõ ràng gật đầu, nhưng vẫn giống như nghe không hiểu, đưa bít tết về phía trước. Không còn cách nào khác, Lý Khinh Hồng đành phải kiên trì ăn miếng bít tết này, thậm chí dưới sự ép buộc của Vương Nhất ăn cả đĩa bít tết. Ăn cơm tối xong, mưa to vẫn không ngớt, ngược lại có dấu hiệu càng lúc càng lớn hơn. Vương Nhất che ô cho Lý Khinh Hồng, nhìn bầu trời đêm đen kịt, cảm thán một tiếng, mưa to quá. Lái xe, Lý Khinh Hồng cũng không để ý lắm, lời ít mà ý nhiều nói. Để tôi lái, Vương Nhất nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lý Khinh Hồng nói. Tửu lượng của Lý Khinh Hồng không tốt lắm, mới uống một chai rượu đỏ, đã có chút choáng váng đầu óc. Lý Khinh Hồng gật đầu, vừa lấy chìa khóa từ trong túi ra, tay lại dừng lại, sau đó lắc đầu, không được.
Cái gì không được? Vương Nhất ngẩn người. Chỉ thấy cô nghiêm túc nhìn Vương Nhất, nói, anh cũng uống rượu rồi. Một xíu này có là gì đâu. Không được, uống rồi là uống rồi, chúng ta gọi tài xế đi. Một lúc sau, có một người đàn ông đội nón lưỡi chai, chiều cao 1m7 đi tới trước mặt hai người, là hai người gọi tài xế riêng phải không? Rõ ràng là mùa hè, nhưng người đàn ông này lại mặc áo khoác thật dày. Vương Nhất chú ý người đàn ông này nhiều hơn, đưa chìa khóa xe cho anh ta, đi Tử Viên. Nói xong, nhanh chóng ngồi vào hàng ghế sau cùng với Lý Khinh Hồng. Người đàn ông mặc áo khoác cũng không nói lời nào, trực tiếp khởi động xe, chạy vào trong màn mưa. So với những tài xế hay nói chuyện khác, người đàn ông này rất trầm mặc, từ lúc bắt đầu lái xe, không nói một câu. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đương nhiên sẽ không chủ động nói chuyện, bên trong xe tối đen tĩnh mịch, không có một chút âm thanh nào. Chỉ có những hạt mưa dày đặc đập vào kính chắn gió, phát ra âm thanh xào lộc bộp như tiếng đậu rơi. Mưa to đã lớn đến mức khó có thể nhìn thấy vật, mặc dù mở cần gạt nước lớn nhất, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy vật mà thôi. Xe chạy vào một con đường núi ít người lui tới, ánh mắt Vương Nhất hơi nheo lại, nếu như tôi nhớ không lầm, nơi này không phải đường đi qua Tử Viên. Vậy sao? Vậy chắc tôi nhớ nhầm rồi. Người đàn ông làm bộ dáng hiểu ra, vội vàng quay đầu. Đột nhiên, trước mặt chiếu tới hai ánh đèn xe cực kỳ chói mắt, trong nháy mắt che khuất tầm mắt của mọi người. Két! Người đàn ông đánh tay lái, thân xe kịch liệt lay động, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, nhất thời phản xạ có điều kiện đụng về phía trước. Có chuyện gì vậy? Lý Khinh Hồng mở mắt, nhìn về phía trước. Cẩn thận! Vương Nhất khuôn mặt biến sắc, hét lớn một tiếng. Đèn xe chói mắt càng ngày càng gần, trong mưa to đột nhiên lao ra một chiếc xe tải lớn chứa đầy hàng hóa, giống như thú lớn phát điên, điên cuồng nghiền ép về phía bọn họ. Tia chớp ngang trời, chiếu bầu trời đêm đen nghịt sáng như tuyết, cũng chiếu sáng mọi thứ trước mắt. Vương Nhất cũng thấy rõ người lái xe trong chiếc xe tải kia, anh ta cũng mặc áo khoác thật dày, nhìn kiểu dáng, cùng một kiểu với người lái xe. Vương Nhất như là hiểu được cái gì, ánh mắt rùng mình, nhìn về phía tài xế đang lái xe. Kính chiếu hậu xe, phản chiếu ra khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông mặc áo khoác, ánh mắt anh ta dữ tợn nhìn Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, khóe miệng gợi lên một nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, anh ta buông hai tay lái ra. Vì vậy, ở tốc độ cao, xe trong nháy mắt mất đi thăng bằng. Két két, tay lái điên cuồng chuyển động, thân xe cũng điên cuồng chuyển động, người trong xe, mặc dù thắt dây an toàn, cũng cảm giác trời đất quay cuồng. Vương Nhất còn chưa kịp nói chuyện, chợt phát hiện, người đàn ông lái xe đột nhiên biến mất. Nhất thời, không gian trong xe u ám nhỏ hẹp nguy hiểm tứ phía. Vương Nhất phản xạ có điều kiện nhìn về phía trước, chỉ thấy người đàn ông biến mất giống như thằn lằn xấu xí, cả người dán ở trên nóc xe, không nhúc nhích. Anh ta hướng về phía Vương Nhất cười lạnh lẽo, cầm dao găm trong tay, mạnh mẽ đâm tới cổ Lý Khinh Hồng. Mày dám! Hai mắt Vương Nhất phát lạnh, trong mắt xẹt qua sát ý khiếp người. Nhưng anh cũng không có phản kích, mà ôm chặt lấy Lý Khinh Hồng, dùng thân thể máu thịt của mình bảo vệ Lý Khinh Hồng. Không được! Lý Khinh Hồng bị Vương Nhất đè nặng ở trên người, cảm giác mềm muội đập vào mặt mãnh liệt, nhưng cô vẫn thấy rõ người đàn ông áo khoác muốn giết cô, nhất thời đau đớn hét lên một tiếng. Phập! Ngay sau đó, chiếc dao đâm mạnh vào sau lưng Vương Nhất. Lập tức máu tươi văng khắp nơi, quần áo Vương Nhất trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Vương Nhất! Lý Khinh Hồng nước mắt tràn mi, lấy tay sờ một cái, tay đầy máu. Tên sát thủ lùn cũng sửng sốt một chút, mục tiêu của anh ta là Lý Khinh Hồng, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, lại đâm Vương Nhất bị thương. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt anh ta càng thêm dữ tợn. Vương Nhất bị thương, như vậy kết quả lại càng tốt. Sát thủ không tiếp tục truy đuổi. Bởi vì anh ta nghe được tiếng còi xe vang dội, khoảng cách giữa hai chiếc xe càng ngày càng gần, sắp đụng vào nhau. Anh ta phải nhanh chóng lui về phía sau, nhảy xuống xe chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, cánh tay của anh ta lại bị kéo mạnh một cái, rắc một tiếng, trực tiếp bị kéo chật khớp. Dưới cơn đau nhức, sát thủ theo bản năng quay đầu lại. Nhìn thấy, lại là một đôi mắt đen nhánh, che kín đầy sát ý. Vương Nhất hung hăng rút dao găm trên người ra. Vẻ mặt đầy sát khí nhìn anh ta, giống như tử thần chăm chú nhìn. Dưới ánh mắt đầy sát ý của Vương Nhất, đồng tử sát thủ cũng đột nhiên co lại,
sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sao mày, mày lại không có bị gì? Người bình thường bị anh đâm một cái, nhất định là trọng thương sắp chết, sao anh ngoại trừ chảy chút máu, một chút chuyện cũng không có. Mày nên chết đi. Giọng Vương Nhất lạnh như băng, không nói nhảm quá nhiều, đánh mạnh tới một quyền. Trong lòng anh tính sơ sơ một chút, khoảng cách thời gian hai xe đụng nhau, khoảng còn 3 giây. 3 giây đối với người bình thường mà nói chỉ là thoáng qua, nhưng đối với anh mà nói, 3 giây, cũng đủ để anh làm rất nhiều chuyện. Chỉ nghe một tiếng giống như sấm rền vang lên, Vương Nhất một quyền mạnh mẽ, thân thể sát thủ kia lập tức như diều đứt dây thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Rắc, kính chắn gió bị đập vỡ, tên sát thủ kia bị ném ra ngoài. Ầm ầm. Lúc này, bóng đen khổng lồ ùn ùn kéo đến, chiếc xe tải kia sắp đâm vào. Xì xì. Tên sát thủ kia bị bánh xe to lớn của xe tải nghiền đi qua, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu ra tiếng, rất nhanh không còn tiếng động. Lý Khinh Hồng kinh hồn chưa định nhìn một màn này, từ nhỏ cô cũng đã trải qua không ít chuyện bắt cóc, nhưng chưa từng có lần nào nguy hiểm như lần này. Nhắm mắt lại đi. Đột nhiên, bên tai truyền đến giọng nói âm trầm của Vương Nhất. Lý Khinh Hồng ngẩng đầu lên nhìn, Vương Nhất mặt như đao gọt, vô cùng nghiêm túc, nhất là đôi mắt, lại càng rực rỡ, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Sống chết trong nháy mắt, Lý Khinh Hồng cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nhắm mắt lại, giao tính mạng vào trong tay Vương Nhất. Vương Nhất ôm lấy Lý Khinh Hồng, sau đó một vòng lăn xuống, lúc lăn xuống mở cửa xe, ôm Lý Khinh Hồng lăn xuống. Trong nháy mắt hai người bọn họ bỏ xe chạy trốn, xe tải cũng đụng mạnh vào xe con. Lúc này, chiếc xe chia 5 xẻ 7, thành một đống đồng nát sắt vụn. Mà xe tải lớn còn chưa thỏa mãn, lại liên tục đụng 3 cái mới bỏ qua. Bình xăng nổ tung, cả chiếc xe cũng nhảy lên, nổ tung giữa không trung, ánh lửa ngút trời. Nhưng những ánh lửa này chỉ tồn tại một giây, lại bị mưa to dập tắt, từng trận khói đen dâng lên, cảnh hoang tàn khắp nơi. Những điều này Lý Khinh Hồng đều không phát hiện ra, cô chỉ cảm thấy một lồng ngực rộng lớn mạnh mẽ, dán sát vào gò má của cô, cho dù bên ngoài mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, cô cũng không cảm thấy nguy hiểm chút nào. Giống như cái ôm của Vương Nhất là bến đỗ ấm áp nhất, che chở cô chu toàn. Cứ như vậy lăn vài vòng, giọng Vương Nhất mới từ từ truyền đến, được rồi, có thể mở mắt rồi. Lý Khinh Hồng mở mắt ra, nhìn thấy Vương Nhất đè ở trên người cô. Hai tay anh chống ở hai bên, thật cẩn thận khống chế thân thể của mình, tận lực không đè đau Lý Khinh Hồng. Từ góc độ này, Lý Khinh Hồng vừa vặn có thể nhìn thấy miệng vết thương Vương Nhất còn đang chảy máu, nhất thời, nước mắt lại trào ra, anh cố lên, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Ánh mắt Vương Nhất ôn hòa nhìn Lý Khinh Hồng, nhẹ xoa nói, em đừng lo lắng, chút chuyện nhỏ này, không có gì đáng ngại. Đây đâu phải vết thương nhỏ, anh chảy nhiều máu như vậy. Lý Khinh Hồng bất chấp mưa to gió lớn, vội vàng đi tới bên người Vương Nhất, đỏ mắt nói. Đối với chuyện này, Vương Nhất chỉ có thể cười khổ. Loại thương thế này, đối với người bình thường mà nói có lẽ là vết thương chí mạng, thế nhưng đối với anh mà nói, ngay cả vết thương nhỏ cũng không đến. Trận chiến U Hằng, Vương Nhất một người chiến đấu với 9 đại chí tôn trên thế giới, vết thương trên người, có cái nào mà không thảm thiết. Vương Nhất đang muốn tiếp tục nói cái gì? Bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, trở nên sắc bén, làm thủ thế chớ có lên tiếng, suỵt. Lý Khinh Hồng cũng cả kinh, không nói gì. Bộp bộp bộp. Một loạt tiếng bước chân, cách đó không xa truyền tới. Tài xế xe tải nhảy xuống xe, đến xem xét tình hình. Mưa to rơi trên mặt, trên người, trên tóc anh ta, nhưng dường như anh ta không cảm nhận được, ánh mắt vẫn bình thản như trước. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đây là quy tắc xử sự của bọn họ. Theo tiếng bước chân tới gần, ánh mắt Vương Nhất càng ngày càng sâu hơn, tim Lý Khinh Hồng cũng đập rất nhanh. Cuối cùng, khi khoảng cách giữa hai bên không tới một thước, Vương Nhất đánh bạo, cánh tay thò ra. Tên sát thủ thứ hai phản ứng đã đủ nhanh, nhưng vẫn bị Vương Nhất bắt được cổ họng, giơ lên cao. Nói, là ai phái các người tới đây? Giọng nói Vương Nhất lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta. Lúc nói chuyện, bàn tay của anh đã không ngừng dùng sức. Bởi vì anh đã hiểu rõ thân phận của đối phương, là sát thủ chuyên nghiệp với nghề nghiệp là chuyên giết người, đến tột cùng là ai, có năng lực lớn như vậy, có thể mời sát thủ chuyên nghiệp đến giết bọn họ.
Tên sát thủ kia sắc mặt đỏ lên, hai chân rời khỏi mặt đất, giống như con ếch sắp bị nấu chín đạp loạn chung quanh. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Vương Nhất mang theo hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn, là sự dữ tợn và điên cuồng. Dưới ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú của Vương Nhất, miệng sát thủ bỗng nhiên mấp máy một chút. Rất nhỏ, nhưng vẫn bị Vương Nhất nhận ra. Lập tức, sắc mặt anh biến đổi, tên sát thủ này, muốn cắn lưỡi tự sát. Tay kia của Vương Nhất vươn về phía miệng anh ta, muốn ngăn cản anh ta cắn lưỡi tự sát. Nhưng tiếc thay, vẫn muộn mất rồi. Tên sát thủ kia ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Vương Nhất, trong mắt lóe ra ý điên cuồng nồng đậm. Trong miệng, máu tươi đỏ sẫm chảy xuống, đồng tử của hắn cũng sẽ không nhúc nhích nữa rồi. Chết rồi. Vương Nhất thở dài trong lòng, đây là người sống duy nhất, lại cắn lưỡi tự sát. Nhưng mà, anh không có cảm thấy nửa điểm thoải mái, nội tâm ngược lại vô cùng lo lắng. Những sát thủ này thà rằng cắn lưỡi tự sát, cũng không muốn lộ ra dấu vết để lại, nói rõ lai lịch của người chủ phía sau thuê bọn họ thật sự rất lớn. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, nên bắt đầu từ đâu? Vương Nhất ngược lại có thể vận dụng nhân lực và quyền lực của mình, nhưng thế giới lớn như vậy, nếu muốn điều tra rõ chân tướng, cũng như mò kim đáy bể, đâu nói dễ vậy được. Nhưng mà, đang lúc Vương Nhất định xử lý thi thể này, bên tai lại truyền đến tiếng tích tích rất nhỏ. Tiếng gì vậy? Không chỉ có Vương Nhất mà Lý Khinh Hồng cũng nghe thấy tiếng này. Tích tích tích, âm thanh càng ngày càng vang, cũng càng lúc càng nhanh, như là âm thanh đếm ngược nào đó, đến từ trong đầu tên sát thủ kia. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Vương Nhất đột nhiên biến lớn, như củ khoai lang phỏng tay, ném thi thể sát thủ xuống. Đồng thời, một tay đẩy ngã Lý Khinh Hồng. Cẩn thận! Trong lúc tiếng nói vang lên, thi thể sát thủ còn đang ở giữa không trung, bỗng nhiên nổ tung. Vụ nổ bắt đầu từ đầu của sát thủ, đầu tiên là đầu bị nổ nát bấy, ngay sau đó là thân thể, bị nổ đến liên tiếp vỡ vụn. Còn có xương máu nhàn nhạt tràn ngập, mười hình nấm nhỏ từ từ bay lên, sóng gợn sinh ra từ vụ nổ mạnh thổi bay tóc Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Ánh mắt hai người đều rung động nhìn một màn trước mắt này, sâu trong đôi mắt Vương Nhất, lại xẹt qua một tia sắc bén. Bom chip. Trong đầu của tên sát thủ có cấy một quả bom chip. Đây là một loại bom khoa học kỹ thuật đen lấy cái chết của chủ ký sinh làm điều kiện phát động, chỉ có kỹ thuật nano tiên tiến nhất mới có thể lấy ra, căn bản đều dùng để cùng chết chung với đối phương, không nghĩ tới Vương Nhất trở lại đô thị, còn có thể gặp phải. Rốt cuộc là ai? Sắc mặt Vương Nhất âm trầm, thì thào tự nói. Trong đầu anh hiện ra rất nhiều khuôn mặt, có Lương Ý Hành, Thẩm Tử Kiện, thậm chí, Kim Thúy Như. Reng reng reng. Ngay lúc này, tiếng điện thoại vang lên. Vương Nhất cầm lên nhìn, là Lý Tuyết Nhi gọi tới. Vừa nghe máy, liền truyền đến tiếng khóc nức nở tuyệt vọng của Lý Tuyết Nhi. Anh rể, xin lỗi, Tiểu Lam biến mất rồi. Ở bên đầu dây, Lý Tuyết Nhi khóc đến ruột gan như đứt từng đoạn, sự tự trách hiện lên rõ ràng. Nhưng mà, sau đó nói cái gì thì Vương Nhất đã không còn nghe rõ nữa rồi. Bởi vì sau khi nghe thấy Lý Tuyết Nhi nói ra bốn chữ Tử Lam biến mất, đồng tử của Vương Nhất sớm đã co rút lại, hơn nữa còn mất đi tiêu cự. Mưa to áp thành, sấm sét vang dội, Vương Nhất cầm điện thoại, giống như biến thành một bức tượng điêu khắc, không nhúc nhích. Lý Khinh Hồng cũng cảm nhận được có điều không ổn, gấp gáp hỏi, xảy ra chuyện gì rồi sao? Vương Nhất không đáp lại lời nào, rơi vào trầm mặc rất lâu. Trong lúc Vương Nhất trầm mặc, không khí bốn phía đặc biệt ngưng động lại, một cỗ sát ý ngập trời giống như gió lốc, ầm ầm bạo phát. Gió càng lúc càng lớn, mưa càng lúc càng lạnh, khiến cho trời đất, yên tĩnh như chết. Nghe được, chỉ có tiếng khóc đau đớn đầy sự tự trách. Xin lỗi, em xin lỗi. Đều là lỗi của em, nếu không phải tại em, Tử Lam cũng sẽ không biến mất. Anh rể, anh mắng em, đánh em cũng được, nhưng nhất định phải tìm được Tử Lam trở về. Vương Nhất cũng không mở loa ngoài, nhưng Lý Khinh Hồng vẫn nghe thấy được, nhất thời, cô cũng ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt tiếp theo, cô cầm lấy điện thoại của Vương Nhất, miễn cưỡng cười nói, em đừng có nói đùa, đùa kiểu này không vui chút nào. Lời còn chưa nói hết, thì đã bị tiếng khóc lớn của Lý Tuyết Nhi cắt ngang, chị, em không có nói đùa, Tử Lam thật sự biến mất rồi. Lúc này, Lý Khinh Hồng như bị trúng đòn chí mạng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khinh Hồng. Sắc mặt Vương Nhất biến sắc, vội vàng ôm lấy Lý Khinh Hồng không chịu nổi đả kích,
Khinh Hồng, em không sao chứ? May thay Lý Khinh Hồng rất nhanh đã tỉnh lại, vừa nhìn thấy Vương Nhất, hai mắt cô lập tức đỏ hồng, Tử Lam biến mất rồi, Tử Lam biến mất rồi. Anh biết rồi. Vương Nhất nhanh chóng nhẹ nhàng an ủi, Tử Lam sẽ không sao đâu, em đừng quá lo lắng. Nói xong, lại âm trầm hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì, vì sao Tử Lam lại biến mất? Có lẽ bởi vì quá mức phẫn nộ, giọng nói của Vương Nhất vô cùng lạnh lẽo. Lúc này Lý Tuyết Nhi cũng không ngừng tự trách, vừa khóc vừa nói. Vốn lúc đầu em với Tử Lam đang chơi rất vui vẻ, đột nhiên trời mưa to, một luồng sấm sét đánh vào một cột điện, khiến cho khủng hoảng, em với Tử Lam bị dòng người tách ra, lúc em phục hồi tinh thần lại, thì đã không thấy Tử Lam đâu. Tại sao không lập tức báo cho tôi biết? Nghe đến đó, Vương Nhất trực tiếp trợn mắt như muốn nứt, cắt đứt lời Lý Tuyết Nhi, giận dữ nói lớn. Đây là lần đầu tiên anh tức giận với Lý Tuyết Nhi, bởi vì hiện tại anh không thể kiềm chế được nữa rồi. Chuyện xảy ra tối hôm nay, mỗi một chuyện càng lúc càng chạm đến điểm giới hạn của Vương Nhất, bất luận là Lương Ý Hành lấy video 5 năm trước uy hiếp Lý Khinh Hồng, hay là bị sát thủ chuyên nghiệp ám sát, đều khiến cho Vương Nhất bộc phát sát khí. Những chuyện đó anh có thể nhịn, nhưng mà, ngay khi Lý Tuyết Nhi nói cho anh nghe chuyện Tử Lam biến mất, thì anh không thể nhịn được nữa rồi. Lý Tuyết Nhi cũng bị dọa sợ, nhưng vẫn run giọng nói, em nghĩ Tử Lam ở gần đây, cho nên không có quấy rầy anh với chị hẹn hò, thế nhưng em đã tìm một vòng, cũng không có tung tích của Tử Lam. Bây giờ cô đang ở đâu, tôi đến tìm cô. Sau khi nổi giận, Vương Nhất lập tức khôi phục bình tĩnh, lạnh giọng nói. Công viên Thiên An. Lý Tuyết Nhi nói vị trí của cô, Vương Nhất lập tức gọi điện thoại cho Lãnh Nhan, bảo cô ta tới đây một chuyến. Chuyện xảy ra đêm nay, đã khiến cho Lý Khinh Hồng kiệt sức, nhất là chuyện Vương Tử Lam mất tích, trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập lạc đà, sắc mặt Lý Khinh Hồng tái nhợt, tâm lực tiêu tụy, nếu như không nhờ Vương Nhất đỡ, chỉ sợ ngay cả sức lực đứng thẳng cô cũng không có. Có khi nào là người của gia tộc em không? Giọng cô run rẩy nói, với thực lực của Vương tộc Yên Đô, chắc chắn có năng lực làm được hết mọi thứ, bọn họ căn bản không dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của Tử Lam. Bọn họ không dám đâu. Trong mắt Vương Nhất hiện lên sát ý nồng đậm, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Nghe vậy, Lý Khinh Hồng rơi vào trầm mặc thật lâu. Thật lâu sau, mới hai mắt đỏ hồng nhìn Vương Nhất, khàn khàn nói, Tử Lam sẽ không sao đâu, đúng không? Sẽ không sao đâu, anh dùng tính mạng của anh bảo đảm với em. Vẻ mặt Vương Nhất vô cùng nghiêm túc, sát ý trong lòng, lại lan tràn khắp nơi. Anh mặc kệ đối phương là ai, nhà có gia thế Thiên An cũng được, Vương tộc Yên Đô cũng vậy, nếu như con gái của anh thật sự xảy ra chuyện gì, anh sẽ khiến cho bọn họ cũng phải chôn theo. Không lâu sau, một chiếc Rolls-Royce màu đen từ từ chạy tới, Lãnh Nhan một thân áo da màu đen đi xuống xe, nhìn thấy hiện trường tai nạn đầy hung hãn, khiến cô ta nhanh chóng kinh hãi. Nhất là nhìn thấy vạt áo Vương Nhất bị máu nhuộm đỏ, đồng tử co rụt lại, bước nhanh đi tới, ngay cả thở mạnh cũng không dám, quỳ một gối xuống đất, trầm giọng nói, thuộc hạ tới chậm, xin ẩn chủ thứ tội. Vương Nhất khoát khoát tay, chỉ là một chút xây sát nhỏ, không có việc gì, mau chóng đi tới công viên Thiên An. Nói xong, không một lời nào ngồi vào hàng ghế sau. Tâm lý Lãnh Nhan càng thêm run rẩy, bởi vì cô ta biết. Thiếu chủ đang đè nén lửa giận trong lòng nói chuyện với cô ta, lập tức, càng không dám làm trái. Lý Khinh Hồng kinh ngạc nhìn Lãnh Nhan, nhất là hình ảnh Lãnh Nhan quỳ một gối xuống, cầu mong Vương Nhất tha thứ, làm cô rung động mạnh. Nhưng mà, cô cũng không hỏi nhiều, cũng theo đi lên xe. Rất nhanh, đã đến cửa của công viên Thiên An. Lúc này, cửa công viên đã ngập nước khắp nơi, mưa to vẫn tí tách rơi xuống. Lãnh Nhan muốn che ô cho Vương Nhất. Nhưng lại bị anh từ chối, hơn nữa chỉ Lý Khinh Hồng ở bên cạnh. Lãnh Nhan hiểu ý, đi tới phía sau Lý Khinh Hồng, che ô cho cô. Mà Vương Nhất lại tự mình đi vào trong màn mưa, mưa to làm ướt tóc của anh, nhưng duy nhất không thay đổi, là thân thể cao ngất của anh. Lúc này, công viên Thiên An đã không còn bao nhiêu người, cho nên Vương Nhất rất nhanh đã tìm thấy Lý Tuyết Nhi. Anh rể, xin lỗi. Lý Tuyết Nhi ôm đầu gối ngồi dưới mái hiên tránh mưa. Nhìn thấy Vương Nhất, lập tức đỏ mắt đứng lên. Vương Nhất lắc đầu một cái, không trách cứ cô ta nữa, đừng nói nữa, đi theo tôi. Nói xong, anh đi nhanh về phía phòng theo dõi của khu vui chơi, Lãnh Nhan, Lý Khinh Hồng,
Lý Tuyết Nhi ba người theo sát phía sau. Nhân viên công tác trong phòng theo dõi đều chuẩn bị tan tầm, đột nhiên phát hiện một nam ba nữ hùng hổ đi tới, nhất là người đàn ông kia, ánh mắt càng âm trầm đến cực điểm, sợ tới mức trực tiếp đứng lên. Mấy người là ai, mấy người không được đi vào đây. Cút ra. Vương Nhất đẩy ra, ánh mắt lạnh như băng quét anh ta một cái, con gái của tôi bị người khác bắt đi, đây là trách nhiệm của công viên trò chơi, nếu như con gái của tôi xảy ra chuyện, tất cả mọi người, tất cả đều phải chịu trách nhiệm pháp luật. Lời này vừa nói ra, nhân viên công tác phòng theo dõi cũng không dám ngăn cản nữa, bị khí thế của Vương Nhất dọa đến thở mạnh cũng không dám. Lãnh Nhan phía sau càng chấn động toàn thân, nghe thấy tin tức khó tin của Vương Nhất. Chẳng lẽ thiếu chủ tức giận không thôi, thì ra là do Tử Lam biến mất. Trong đầu hiện lên hình ảnh ngây thơ đáng yêu của Vương Tử Lam, khuôn mặt tươi cười như thiên sứ, ánh mắt Lãnh Nhan cũng đỏ như máu. Cô ta thầm hạ quyết tâm, thề chết tìm được con gái của thiếu chủ. Vương Nhất đứng ở trước nhiều màn hình màu lam, mỗi một màn hình đều lấy tốc độ gấp 12 lần phát hình ảnh theo dõi cả ngày hôm nay. Mỗi một chỗ, mỗi một góc, Vương Nhất đều thu hết vào đáy mắt, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có. Bỗng dưng, anh trầm giọng nói, tạm dừng. Nhân viên công tác vội vàng dừng hình ảnh lại, ánh mắt Vương Nhất đang gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ trên màn hình. Một bóng người cực kỳ mơ hồ, không thấy rõ khuôn mặt, thừa dịp hỗn loạn, ôm lấy Vương Tử Lam, rồi lập tức biến mất. Là anh ta. Sát ý trong mắt Vương Nhất trải rộng. Lúc trước lúc gọi video với Lý Tuyết Nhi, Vương Nhất từng thấy cách đó không xa có một người đàn ông, đang như có như không nhìn chăm chú vào cô ta và Vương Tử Lam, khi đó Vương Nhất còn tưởng rằng là ảo giác, không nghĩ tới thật sự là anh ta, ôm Vương Tử Lam đi. Ra khỏi phòng theo dõi, Vương Nhất không nói thêm một câu, chỉ im lặng trầm mặc. Xin thiếu chủ ra lệnh. Lãnh Nhan hơi khom người, trong giọng nói lộ vẻ lo lắng. Hai mắt Vương Nhất âm thầm nhắm lại sâu, anh khó có thể không sâu chuỗi lại những việc xảy ra tối nay có liên quan đến nhau. Từ thời gian mà xem, anh và Lý Khinh Hồng bị sát thủ chuyên nghiệp ám sát, cùng với chuyện Vương Tử Lam bị người bí ẩn ôm đi, là cùng một thời gian phát sinh. Hiện tại thời gian từ lúc Vương Tử Lam mất tích, đã qua khoảng một giờ, trong vòng một giờ này, bất kỳ chuyện ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Vương Nhất chậm rãi mở mắt, không nói nhảm, chỉ nhẹ giọng nói một câu bình tĩnh, lại ẩn chứa sát ý vô tận. Lấy mệnh lệnh của ẩn chủ tôi, lập tức điều động 100.000 người. Bất luận là kẻ nào, hay chiếc xe nào, đều không được ra vào thành phố Thiên An. Trong vòng 5 phút đồng hồ, tôi muốn thành phố Thiên An biến thành một thành phố cô lập ngay cả ruồi bọ cũng không bay ra được. Giọng nói hờ hững, cùng với sát khí ngập trời rơi xuống, cơ thể Lãnh Nhan chấn động, đồng tử co rút lại, không thể tin được nhìn Vương Nhất. Điều động 100.000 đại quân, đây không phải là động tĩnh nhỏ. Nhưng, vừa nghĩ đến Tử Lam bị bế đi, ánh mắt của Lãnh Nhan cũng trở nên lạnh lùng. Tử Lam chỉ là một cô bé 5 tuổi, đáng yêu, ngây thơ, tốt bụng, bây giờ lại có người muốn ra tay với cô bé, ngay cả cô ta cũng cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Khó có thể bỏ qua, chứ đừng nói đến ba của Tử Lam là thiếu chủ. Nghĩ đến thiếu chủ ở biên cương đổ máu, bị thương để bảo vệ quê hương, quốc gia, bảo vệ Niết Bàn Đông Phương trên núi U Hằng, một mình đơn độc chiến đấu với cửu đại chí tôn trên thế giới, vợ và con gái của mình lại liên tiếp bị ức hiếp, làm hại, đúng là lời oán báo ơn. Bọn họ, không xứng làm người. Ánh mắt Lãnh Nhan lạnh lùng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, lập tức nhận lệnh, vâng, thiếu chủ. Mà Lý Khinh Hồng, Lý Tuyết Nhi đã chấn động đến mức không thể chấn động hơn, không nói nên lời, đôi mắt xinh đẹp nhìn Vương Nhất giống như đang nhìn ma quỷ. Bọn họ biết Vương Nhất từng đi lính, nhưng không ngờ, địa vị lại cao đến mức này. Cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, Vương Nhất cũng trở nên dịu dàng, không phải hai người tò mò rốt cuộc anh là người như thế nào sao? Hôm nay, anh sẽ nói hết cho mọi người. Chỉ sau 5 phút, cả thành phố Thiên An không có một chút tiếng động nào. Im ắng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp, lúc này, đã không còn tiếng sấm nữa, mưa cũng nhỏ hơn, biến thành mưa phùn. Tất cả các con phố đều không một bóng người, những ngôi nhà cao tầng vốn đang sáng đèn, cũng lần lượt tắt đèn. Nhưng sự yên ắng này không kéo dài quá lâu, đã bị tiếng bước chân nặng nề phá vỡ. Lý Khinh Hồng và Lý Tuyết Nhi nhìn chằm chằm về phía trước, đột nhiên trợn tròn mắt, vẻ mặt thay đổi, cả hai đều che miệng lại. Sợ mình sẽ kinh hãi mà hét thành tiếng.
Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Chỉ thấy phía cuối màn đêm xuất hiện những bóng người dày đặc. Bọn họ mặc đồng phục màu xanh lá cây, chân đi ủng quân đội dày và nặng, tay cầm súng, tạo thành một đội quân hình vuông khổng lồ, giống như dòng nước lũ sắt thép đựa tạo thành từ thiên quân vạn mã, đi về phía này. Cổ họng Lý Khinh Hồng và Lý Tuyết Nhi giống như bị thứ gì đó chặn lại, không nói được gì, cho dù khoảng cách rất xa, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được một luồng hơi thở sát phạt mạnh mẽ. Nhưng, ánh mắt của Vương Nhất và Lãnh Nhan vẫn bình thường, yên lặng nhìn quân đột bất khả chiến bại này. Cuối cùng, đã đi đến trước mặt bọn họ. Đây chính là đội quân mà nửa tháng trước Vương Nhất điều động đến, lúc đó, chỉ là vì ngăn cản Yên Đô Vương tộc ở Yên Kinh, không ngờ trong nửa tháng gió yên sóng lặng, không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc đang định giải tán, thì lại xảy ra chuyện con gái của ẩn chủ bị bắt cóc. Bọn họ đang đứng ở trước mặt Vương Nhất, cho dù đứng ở đó, nhưng vẫn mang đến cho người khác cảm giác áp bức mạnh mẽ. Lúc này, đám người tản ra, 10 người đàn ông cao lớn, uy nghiêm đi ra. Ai cũng sừng sững giống như núi cao thời cổ xưa, chỉ riêng dáng người đã mang theo sự áp bức, uy hiếp mạnh mẽ. Bọn họ ra khỏi hàng, lần lượt đi đến trước mặt Vương Nhất, đột nhiên quỳ gối xuống đất, một tay che ngực, hành lễ nói. Thuộc hạ Toái Thiên Binh Vương, tham kiến ẩn chủ. Thuộc hạ Đạp Thiên Binh Vương, tham kiến ẩn chủ. Thuộc hạ Thí Thiên Binh Vương, tham kiến ẩn chủ. 10 binh vương mạnh mẽ, đều quỳ trước mặt Vương Nhất, giọng nói vang thấu trời cao, tạo ra tiếng vọng, rất lâu vẫn chưa hết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Khinh Hồng và Lý Tuyết Nhi đã chấn động đến mức không nói được gì, dường như cũng bị lây nhiễm, nhiệt huyết trong người dâng trào. Những người này đều là binh vương mạnh mẽ, thiện chiến dũng mãnh, trong một vạn người cũng không có lấy một người, nhưng lại quỳ một chân trước mặt Vương Nhất. Thậm chí, trong 10 người này, Lý Khinh Hồng còn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Thủ lĩnh quân khu Thiên An, Tiêu Thiết. Anh ta cũng cung kính hành lễ với Vương Nhất, ánh mắt giống như đang nhìn thần linh. Trận thế như này, mà Lãnh Nhan mặt vẫn không biến sắc. Ở cửa ải Bắc vọng cách xa ngàn dặm, thiếu chủ là ẩn chủ của nước Hát, dưới trướng có hàng trăm hàng ngàn binh vương như thế này, đây chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Những binh vương khác, bình thường đều ở những thành phố khác, trong một khoảng thời gian ngắn không thể đến kịp. Vương Nhất gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua tất cả những người ở phía sau, lúc này giọng nói trầm thấp mới từ từ phát ra. Vương Nhất tôi cả đời theo quân đội, vì quốc gia mà anh dũng hy sinh, không tiếc xương máu, giết hàng nghìn hàng vạn kẻ địch, những cường giả chí tôn chết trong tay tôi không dưới 100 người, được phong là ẩn chủ của nước Hát. Hôm nay, vợ tôi suýt nữa bị ám sát, con gái tôi bị bắt cóc, người đắc tội với tôi, bây giờ sẽ như thế nào? Oàng! 10 vị binh vương lần lượt đứng lên, phát ra tiếng hét kinh trời. Giết không tha! Giết không tha! Giết không tha! Tất cả đội quân hùng mạnh cũng lần lượt nạp đạn, hét giết chấn động trời đất. Lý Khinh Hồng cuối cùng cũng hoàn hồn lại, không thể tin được nhìn Vương Nhất, những người này đều là thuộc hạ của anh. Vương Nhất gật đầu, sau đó ánh mắt dịu dàng nói, đã thấy được thực lực thật sự của anh rồi, em không cần lo lắng nữa, yên tâm về nhà cùng với Tuyết Nhi đi, anh sẽ đưa Tử Lam trở về. Lý Khinh Hồng nhìn anh một cái thật sâu, không nói thêm gì nữa, chỉ nói một câu, tất cả phải cẩn thận. Cô không phải là người không hiểu chuyện, biết rõ mình và Tuyết Nhi ở đây chỉ trở thành gánh nặng. Sau khi Lý Khinh Hồng và Lý Tuyết Nhi rời đi, ánh mắt của Vương Nhất cũng trở nên đằng đằng sát khí. Tiếp theo, tất cả mọi người đều đi kiểm tra cho tôi, không được bỏ qua một góc nào. Vâng. Vừa dứt lời, 10 đại binh vương, mỗi người dẫn theo một vạn binh lính, bắt đầu tìm kiếm. Vương Nhất và Lãnh Nhan vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, mặc dù Thiên An lớn. Nhưng 10 vạn binh lính này của anh cũng không phải là ăn chay, một khi có dấu chân ngựa, là có thể tìm ra được manh mối. Cuối cùng, không lâu sau, Vương Nhất đã nhận được báo cáo của Tiêu Thiết. Ẩn chủ, đã tìm được người rồi. Ánh mắt Vương Nhất lập tức ngưng tụ lại, ở đâu? Người kia là ai? Tạm thời vẫn chưa biết rõ thân phận, nhưng có thể chắc chắn, thân thủ và tính cảnh giác của hắn ta đều rất cao, đã phát hiện ra chúng tôi. Bây giờ đang lái xe chạy trốn về núi Hổ Quy, biển số xe là. Vẻ mặt Vương Nhất lập tức tràn đầy sát khí, đã phát hiện ra, thì không cần giấu giếm nữa, đuổi theo cho tôi, nhất định phải đảm bảo được sự an toàn cho con gái của tôi. Vâng. Tiêu Thiết trả lời một tiếng, tắt máy bộ đàm.
Vương Nhất nhìn Lãnh Nhan, chúng ta cũng phải động thủ, đi đến núi Hổ Quy. Núi Hổ Quy ở ngoại thành thành phố Thiên An, thuộc khu vực phong cảnh cấp A của quốc gia, cách chỗ ở hiện tại của Vương Nhất, biệt thự Sơn Thủy khá gần. Thế núi cao, hiểm trở, dốc thẳng đứng, nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, trong số đó có một vách núi dựng đứng trên đỉnh núi có hình dạng giống như con hổ quay trở về, nên rất nổi tiếng. Có người còn nghe nói, trong núi thật sự có hổ, vì vậy mà núi Hổ Quy còn bị phong tỏa, không cho khách vào. Đến khi Vương Nhất, Lãnh Nhan lái xe vào con đường núi của núi Hổ Quy, đại quân đã chia thành 10 đường, tiến vào từ các hướng, phong tỏa cả núi Hổ Quy. Ẩn chủ, cả núi Hổ Quy đều đã bị chiếm đóng, đừng nói là con người, chỉ là một con động vật cũng khó có mà thoát ra được. Được, đi vào trong núi để lục soát. Vương Nhất hạ lệnh, nếu như cần thiết thì hãy nổ súng bắn chết. Vâng. Tắt máy bộ đàm, vẻ mặt của Vương Nhất cũng trở nên nặng nề. Tính mạng của hung thủ anh không hề để tâm, anh chỉ lo lắng đến sự an nguy của Tử Lam. Thiếu chủ, Tử Lam sẽ không sao đâu. Lãnh Nhan vừa lái xe, vừa nói một cách nghiêm túc, cho dù tôi có liều cả tính mạng của mình cũng phải cứu được Tử Lam. Cảm ơn. Vẻ mặt Vương Nhất dịu đi một chút, nặn ra một nụ cười. Đột nhiên, máy bộ đàm truyền đến giọng nói của Tiêu Thiết. Thiếu chủ, chúng tôi đã bao vây hắn ta rồi. Hung thủ đã bị ép đến mép vách núi cao và dốc. Rất tốt. Trong mắt Vương Nhất lóe lên tia lạnh lùng, u ám, trước tiên không cần nổ súng, tôi sắp đến rồi, tôi muốn hắn ta chết mà không có chỗ chôn. Nhưng, lần này Tiêu Thiết không tắt máy bộ đàm, và trầm giọng nói, thiếu chủ, hung thủ muốn ôm Tử Lam cùng nhảy xuống vực. Cái gì? Nghe thấy lời nói của Tiêu Thiết, đồng tử của Vương Nhất lập tức co rút lại. Lãnh Nhan cũng nghe thấy lời nói của Tiêu Thiết. Vẻ mặt lo lắng, thiếu chủ, hay là đừng kích động hung thủ, tính mạng của Tử Lam quan trọng hơn. Vương Nhất gật đầu, dặn dò Tiêu Thiết không được ép hung thủ, tất cả phải đặt sự an nguy của Tử Lam lên đầu tiên. Nói xong, vẻ mặt Vương Nhất u ám đến mức có thể vắt ra được nước, không thể ngờ đến, hung thủ lại mất lý trí như vậy, ngay cả một đứa bé 5 tuổi cũng ra tay được. Cùng lúc này, trên đỉnh núi cao và dốc của núi Hổ Quy. Một người đàn ông đeo mặt nạ người rơi hung dữ, một tay ôm chặt lấy Vương Tử Lam, một tay cầm súng lục dí vào đầu Vương Tử Lam, lạnh lùng nhìn Tiêu Thiết và thuộc hạ của ông ta. Hai người đều đứng bên rìa của vách núi, chỉ cần lùi về sau một bước sẽ rơi xuống vách núi, thịt nát xương tan. Mà hình như Vương Tử Lam bị cho uống thuốc mê, khuôn mặt ngủ rất yên bình, không hề cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Cũng may là Vương Tử Lam đã hôn mê. Nếu không để cô bé nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như thế này, nhất định sẽ bị dọa sợ mà khóc thét lên. Tiêu Thiết dẫn theo một đội quân nhỏ, bao vây tất cả đường lui của người đàn ông người rơi, bởi vì đối phương có súng, nên tiểu đội của Tiêu Thiết không dám sơ suất, ai cũng mặc áo chống đạn dày cộp, tay còn cầm súng, chĩa vào đầu người đàn ông người rơi. Chậc, chậc, vì để bắt được tôi, lại điều động nhiều người như vậy, cho dù tôi có chết cũng không tiếc nuối. Rõ ràng người đang treo leo trên vách núi, lại bị nhiều súng chĩa vào đầu như vậy, nhưng người đàn ông người rơi này vẫn không hề sợ hãi, ngược lại còn chế giễu, cười như không cười. Tiêu Thiết lạnh lùng nhìn người đàn ông người rơi, nói, không phải anh xứng để điều động nhiều anh em như vậy, mà là đứa bé ở trong lòng anh xứng đáng để chúng tôi liều cả tính mạng để bảo vệ. Bị anh nói như vậy, tôi càng không thể buông đứa bé này ra, đây chính là bùa hộ mệnh của tôi. Người đàn ông người rơi khàn giọng nói. Dây thanh quản của anh ta đã bị hủy, không thể dựa vào giọng nói để đoán ra được thân phận của anh ta. Tôi khuyên anh vẫn nên bó tay chịu trói đi. Tiêu Thiết lạnh lùng nói, ngoài tôi, còn có 9 đại binh vương nữa, đã phong tỏa cả ngọn núi Hổ Quy này rồi, hôm nay anh có mọc cánh cũng không thoát khỏi đây. Thoát, Tiêu Thiết, anh quá xem thường tôi rồi. Nghe thấy vậy người đàn ông người rơi lại cười cuồng dại, ngang ngược. Trong tiếng cười còn mang theo sự điên cuồng và hung dữ, tôi đã dám làm chuyện này, chứng minh tôi đã có giác ngộ về cái chết, một khi nổ súng đứa bé này cũng không còn mạng nữa. Lời nói của người đàn ông người rơi khiến mặt của Tiêu Thiết càng thêm u ám, ẩn chủ nói đúng, cái mạng rách của người đàn ông này chết không đáng tiếc, nhưng nếu như vì vậy mà liên lụy đến Vương Tử Lam, việc sắp thành lại hỏng. Thấy Tiêu Thiết không nói gì, người đàn ông người rơi lại cười lớn, thế nào? Nhiều người như vậy. Một thế trận lớn như vậy mà lại sợ sao? Giây tiếp theo, anh ta hét lên, bỏ hết súng xuống cho tôi.
Tiêu Thiết lạnh lùng nhìn anh ta, vẫn nói với những người phía sau, bỏ súng xuống. Người đàn ông người rơi hài lòng gật đầu, lại nói với Tiêu Thiết, bây giờ, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, để tôi lái 30 phút, 30 phút sau tôi đã đưa cô bé này trở về. Yêu cầu này, Tiêu Thiết không thể đồng ý, lạnh lùng nhìn anh ta. Người đàn ông người rơi nổi giận, mẹ nó, ông bị điếc hả, còn không mau đi chuẩn bị xe, lẽ nào ông muốn cô bé này chết ở trước mặt ông sao? Vẻ mặt Tiêu Thiết lập tức thay đổi, cắn răng, lúc định đồng ý, thì phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm thấp, có lực. Thả con gái tôi ra, và nói ra ai phái anh đến, sẽ để lại cho anh thi thể toàn vẹn. Vương Nhất vẻ mặt lạnh lùng đi đến, hờ hững nhìn chằm chằm vào anh ta. Cách rất xa, anh có thể nhìn thấy trên mặt người đàn ông đeo chiếc mặt nạ hình con rơi, cũng chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Kim Thúy Như đã nói, người đưa đoạn video 5 năm trước cho Đồng Ý Hàng là một người đàn ông đeo mặt nạ người rơi, mà người đàn ông này đến từ một tổ chức tên là Võng Lượng. Tất cả đều tình cờ trùng hợp, nếu như là sát thủ của tổ chức Võng Lượng thì mới thà chết cũng phải giữ kín như bưng, cũng chỉ có người của tổ chức Võng Lượng, trong đầu mới cài ngòi nổ của bom ở trong đầu. Vậy thì người đàn ông đeo mặt lạ người rơi này có phải là chủ mưu đằng sau không? Vương Nhất, lại là anh. Nhìn thấy Vương Nhất, vẻ mặt của người đàn ông người rơi lập tức có chút thay đổi, đương nhiên, mặt của anh ta bị giấu dưới lớp mặt lạ, không ai nhìn thấy được, chỉ nhìn thấy đôi mắt của anh ta trở nên vô cùng u ám, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất, dường như có thâm thù đại hận gì với anh vậy. Thấy anh ta có thể nói ra chính xác tên của mình, ánh mắt Vương Nhất cũng lập tức ngưng tự lại, chứng tỏ là người lúc trước Vương Nhất đã từng gặp. Chỉ là kẻ địch của Vương Nhất quá nhiều, mà những kẻ địch này trong mắt anh đều là những nhân vật nhỏ bé giống như run rế, hoàn toàn không đáng để anh nhớ tên, nên anh vẫn không biết người đàn ông người rơi này là ai. Nhưng, anh không quan tâm, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta, tôi không biết anh là ai, thậm chí tôi cũng không có hứng thú muốn biết khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia của anh, tôi chỉ muốn cứu con gái của tôi nói được làm được. Trả con gái tôi lại, tôi sẽ giữ cho anh toàn thây. Trong mắt người đàn ông người rơi tràn đầy sự thù hận sâu đậm, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất, tức giận đến mức bật cười, có phải anh nói ngược rồi không, tôi mới là người có quyền chủ đạo, tôi đã không còn muốn sống từ lâu rồi, nhưng con gái của anh mới có 5 tuổi, còn nhỏ như vậy, anh nỡ để con bé vì anh mà chết sao? Ánh mắt Vương Nhất trầm lắng, vậy anh muốn thế nào? Lúc này người đàn ông người rơi mới nhếch mép cười, phát ra giọng nói rất khó nghe, bảo người của anh rời đi, ngoài ra, chuẩn bị một chiếc xe, 30 phút sau, đương nhiên tôi sẽ thả con gái của anh ra. Được. Điều bất ngờ là, Vương Nhất không cần suy nghĩ đã lập tức đồng ý, quay đầu nhìn Tiêu Thiết, anh dẫn theo người của anh, thông báo với 9 đại binh vương khác lập tức trở về, rất muộn rồi, mọi người cũng về nghỉ ngơi đi. Vẻ mặt Tiêu Thiết lập tức thay đổi, nhưng, ẩn chủ. Tiêu Thiết, ý tốt của anh tôi xin nhận. Nhưng, nhiệm vụ của các anh đã kết thúc rồi, chỉ cần giúp tôi xác định được hung thủ, những chuyện còn lại, tôi sẽ tự mình giải quyết. Vương Nhất chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nói, tôi là ba của Tử Lam, về tình về lý, đều nên để tôi cứu. Giọng nói của anh rất bình thường, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm không thể nào từ chối được, Tiêu Thiết há miệng, nhưng một câu cũng không nói được, cuối cùng, Tiêu Thiết lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông người rơi, không cam lòng nói, Thu Quân. Kẹt kẹt. Những người khác cũng lần lượt thu súng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông người rơi. Người kia thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười, như này cũng được rồi. Tiêu Thiết dẫn người rời đi, lúc đi ngang qua Vương Nhất, khẽ nói, ẩn chủ, nhất định phải cẩn thận. Vương Nhất khẽ cười, không nói gì. Ngay cả cửu đại chí tôn trên thế giới đều bị anh chém đầu, cái bọn trộm cắp nhỏ nhoi này có gì phải sợ. Rất nhanh. Những đội quân nhỏ đóng quân khắp nơi trên núi Hổ Quy đều rời đi, cả núi Hổ Quy chỉ còn lại 3 người là Vương Nhất, người đàn ông người rơi và Vương Tử Lam, tĩnh mịch mà vắng vẻ, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cây cối bốn xung quanh lượn quanh, giống như những bóng ma, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng sói hú, khiến một số lượng lớn kinh hãi. Người đàn ông người rơi hoàn toàn yên tâm, khẩu súng vốn đang chĩa vào đầu Vương Tử Lam, lúc này cũng đã chĩa vào Vương Nhất, ánh mắt lạnh lùng. Giọng nói u nghiêm đáng sợ. Vương Nhất, có thể anh đã quên tôi là ai, nhưng tôi lại không thể quên được, tôi đã khắc tên anh ở trên tường, mỗi sáng thức dậy, đều lấy dao cứa mạnh một cái, để nhớ về nỗi hận sâu đậm.
Là anh khiến tôi biết thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ. Trước khi chết, nguyện vọng lớn nhất của tôi, chính là tận mắt nhìn thấy anh xuống địa ngục. Nghe thấy giọng nói vô cùng oán hận của người đàn ông người rơi, vẻ mặt Vương Nhất vẫn bình thường, không hề tức giận, chỉ lắc đầu, nếu như tôi hại anh biến thành như thế này, tôi sẽ không nói xin lỗi anh xem tôi là kẻ thù, nhưng trong lòng tôi, anh lại không để lại một chút ấn tượng nào, anh là ai, tên là gì, tôi đã làm gì với anh, tôi đều không quan tâm. Ngoài ra, tôi cũng sẽ không chết, người chết chỉ có thể là anh. Đủ rồi. Những lời nói của Vương Nhất có thể gọi là giết lòng người, lập tức khơi dậy cơn tức giận của người đàn ông người rơi, đồng thời dẫm đạp lên sự tự tôn của anh ta. Hóa ra anh vẫn chưa làm rõ được cục diện bây giờ. Trong mắt anh ta tràn ngập sự hận thù nhìn Vương Nhất, tức giận nói, không phải anh muốn cứu con gái anh sao, có thể, anh từ đây nhảy xuống, nếu không, tôi sẽ giết chết con gái anh, cho dù thế nào, hai ba con anh sẽ không được đoàn tụ, nhất định phải có một người chết. Vương Nhất lắc đầu, nhìn anh ta với ánh mắt thương hại, người không làm rõ được cục diện là anh. Giây tiếp theo, ánh mắt Vương Nhất trở nên lạnh lẽo, đột nhiên hét lên, Lãnh Nhan, ra tay. Bụp, từ trong ngọn núi yên tĩnh, đột nhiên vang lên một âm thanh nhỏ như tiếng của viên bi thủy tinh rơi trên mặt đất. Đồng tử của người đàn ông lập tức co rút lại, vẻ mặt thay đổi. Có tay súng bắn tỉa. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu anh ta. Người đàn ông người rơi giống như hóa đá, đứng bất động. Không phải là anh ta không muốn cử động, mà là anh ta không thể cử động. Thái dương bên trái trên đầu anh ta, giống như có ma thuật có thêm một lỗ máu li ti. Sau đó, lỗ máu này ngày càng lớn hơn, máu đỏ túa ra, chảy ra giống như đài phun. Anh ta sững sờ nhìn Vương Nhất ở trước mặt, trong mắt mang theo sự kinh hãi, còn có sự không cam lòng. Khóe môi Vương Nhất cong lên một đường cong lãnh đạm. Lạnh lùng nhìn người đàn ông người rơi nói, con gái tôi ở trên tay anh, có thể bị anh giết bất cứ lúc nào, sao tôi có thể không chuẩn bị kế hoạch khác chứ? Kế hoạch này chính là Lãnh Nhan. Vương Nhất và Lãnh Nhan cũng nhau đi vào núi Hổ Quy, nhưng cuối cùng khi lên đến đỉnh núi chỉ có một mình Vương Nhất. Lãnh Nhan đâu? Cô ta nhận lệnh của Vương Nhất, dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến đầu bên kia của vách đá để mai phục. Sau lưng cô ta là một khẩu súng bắn tỉa 98K được sản xuất đặc biệt, còn được gắn một ống nhòm cấp độ 8, nằm bò trên một tảng đá nhẵn và phẳng, đã nheo mắt nhắm chuẩn vào đầu của người đàn ông người rơi. Trước khi Lãnh Nhan rửa tay gác kiếm, cô ta vốn là nữ sát thủ chỉ nghe thấy thôi là đã sợ hãi, bắn tỉa là một chuyện rất nhỏ. Kết quả cuối cùng, cùng là một viên đạn, xuyên qua cả đầu của người đàn ông người rơi. Máu tươi chảy ra ngày càng nhiều. Đồng tử của người đàn ông người rơi giãn ra, đau đớn thở ra một tiếng, ngã xuống đất, nhưng vẫn chưa chết. Mấy giây trước khi chết, người đàn ông người rơi đột nhiên dùng lực, ném Vương Tử Lam ở trong lòng xuống phía dưới vách núi. Anh ta có thể chết, nhưng trước khi anh ta chết, nhất định phải giết chết Vương Tử Lam. Nhưng, lúc anh ta ném Vương Tử Lam xuống dưới vách núi, một bóng đen đã không chút do dự nhảy xuống bên dưới vách núi. Ánh mắt lạnh lùng. Vẻ mặt cương nghị. Trong lúc người đàn ông người rơi bị trúng đạn, Vương Nhất đã đoán được hành động tiếp theo anh ta anh, cũng nhảy xuống theo. Thiếu chủ. Ở bên kia vách núi, Lãnh Nhan vất khẩu súng bắn tỉa trong tay đi, tuyệt vọng hét lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông người rơi cũng dự đoán được cái chết của người đàn ông người rơi, hài lòng nhắm mắt lại. Bịch. Nhưng mấy giây sau khi anh ta chết, một bàn tay đã nắm chặt lấy thành đá của vách núi. Một tay Vương Nhất treo ở bên mép vách núi, đồng thời trong lòng còn ôm Vương Tử Lam vẫn còn đang ngủ say, trọng lượng của hai người đều được đặt lên tay trái. Sau đó, tay trái đột nhiên dùng lực, cả người nhảy lên vách đá. Lúc nhảy lên vách núi, Vương Nhất thở hổn hển, nằm trên mặt đất, nhưng nhìn Vương Tử Lam vẫn còn đang ngủ say ở trong lòng, trên khuôn mặt như lưỡi dao, cũng hiện lên nụ cười như chút được gánh nặng. Lãnh Nhan ở bên kia vách núi bên kia. Cũng vui mừng đến bật khóc, cả người giống như hư thoát, phù một tiếng ngồi trên mặt đất. Lúc nãy, khi thiếu chủ nhảy xuống vách núi, thật sự đã rút đi toàn bộ sức lực của cô ta. May mắn là, hai ba con vẫn bình an. Lãnh Nhan lại quay về bên cạnh Vương Nhất, lúc này, anh đã khôi phục lại sức lực, nhìn thi thể của người đàn ông người rơi, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Tôi muốn xem dưới lớp mặt nạ là khuôn mặt như thế nào. Nói xong.
Vương Nhất sải bước đi đến bên cạnh thi thể của người đàn ông người rơi, gỡ mặt nạ xuống. Lúc tháo mặt nạ xuống, vẻ mặt Vương Nhất lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên nặng nề, là anh ta. Bên dưới lớp mặt nạ, là một khuôn mặt toàn là những vết thương, nhưng ngũ quan vẫn mơ hồ có thể nhận ra. Ngày kết hôn của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, có một chuẩn úy tên là Tiết Bình ra mặt cho Kim Thành Vũ, sau đó bị Tiêu Thiết lấy lại quân tịch, đuổi ra ngoài. Sau đó, trong một khoảng thời gian dài không nhìn thấy anh ta nữa, thời gian lâu rồi, Vương Nhất cũng quên đi người này, không ngờ, anh ta lại là người đàn ông người rơi. Anh ta là người rơi, người quay video 5 năm trước. Ánh mắt Vương Nhất lóe lên, lẩm bẩm. Rất nhanh, anh đã phủ nhận phán đoán này. Anh ta chỉ là một người bình thường, sao có thể là người của tổ chức Võng Lượng? Thiếu chủ, anh nhìn cái này đi. Ánh mắt Lãnh Nhan đột nhiên ngưng lại, hai tay thô bạo xé quần áo trên người Tiết Bình. Thứ đập vào mắt là hình một con rơi to, đen như mực. Máu và thịt trên ngực đã cháy đen, không khó để đoán ra là bị người khác dùng bàn ủi ép buộc ủi lên. Vương Nhất nheo mắt lại, lóe lên một tia nguy hiểm. Thiếu chủ, xem ra đây là một biểu tượng của tổ chức Võng Lượng. Lãnh Nhan trầm giọng nói. Vương Nhất gật đầu, không nói gì. Anh đã đánh nhau với sát thủ của Võng Lượng mấy lần, trên người tất cả những sát thủ của Võng Lượng đều có một dấu ấn. Chỉ là, dấu ấn trên người sát thủ anh gặp phải mấy năm trước là bò cạp, mà lần này lại là rơi. Xem ra Võng Lượng rất thích dùng ngũ độc để làm ký hiệu. Vương Nhất lẩm bẩm. Nhưng, cho dù trên người Tiết Bình có dấu ấn hình con rơi, cũng đeo mặt nạ rơi, Vương Nhất vẫn không nghĩ Tiết Bình có liên quan đến tổ chức Võng Lượng. Từ lời nói lúc nãy của Tiết Bình không khó để nghe ra, anh ta là do không được may mắn, bị tổ chức Võng Lượng bắt được, hơn nữa còn phải chịu sự hành hạ không phải là mình, ngay cả khuôn mặt và dây thanh quản cũng đều bị phá hủy. Sở dĩ đeo mặt nạ rơi, chỉ là một người thế thân, làm xáo trộn tầm nhìn. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Lãnh Nhan đứng lên, hỏi. Không vội, mặc dù vẫn chưa thể xác định tổ chức, Võng Lượng, này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng có thể chắc chắn, người của bọn họ cũng ở trong thành phố Thiên An, chỉ cần vẫn còn ở trong thành phố này, tôi sẽ có cách lôi bọn họ ra. Chóp gờ mắt Vương Nhất lóe lên tia lạnh lẽo, nói. Lãnh Nhan gật đầu, tiện tay chôn cất thi thể của Tiết Bình, sau đó biến mất cùng với Vương Nhất. 10 phút sau. Vương Tử Lam mới mơ màng tỉnh lại. Cô bé hoàn toàn không biết mình bị bắt cóc, suýt nữa mất mạng, dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, còn đang ở đâu. Nhưng rất nhanh, cô bé đã nhìn thấy Vương Nhất và Lãnh Nhan ở bên cạnh, vui mừng hét lên, ba, còn cả gì Lãnh Nhan nữa, sao con lại ở đây? Sự nghiêm túc trên khuôn mặt Vương Nhất lập tức biến mất, nở nụ cười dịu dàng với Vương Tử Lam chơi cả ngày mệt rồi, mệt đến mức ngủ gật luôn, ba đến đón con về nhà. Thật sao? Vương Tử Lam không chút nghi ngờ, cười càng thêm vui vẻ, vậy chúng ta cùng về nhà thôi. Được. Vương Nhất xoa tóc cô bé, hòn đá treo trong lòng cũng đã được đặt xuống. Núi Hổ Quy lại trở nên yên tĩnh, cú đêm như quỷ, kêu lên từng đợt. Sột soạt. Vương Nhất và Lãnh Nhan đã rời đi rất lâu, trong một góc rừng khẽ lay động, một người đàn ông cả người đen xì đi ra. Anh ta nhìn thi thể của Tiết Bình. Trong ánh mắt lạnh lùng không chút dao động, dường như không hề quan tâm đến thất bại lần này. Đang định rời đi, giống như cảm nhận được điều gì đó, hơi ngẩng đầu lên. Núi cao, trăng tròn, một cô gái xinh đẹp mặc đồ da bó sát màu đen đi đến. Tóc đen, mắt đen, ánh mắt thờ ơ nhìn chằm chằm vào anh ta. Người đàn ông mặc đồ đen cau mày, từ trên người phụ nữ này anh ta cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Không nhiều lời, đồng thời bắt đầu tấn công. Cheng! Trong tay hai người đều cầm một con dao ngắn sắc bén, giữa mặt trăng họ nhảy vào nhau, tay lên dao xuống. Phụt! Máu tươi bắn tung tóe, máu thịt bay tứ tung. Vương Tử Lam đối với chuyện mình bị bắt cóc, không hề biết gì, trên đường còn rất dẻo miệng, cứ nói mãi những chuyện ban sáng đi khu vui chơi với Lý Tuyết Nhi. Thấy con gái không bị ảnh hưởng gì, Vương Nhất cũng thở phào. Anh sợ nhất chuyện bắt cóc lần này sẽ để lại ám ảnh cuộc đời cho Vương Tử Lam. Lãnh Nhan lái xe, rất nhanh đã tới Tử Viên. Lý Khinh Hồng và Lý Tuyết Nhi không nói một lời ngồi trên sofa, vẻ mặt hết sức lo lắng. Khinh Hồng, anh trở về rồi. Vương Nhất đẩy cửa ra, nói. Nghe thấy tiếng của Vương Nhất,
Lý Khinh Hồng và Lý Tuyết Nhi đứng dậy theo phản xạ, gấp gáp hỏi, Tử Lam đâu? Tử Lam sao rồi? Vương Nhất vẫy tay, Vương Tử Lam chơi vẫn chưa đủ đã lon ton chạy vào, cười nói với gương mặt ngọt ngào, mẹ, dì út. Tử Lam. Thấy Vương Tử Lam hoàn hảo không sao, Lý Khinh Hồng và Lý Tuyết Nhi lập tức kích động chạy tới trước mặt Vương Tử Lam, bế Vương Tử Lam lên, kiểm tra với vẻ lo lắng, Tử Lam, con không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Vương Tử Lam vẻ mặt ngơ ngác, mẹ, mẹ bị sao thế? Con không sao. Chắc chắn trên người Vương Tử Lam không có bất kỳ vết thương nào, ngay cả tính cách cũng không bị ảnh hưởng, trái tim treo lơ lửng của Lý Khinh Hồng cũng hạ xuống, ôm chặt lấy Vương Tử Lam, nhắm mắt lại, tốt quá rồi, con không sao, mẹ thật sự lo lắng chết rồi. Lý Tuyết Nhi nhìn thấy Vương Tử Lam bình an vô sự, cũng rất vui, nhưng ánh mắt nhìn Vương Nhất, trong lòng vẫn rất áy náy. Anh rể, xin lỗi, em. Vương Nhất lại xua tay, không cần nói nữa, sự việc đều đã qua rồi, Tử Lam không sao, đây là điều quan trọng nhất. Miệng của Lý Tuyết Nhi hơi há ra, giống như muốn nói cái gì đó, nhưng một câu cũng không nói ra được, cũng không biết là kích động hay tự trách, viền mắt đỏ lên, nước mắt tí tách rơi xuống. Lý Khinh Hồng thấy vậy, cũng nhẹ nhàng ôm cô ta, lau nước mắt rơi trên mặt cho cô ta, được rồi, em cũng không cần tự trách. Chuyện này không trách em. Cảm ơn chị, anh rể. Lý Tuyết Nhi vừa cảm kích nói, khóc lại càng lớn tiếng hơn, trong lòng vô cùng tự trách. Vương Tử Lam bị người ta bế đi, tất cả là do cô ta không trông kỹ, nếu không phải có anh rể thì cô ta đã gây ra nghiệp chướng cả đời không thể tha thứ, nhưng bất luận là chị gái hay anh rể đều không có quá trách cô ta. Mà cô ta lại có ý nghĩ tranh anh rể với chị gái, khiến trong lòng Lý Tuyết Nhi rất áy náy. Chơi một ngày, Vương Tử Lam rất nhanh đã ngủ thiếp đi, đợi tới khi con gái ngủ, Lý Khinh Hồng mới liếc nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt cảm kích, nói, hôm nay, thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh, em cũng không biết sống tiếp như nào. Không đợi Lý Khinh Hồng nói hết thì Vương Nhất đã nhẹ nhàng bịt miệng của cô lại, khẽ lắc đầu, nói, hai người một người là vợ của anh, một người là con gái của anh, là hai người quan trọng nhất của anh bằng lòng làm bất cứ chuyện gì cho mẹ con em. Mắt của Lý Khinh Hồng đỏ lên, há miệng, nhưng một câu cũng không nói ra được. Cô là một người không giỏi biểu đạt tình cảm, rõ ràng trong lòng cảm ơn Vương Nhất, nhưng không thể truyền đạt, cuối cùng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi Lý Khinh Hồng đi vào nhà vệ sinh, Vương Tử Lam vốn nhắm mắt bỗng mở đôi mắt tinh nghịch ra, nháy mắt với Vương Nhất. Vương Nhất bỗng kinh ngạc một trận, thì ra con chưa ngủ. Vương Tử Lam lắc đầu, ngoan ngoãn nói, ba mẹ không ngủ. Con không ngủ được. Vương Nhất vui mừng, ôm cơ thể nhỏ bé của Vương Tử Lam ngồi ở trên đùi của mình. Cô bé lại đảo đôi mắt về phía nhà vệ sinh, nói với Vương Nhất bằng giọng nói non nớt, mẹ bây giờ vẫn hoảng hốt lo sợ, ba phải làm mẹ cười. Vương Nhất sững người, sau đó cười khổ không thôi mà nói, ba phải làm sao để mẹ cười. Rất đơn giản, chỉ cần ba nắm tay của mẹ gọi mẹ là vợ thì được rồi. Vương Nhất trợn to mắt nhìn Vương Tử Lam, trong lòng nghĩ con gái mới 5 tuổi, sao lại hiểu chuyện ở phương diện này chứ? Lúc này, anh nhớ tới lời của Lý Tuyết Nhi, trong lòng thầm kinh ngạc, lẽ nào thật sự là di truyền song thương? Lúc này, Lý Khinh Hồng đã đi ra, chỉ có điều vẫn chìm đắm trong ám ảnh Vương Tử Lam suýt nữa xảy ra chuyện, viền mắt đỏ đỏ. Vợ! Vương Nhất bỗng nhiên đi tới trước mặt Lý Khinh Hồng, có hơi ngại ngùng mà gọi một tiếng, vợ! Cách gọi thân mật như vậy, cho dù là Vương Nhất, cũng cảm thấy ngại, còn có chút thấp thỏm. Lý Khinh Hồng càng kinh ngạc tới trợn to mắt, sững người một lúc lâu, mới đỏ mặt quở trách, anh gọi linh tinh cái gì, để Tử Lam nghe thấy thì phải làm sao? Vương Tử Lam dùng chăn trùm đầu, nhắm mắt nói, Tử Lam ngủ rồi, cái gì cũng không nghe thấy. Lý Khinh Hồng ngây ngốc nhìn Vương Tử Lam trốn ở trong chăn, lúc này mới phản ứng lại, thì ra là kế hoạch của Vương Tử Lam. Lập tức giả bộ tức giận, nói, giỏi, đã muộn như vậy rồi, còn chưa ngủ, xem mẹ có đánh mông của con không. Vương Tử Lam lập tức bọc chăn lăn tới đằng sau Vương Nhất, cười khanh khách nói, con không sợ, con có ba sẽ bảo vệ con. Lý Khinh Hồng lập tức bật cười, trèo lên giường, ôm lấy Vương Tử Lam, cù cô bé. Thấy hai mẹ con chơi đùa vui vẻ với nhau, Vương Nhất cũng cười vui vẻ, trong lòng lại càng thêm kiên định. Cho dù mất đi tất cả, cho dù đối địch với người trong thiên hạ, cũng phải giữ nụ cười của bọn họ. Vui đùa một trận,
Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam đều muốn ngủ rồi, Vương Nhất cũng định nằm xuống. Tuy nhiên, vừa tắm gội xong thì nghe thấy dưới tầng truyền tới tiếng chuông cửa tinh tinh. Vẻ mặt của Vương Nhất nghi hoặc, muộn như vậy rồi, sẽ là ai? Lý Khinh Hồng luôn là độc lai độc vãng, cộng thêm mỗi một ngôi biệt thự trong tử viên đều cách nhau khá xa, cho nên cũng không thể là chuông cửa của nhà hàng xóm. Lý Khinh Hồng đang muốn đi xuống tầng mở cửa, Vương Nhất lại gọi cô lại, để anh đi. Nói xong, anh từ từ đi xuống cầu thang. Anh không có lập tức đi mở cửa, mà liếc nhìn camera. Trước cửa lớn không có một ai. Thấy vậy, mắt của Vương Nhất lập tức nheo lại, tối nay đã trải qua nhiều chuyện kinh tâm động phách như vậy, anh không thể không lưu ý. Ánh mắt của anh sắc lạnh, cả người co lại, hít sâu một hơi, sau đó mở cửa ra. Khi mở cửa, một đạo tàn ảnh màu đen lướt nhanh về phía anh. Tìm chết! Vương Nhất tưởng lại là sát thủ muốn gây bất lợi với người nhà của anh, lập tức sát khí trong mắt bùng nổ, đang muốn ra tay thì trong mũi ngửi được một mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Sau đó, trong lòng nhiều thêm một cô gái mặc đồ bó sát màu đen. Hai mắt của cô ta nhắm chặt, cả người không có sức nằm trong lòng Vương Nhất, giống như coi Vương Nhất là bến đỗ cuối cùng. Lập tức Vương Nhất cảm thấy sửng sốt. Điều khiến anh sửng sốt không phải là có một cô gái lao tới ôm ấp, mà là cô gái mặc đồ bó sát này, cả người đều là máu. Trên dưới cơ thể, mười mấy vết thương, còn đang chảy máu. Vương Nhất lật người cô gái lại, nhìn gương mặt, giống như bị sét đánh, vô cùng sốc. Nhã Mi. Vương Nhất thế nào cũng không ngờ, người gõ cửa nhà anh vậy mà là Khương Nhã Mi. Từ sau khi thoát khỏi Hào Quang về ở ẩn thì anh biết sẽ có một ngày sẽ gặp Khương Nhã Mi. Cũng từng tưởng tượng ra vô số lần hình ảnh gặp mặt Khương Nhã Mi, chỉ là chưa từng nghĩ loại phương thức này. Cả người Khương Nhã Mi đều là máu, hơi thở thoi thóp nằm trong lòng của anh, máu tươi vẫn đang tí tách nhỏ xuống, trong đêm khuya yên tĩnh vô cùng chói tai, khiến đồng tử của Vương Nhất lập tức trợn to. Cũng đồng thời, nó gợi lại đoạn quá khứ đau khổ nhất mà anh không dễ gì đã giấu ở nơi sâu thẳm trong tim của mình. Đó chính là giao phong lần đầu của anh và Võng Lượng. Trời mưa rất lớn, bầu trời tối tăm. Đại ca của anh bị bắt, sống chết không rõ, Khương Nhã Mi khóc tới ngất đi, anh cũng bị thù hận che mờ mắt, giết tới phát điên, ngay cả nước mưa của ngày hôm đó cũng là màu đỏ. Hiện nay, anh dương mắt nhìn Khương Nhã Mi yếu ớt nằm trong lòng mình, bỗng nhiên cơ thể của anh run rẩy, trong lòng vậy mà rất sợ. Anh không muốn nhìn thấy người anh để tâm bỏ anh mà đi nữa. Tôi biết, anh sẽ mở cửa. Dựa vào trong lòng Vương Nhất, Khương Nhã Mi hơi mở mắt ra, liếc nhìn anh, trên gương mặt trắng bệch nở một nụ cười miễn cưỡng, vết thương của cô ta đã nghiêm trọng tới mức cười cũng sẽ nứt vết thương. Máu tươi trên người cũng nhỏ từng giọt xuống, nhuộm đỏ quần áo trên người Vương Nhất. Cô đừng nói nữa. Vương Nhất hồn hồn, không nói quá nhiều, chỉ nói với vẻ mặt trầm thấp, tôi băng bó cho cô. Khương Nhã Mi lại khẽ lắc đầu, từ chối ý tốt của Vương Nhất, anh quên rồi sao? Y thuật của anh là tôi dạy, vết thương trên người tôi nghiêm trọng cỡ nào, bản thân tôi biết. Ai làm bị thương? Vương Nhất trầm giọng hỏi. Ánh mắt của anh tối đi từng chút, cơ thịt trên mặt run rẩy kịch liệt, một cỗ sát khí ngập trời tỏa ra từ trong tim của Vương Nhất. Anh biết. Khương Nhã Mi nằm ở trong lòng Vương Nhất, nhìn sâu vào anh, nói, Võng Lượng. Hai từ này, khiến sắc mặt của Vương Nhất thay đổi, sau ngây phút sững sờ ngắn ngủi, sát khí trong mắt càng đậm. Bọn họ sẽ phải trả giá. Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng không khí xung quanh lại trở nên ngưng động. Vương Nhất không phải không có điểm yếu, chỉ cần là con người, đều có điểm yếu của Vương Nhất chính là người anh quá mức để tâm. Những người này, lại lấy Lý Khinh Hồng, Vương Tử Lam, Khương Nhã Mi đứng đầu. Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam là vợ con của anh, Khương Nhã Mi lại là chiến hữu của anh, người gửi gắm cả mạng sống. Còn có một điểm Vương Nhất mãi không dám thừa nhận, mỗi một người đều có mối tình đầu của Vương Nhất chính là Khương Nhã Mi. Cô ta là người con gái đầu tiên Vương Nhất gặp được từ khi bước vào quân doanh, cũng chính là người đầu tiên đánh gãy một cái răng của Vương Nhất, cái răng này đến nay vẫn được anh bảo quản nguyên vẹn. Nhưng Vương Nhất không có chọc thủng lớp giấy mỏng manh đó, luôn duy trì quan hệ không xa cũng không gần với Khương Nhã Mi, tăng thêm một chút hương vị cho cuộc sống quân đội nhàm chán. Tuy rất nhanh Khương Nhã Mi đã trở thành bạn gái của đại ca Tiêu Minh, mối tình đầu còn chưa bắt đầu cứ như vậy bị giết từ trong trứng nước, nhưng Vương Nhất không hề tiếc nuối.
Như vậy, khá tốt. Đối với Vương Nhất mà nói, Khương Nhã Mi là tồn tại rất đặc biệt, nhất là sau khi đại ca Tiêu Minh tung tích không rõ, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Cho nên anh không cho phép Khương Nhã Mi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không anh sẽ tiếc nuối cả đời. Anh đỡ Khương Nhã Mi vào nhà, đặt cô ta nằm thẳng trên sofa, cầm lấy băng gạc, cồn và cái nhíp, nhìn khóa kéo trên áo ra trên người Khương Nhã Mi, ánh mắt đanh lại, có thể không? Khương Nhã Mi trầm mặc hồi lâu, bỗng liếc nhìn Vương Nhất với ánh mắt phức tạp, anh nói xem. Vương Nhất không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng kéo khóa kéo trên chiếc áo da trên người Nhã Mi ra, lập tức lộ ra làn da lưng mềm mại. Vết thương chi chít, máu tươi chảy ra, thậm chí máu thịt ở hai bên vết thương đều lẫn lộn vào nhau, không khó nhìn ra, Khương Nhã Mi và người võng lượng nhất định đã xảy ra đại chiến kịch liệt. Có thể sẽ đau, nhịn một chút. Vương Nhất nói xong thì cầm cái nhíp, đưa vào trong vết thương, gẩy nhẹ, cắt nhiệt sớm đã bị thối rữa ở hai bên đi. Rồi cầm tăm bông, tẩm cồn ở trên, sau đó nhẹ nhàng lau vết thương của Khương Nhã Mi. Cả quá trình vô cùng đau đớn, Khương Nhã Mi cũng cắn chặt răng vào vải trắng, cả người run rẩy. Vết thương băng bó xong, Khương Nhã Mi đã cả người ướt mồ hôi, cả người giống như được vớt lên từ trong sông. Vương Nhất ngồi ở bên cạnh Khương Nhã Mi, ánh mắt phức tạp nhìn cô ta, gặp lại cố nhân, anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại có hàng vạn lời không nói ra được. Vẫn là Khương Nhã Mi phá vỡ trước. Tôi từ rất sớm đã phát hiện tung tích của anh rồi, chỉ là luôn đang tìm kiếm võng lượng, không có gặp mặt anh. Cô ta nhìn Vương Nhất rồi nói. Tôi biết. Vương Nhất cười khổ một tiếng, nói, tôi còn phải nói một tiếng cảm ơn cô đã cứu cô gái đó. Khương Nhã Mi biết người Vương Nhất nói là Lý Tuyết Nhi, khẽ lắc đầu, không cần khách sáo. Cô sao lại đánh nhau với người của võng lượng? Vương Nhất hỏi ra vấn đề anh quan tâm nhất. Khương Nhã Mi nói, tôi cũng ở núi Hổ Quy, cho dù anh không kêu Lãnh Nhan mai phục, tôi cũng sẽ một súng giết chết người đàn ông đó. Nhưng tên đó không phải là kẻ đứng sau, chỉ dựa vào một mình tên đó, vẫn không thể hoàn thành những việc này. Khương Nhã Mi chuyển lời nói, nói. Sau khi anh cứu con gái của anh về, còn có một người ẩn nấp ở trong núi, kẻ đó mới là người của võng lượng. Ánh mắt của Vương Nhất rung lên, biết kẻ đó là ai không? Khương Nhã Mi lắc đầu, nói, không biết, nhưng điều có thể chắc chắn là võng lượng luôn bắt người ở khắp nơi, tiến hành loại thí nghiệm nào đó, hơn nữa người chết ở dưới dao của tôi hình như là quan chấp hành của võng lượng. Quan chấp hành sao? Ánh mắt của Vương Nhất lập tức trở nên kinh ngạc. Anh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy danh xưng như này. Sau khi trở về Thiên An, anh luôn kêu Lãnh Nhan âm thầm điều tra tin tức của võng lược, nhưng mãi không có kết quả, ngược lại Khương Nhã Mi luôn âm thầm điều tra, đã tra ra một ít manh mối. Phải. Khương Nhã Mi trịnh trọng gật đầu, quan chấp hành tổng cộng chia thành từ 1 sao đến 5 sao, 5 sao cao nhất, 1 sao thấp nhất, người tôi giết chỉ là một quan chấp hành 1 sao cấp thấp nhất. Vương Nhất hồi lâu không nói. Cảm giác lo trước tính trước trong lòng càng lúc càng lớn. Mặc kệ nói như nào, cô không sao, đây là tin tức tốt nhất. Vương Nhất trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mỉm cười với Khương Nhã Mi. Khương Nhã Mi cũng khẽ mỉm cười, bầu không khí lần nữa trở nên im ắng vi diệu, bỗng nhiên cô ta liếc nhìn Vương Nhất rồi nói, nghe nói anh kết hôn rồi sao? Trái tim của Vương Nhất thắt lại, vẫn cười khổ gật đầu. Vậy sao? Khương Nhã Mi cúi đầu. Sau đó nở nụ cười, nói, tôi nhờ cô gái đó chuyển cho anh một câu, xem ra cô ấy không chuyển tới, lời này vẫn phải do chính miệng tôi nói, chúc mừng anh. Vương Nhất nghe ra tình cảm chất chứa trong ba chữ này, nhưng cũng chỉ có thể hóa thành hai chữ yếu ớt. Cảm ơn. Nhã Mi nhìn sang ảnh cưới treo cao trên bức tường, nghiêm túc nói, cô ấy rất xinh đẹp, anh phải đối xử tốt với cô ấy. Đương nhiên, Vương Nhất cười miễn cưỡng nói. Khương Nhã Mi trầm mặc không nói, Vương Nhất cũng im miệng không nói. Kết hôn, đây là một chủ đề rất nhạy cảm. Vào lúc này, trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân rất khẽ. Lý Khinh Hồng từ trên tầng đi xuống, trong nhà có khách tới sao? Khi nói chuyện, ánh mắt đã dừng ở trên người Khương Nhã Mi ở bên cạnh Vương Nhất. Trong lòng Vương Nhất chợt căng thẳng, Khương Nhã Mi bị thương nặng như vậy, anh nghĩ sau khi băng bó xong thì nói chuyện này với Lý Khinh Hồng. Nhưng còn chưa đợi anh nói với Lý Khinh Hồng đã đi xuống trước rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau,
trên gương mặt xinh đẹp bình tĩnh của Lý Khinh Hồng cũng vụt qua một tia khác lạ. Đêm hôm, vậy mà có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy tìm tới cửa. Lý Khinh Hồng mắt cao hơn đầu, người phụ nữ có thể khiến cô thừa nhận xinh đẹp, không nhiều, Khương Nhã Mi là một người. Nhưng rất nhanh, tầm mắt của cô dừng ở trên vết máu ở cửa, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng, rảo bước đi xuống tầng, vị này là. Vương Nhất cũng vội vàng đứng dậy giới thiệu, cô ấy là chị dâu của anh. Chị dâu? Lông mày của Lý Khinh Hồng hơi nhíu lại, liếc nhìn Vương Nhất đầy cổ quái, sau đó nở nụ cười, chào cô, tôi là vợ của Vương Nhất, Lý Khinh Hồng. Khương Nhã Mi. Khương Nhã Mi tiếc chữ như vàng, nói ngắn gọn tên của mình. Thấy đối phương không mấy hứng thú, Lý Khinh Hồng cũng không khách sáo nữa, lạnh nhạt hỏi, cô bị thương sao? Một chút vết thương nhỏ, không đáng ngại. Khương Nhã Mi nói với giọng trầm thấp, bò dậy từ trên sofa, gây phiền phức cho hai người rồi, tôi lập tức đi ngay. Nói xong thì cô ta cố nhịn đau, đứng dậy, đi về phía cửa. Vương Nhất không đành lòng, đang muốn mở miệng, ánh mắt của Lý Khinh Hồng lại trở nên lạnh nhạt, đợi đã. Khương Nhã Mi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lý Khinh Hồng. Chỉ thấy sắc mặt của Lý Khinh Hồng hơi tức giận, khẽ trách móc, cô đã bị thương nặng như vậy, còn có thể đi sao? Tại sao không được? Lông mày của Khương Nhã Mi nhướn lên, hỏi ngược lại. Đi theo tôi đi. Lý Khinh Hồng liếc nhìn cô ta, xoay người đi về phía phòng dành cho khách. Nhưng Khương Nhã Mi không đi, vẫn đứng tại chỗ, không cần đâu, tôi đến là để nói vài tình báo cho Vương Nhất. Bây giờ tôi nói xong rồi, cũng nên đi rồi. Trong mắt Lý Khinh Hồng hiện ra một tia sắc lạnh, lạnh lùng nói, tôi nghĩ cô hiểu lầm cái gì rồi, tôi không có ý khác, chỉ là xuất phát từ ý tốt. Giọng nói lạnh lùng, mang theo ý ra lệnh, Khương Nhã Mi lại hơi thay đổi sắc mặt, sau đó rơi vào trầm mặc. Vương Nhất lúc này cũng nói, vẫn là ở lại đi, cho dù Khinh Hồng không nói, tôi cũng sẽ kêu cô ở lại. Khương Nhã Mi khẽ cắn môi. Sau đó vẫn đồng ý, vậy được thôi, cảm ơn. Lý Khinh Hồng không nói gì nữa, dẫn Khương Nhã Mi tới một căn phòng dành cho khách. Lúc này đã là đêm khuya, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng lần nữa về phòng. Khinh Hồng, anh. Vương Nhất cứ cảm thấy trong lòng sao sao đó, thần sắc phức tạp muốn giải thích với Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng lại liếc nhìn anh, bình tĩnh nói, cô ấy là chị dâu của anh, không phải sao? Phải. Vương Nhất kỳ quặc nhìn Lý Khinh Hồng, không hiểu cô tại sao lại hỏi vấn đề này. Lý Khinh Hồng cười đầy thâm ý, chị dâu của anh rất xinh đẹp. Nói xong thì lật người, ôm Vương Tử Lam ngủ. Vương Nhất như gặp phải kẻ địch lớn, trong lòng càng thêm thấp thỏm, anh lặng lẽ trèo lên giường, cẩn thận đi ngủ. Anh biết, Lý Khinh Hồng nhất định là phát giác cái gì đó rồi. Từ sau khi nhếch nhác rời khỏi Tháp Thiên An, Lương Ý Hành không có về nhà họ Lương. Mà một mình uống rượu giải sầu ở một quán ba nhỏ dưới tên anh ta, uống mãi tới nửa đêm. Rượu đắng vào cổ họng, Lương Ý Hành chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, dưới tác dụng của men rượu, cả gương mặt của anh ta trở nên vặn vẹo. Anh ta lớn như vậy, còn chưa từng bị người khác uy hiếp như vậy, đặc biệt là suýt nữa ném anh ta xuống Tháp Thiên An, bây giờ nghĩ lại, vẫn sợ hãi. Bụp, một ly vào bụng, anh ta đập mạnh vào mặt bàn, chiếc ly thủy tinh lập tức vỡ thành mấy mảnh. Vương Nhất, Lý Khinh Hồng, tôi muốn hai người không được chết yên. Sắc mặt của Lương Ý Hành tái xanh, ánh mắt lạnh lẽo, trong quán ba nhỏ không có ai văng vẳng tiếng chửi rủa đầy oán độc của anh ta, vô cùng đáng sợ. Nhìn thời gian đã rất muộn rồi, anh ta vội vàng đứng dậy, định về nhà họ Lương. Kít, một chiếc Land Rover rất lớn lại dừng ở cửa quán ba. Thẩm Tử Kiện xuống xe rất vội, đi tới trước mặt Lương Ý Hành, Ý Hành, xảy ra chuyện rồi. Lại xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Lương Ý Hành u ám nói. Ngày hôm nay đối với anh ta mà nói phải gọi là ngày đại hung, dự án xây dựng đô thị vốn đã thắng chắc không cướp lại được thì thôi đi, còn suýt nữa bị Vương Nhất ném từ trên Tháp Thiên An xuống. Chỉ thấy Thẩm Tử Kiện mặt mày nghiêm trọng nói, xe của Lý Khinh Hồng và Vương Nhất lái được tìm được ở ngoại ô, bị đâm biến dạng, đã trở thành một đống sắt vụn. Cái gì? Bọn họ xảy ra tai nạn xe rồi. Lời của Thẩm Tử Kiện giống như sấm sét, lập tức đánh tan men rượu của Lương Ý Hành, anh ta trợn to hai mắt. Phải, mặt mày Thẩm Tử Kiện u ám gật đầu. Ha ha ha, tai nạn thì tốt.